Chương 47, để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi. Gạch nối chấm, Hoàng Sư Đệ, người cũng ở đây à, lúc này, Trương Long đi tới từ phía xa. Lâm Phàm nghi hoặc, Trương Sư Huynh, sao Huynh lại tới, nhiệm vụ đã bàn giao xong, ta đây là đến để đưa cho đệ phần thưởng của nhiệm vụ. Gạch nối chấm, Trương Long cười nói, sau nhìn thấy xe sắt vụn thì liền đờ ra, đây là. Hoàng Phú Quý cười nói, đây là đưa tới cho Lâm Sư Đệ sát vụn này cũng không đáng tiền, không hiểu vì sao mà Lâm Sư Đệ lại cần đến. Mà thôi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, hắn lấy phần thưởng đã được chia ở trong lòng ra, đưa qua. Sư Đệ, nhận lấy đi, nhiệm vụ này có thể hoàn thành được, đúng là phải nhờ vào Lâm Sư Đệ. Nếu không có Lâm Sư Đệ, chỉ sợ bọn họ đều không về được. Sư Huynh, chỗ này hình như hơi nhiều, ta nhớ rõ phần thưởng của nhiệm vụ này không nhiều như vậy. Chỗ này ít nhất là có 3 vạn viêm hoa tệ, còn có một lọ đan dược thượng phẩm nhân dai quả thực là quá nhiều cảm giác như là toàn bộ phần thưởng của nhiệm vụ này đều đưa hết cho mình không nhiều không nhiều trương long vội vàng nói lâm phàm khoát tay được rồi nghĩ ta ngốc sao các huynh xem lâm phàm ta là loại người gì chứ tiền này ta lấy một vạn đan dược ta lấy hai viên nếu như huynh không nhận về sau chúng ta xem như không quen biết ta nói thật đó đối với các sư huynh luôn quan tâm đến mình hắn vẫn luôn rất trân trọng. Huống hồ hắn có cách gia tăng tu vi, cũng không cần đến đan dược thượng phẩm nhân giai nữa. Phải nhanh chóng làm cho tu vi của các sư huynh tăng lên mới được, bằng không về sau làm sao mà bắt kịp được hắn. Sư đệ, đệ thế này là trương long á khẩu không trả lời được, cuối cũng chỉ có thể nhận đồ lại, trong lòng cảm động đến cực điểm, vỗ bả vai lâm phàm, tất cả lời lẽ đều nghẹn ở trong lòng. Hắn thấy rằng, có thể cùng Lâm Sư Đệ trở thành bạn tốt là phúc khí cả đời của hắn. Sau khi tiễn hai người đi, Lâm Phàm quay lại suy xét một vấn đề. Giờ sắt vụn cũng có rồi, làm lựu đạn gì đó cũng không lo thiếu, đợi khi làm xong lựu đạn thì liền đi tìm yêu thú để pham điểm. Có điều, trước tiên phải sử dụng số tiền này đã, dùng chỗ tiền này có thể mua đan dược và cả công pháp nữa. Mà tạm thời còn chưa cần đến công pháp, Tôi thể cảnh đối với hắn trung quy mà nói chỉ là một cái thời kỳ quá độ mà thôi. Trước tiên dùng chỗ tiền này mua một ít đan dược, tăng thực lực lên một chút, thế mới sáng suốt. Tu luyện và đan dược phối hợp với nhau, tốc độ tu luyện như thế đảm bảo chỉ có chuẩn. Đặt chân tới luyện đan đường, nhìn giá đan dược xong, hắn cầm nín không còn lời nào để nói. Đan dược hạ phẩm nhân dai cần ít nhất 3.000 viêm hoa tệ. Đan dược huyền dai bình thường cần mấy vạn, có khi còn lên đến mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Cái này đối với các đệ tử bình thường mà nói, đều là vật phẩm xa xỉ, mua không nổi đan dược, vậy chỉ còn có thể ngoan ngoãn mà tu luyện. Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt Lâm Phàm tập trung ở một bình đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Huyền cốt viêm đan, đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm huyền giai. Sau khi uống vào, xương cốt sẽ bùng nổ, cảm giác như là bị lửa nóng đốt cháy. Nếu tâm trí nếu không kiên định mà bỏ dở giữa chừng, sẽ khiến thân thể nhận phải thương tổn rất lớn. Trị giá 25 vạn huyền hoàng tệ, so sánh với các đan dược thượng phẩm huyền dai khác, tranh lệch thật sự quá lớn. Có lẽ là do cái tác dụng phụ này mới khiến giá cả thấp như thế. Đan dược huyền dai vốn rất quý giá, nó có thể hỗ trợ cho tu luyện đạt đến cảnh giới địa cương cảnh một cách viên mãn. Hơn nữa ở trong tông môn hiện nay, địa cương cảnh là xu hướng chính, nên có tiền cũng không mua được đan dược huyền dai nhẩm tính lại số tiền tài mà bản thân hắn đang có, vơ vét tài sản của mấy cái xác cho đến bây giờ. Tài sản tích lũy được cũng coi như lớn, ước chừng phải hơn 13 vạn. Có điều còn cách giá của chỗ đan dược này một khoảng khá xa. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm chắc một vố mới được. Lúc này, Lâm Phàm nhớ tới bộ kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai đang nằm lặng lẽ ở trong nhẫn chữ vật kia. Đó chính là đồ vật lấy được từ trên người Liễu Phong, xem ra chỉ có cách nghĩ biện pháp từ công pháp hạ phẩm huyền giai này thôi buổi chiều tại đài ân oán của tông môn nơi nhiều người thì sẽ có mâu thuẫn có mâu thuẫn thì sẽ phải giải quyết mà tông môn để giúp đệ tử giải quyết các ân oán thì đã lập nên đài ân oán này chỉ cần không tổn thương đến tính mạng có thể quyết đấu phân thắng bại đánh cược đi đánh cược đi đệ tử ngoại môn nhị phẩm hà hư đấu với đệ tử ngoại môn nhị phẩm bạch hâm Hà Hư tu vi tôi thể tầng 6, Bạch Hâm tu vi tôi thể tầng 6, đánh cược đi, ở trên đài ân oán kia, một người nam tử trung niên đang cao giọng kêu gọi các đệ tử đánh cược. Chuyện này ở trong tông môn là rất bình thường, mà tông môn không có ít đệ tử xem chuyện này như một con đường phát tài làm giàu. Đối với hai đệ tử ở trên đài mà nói, bọn họ đến là để giải quyết ân oán. Còn với các đệ tử dưới đài mà nói, đến đây là để làm giàu phát tài đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Lâm Phàm đứng bên trong đám người, đeo mặt nạ. Ở tông môn thì cách ăn mặc rất bình thường, sẽ không khiến bất cứ ai chú ý tới. Hắn cảm thấy tông môn này má nó càng ngày càng lắm trò hay. Vậy mà còn có cả đánh bạc, Lâm Phàm không tham gia đánh cược, hắn lẳng lặng chờ đợi. Có thể có được khởi đầu tốt đẹp hay không còn phải xem lần này đã. Hai người trên đài đang đối diện nhau, lửa giận phun trào khi được bắt đầu giải quyết ân oán, trong nháy mắt hai người đã động thủ. Không mất bao lâu, Hà Hư thi triển một trường pháp đại khai đại hợp, thẳng tay đánh bay đối phương ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó hắn một cước đạp Bạch Hâm dưới chân, ánh mắt sắc bén, thần sắc bá đạo. Bạch Hâm, người thua rồi, nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy ta thì biết điều một chút. Hư, trường kiếm trong tay Bạch Hâm bay đến một bên, miệng hộp máu tươi, căm tức nhìn Hà Hư. Hà Hư vuông ống tay áo, vô cùng ngạo nghễ, nhìn xuống Bạch Hâm, chỉ cần hai tay ta cũng đánh bại được ngươi. Sau đó hắn quay đầu đi thẳng xuống đài, xem ra với hắn, Bạch Hâm không đáng để nhắc đến. Tuy rằng tu vi hai người tương đương nhau, nhưng Trấn Hải Càn khôn trưởng của hắn đã tu luyện tới đỉnh cao từ lâu, thực lực sớm đã không ở mức mà Bạch Hâm có thể so sánh được. Bạch Hâm gian nan đứng dậy, cầm lấy trường kiếm, vừa thổn thức vừa rời khỏi nơi này hắn không nghĩ tới thực lực của mình so với hà hư lại tranh lệch lớn đến như vậy hắn không cam lòng chút nào tất cả chuyện này đều là do hắn không có lấy một môn công pháp cường đại nào cả nếu như có một môn công pháp cường đại mình làm sao mà thua nhanh như vậy được thậm chí đánh bại được hà hư cũng không phải là không có khả năng chỉ là bây giờ có nói gì cũng đã muộn lâm phàm nhìn bóng dáng âm u kia khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ bất giác nhoẻn miệng cười thất vọng được lắm chỉ có thất vọng thì mới dễ ra tay, hắn lặng lẽ theo sau đuôi, tới tận vách núi cạnh tông môn, Bạch Hâm ngồi nơi đó, lau khô máu tươi ở khóe miệng, nhìn phong cảnh mênh mông vô bờ trước mắt. Không khỏi thở dài, sư đệ, bây giờ thắng thua không phải là chuyện quan trọng, chỉ cần có ý chí không chịu lùi bước, đó mới là quan trọng. Lâm Phàm đi đến, ngồi ở bên cạnh, thản nhiên cất tiếng. Bạch Hâm nhìn thoáng qua người bên cạnh, đa tạ sư huynh an ủi nhưng mà thua chính là thua ngươi sai rồi thất bại là mẹ thành công một lần thất bại chỉ làm ngươi phát hiện khuyết điểm của mình thôi chỉ cần biết bù lại được khuyết điểm ấy nhất định sẽ đạt được thành công lâm phàm bắt đầu dở bài canh gà bồi bổ tâm hồn mà bạch hâm nghe nói như vậy không khỏi nhìn thẳng nhìn vào sư huynh xa lạ ngồi bên cạnh hắn đột nhiên nhận ra sư huynh nói rất có đạo lý cảm giác thất bại đã nhạt phai đi không ít lâm phàm cười nói đua canh gà bồi bổ tâm hồn ngươi đã nghe qua chưa? Hôm nay vì để bán công pháp đi, cứ để ta dùng canh gà bồi bổ cho tâm hồn ngươi cái đã. Gạch nối chấm, Chicken Soup for the Soul một trong những tác phẩm bán chạy nhất thế giới của tác giả Jack Canfield. Chuyên gian dạy triết lý sống, chương 48, quân lâm thiên hạ, nhiệt tình hăng hái. Gạch nối chấm, sư huynh, xin hỏi huynh là ai? Bạch Hâm cảm thấy sư huynh có học vấn như vậy, nhất định không phải kẻ tầm thường, chỉ nói có mấy câu đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều đương nhiên là phải kết giao một phen lâm phàm vẫy tay ta là ai không quan trọng quan trọng là hôm nay chúng ta gặp nhau coi như là có duyên phận có thể cùng trò chuyện hắn sẽ không để mình bị bại lộ bản thân đây là đang làm chuyện xấu nếu bị phát hiện thì có mà toi cơm sư huynh rốt cục thì tại sao ta lại thua chứ bạch hâm cảm giác như mình tìm được một chi kỷ trong lòng có rất nhiều lời muốn nói muốn tìm người để dốc bầu tâm sự. Lâm Phàm hỏi lại, tự ngươi đã biết rõ, sao còn hỏi ta làm gì? Đúng, ta biết, tất cả là vì công pháp ta tu luyện không đủ cường đại. Nếu ta có được một môn công pháp cường đại, nhất định ta sẽ không thua. Trong lòng Bạch Hâm hiểu rõ nhưng sau đó lại nuối tiếc nói. Nhưng một môn công pháp cường đại quý giá như vậy, chỉ với vốn liếng tích lũy hiện tại của ta căn bản là không mua nổi. 2 một tiếng thở dài vô vàn xót xa sư đệ người xem đây là gì lâm phàm nhìn quanh nhìn quất đảm bảo không có ai mới vén áo khoác lên lộ ra một môn bí tịch ở ngay sát bên trên quần áo bạch hâm sửng sốt thốt lên công pháp lâm phàm rất hài lòng gật gật đầu đè nhỏ giọng nói cuồng phong kiếm pháp cấp hạ phẩm huyền giai rất hợp với sư đệ thấy sao bạch hâm nuốt nuốt nước miếng nhưng khi biết được đó là công pháp cấp hạ phẩm huyền giai lại tỏ vẻ tiếc nuối. Sư huynh, đây là Huyền giai hạ phẩm công pháp, chỉ khi nào tiến vào địa cương cảnh mới có thể tu luyện được. Lâm Phàm đã biết điều ấy từ lâu, nhưng hắn không tin với tài ăn nói của hắn hắn không bán được vật này, thế ta hỏi ngươi, ngươi nói có thể tu luyện hay không? Bạch Hâm gật đầu, cái này đương nhiên có thể tu luyện, chỉ là không có nguyên lực thúc đẩy thì sẽ ảnh hưởng đến uy lực mà thôi. Như vậy đi, sư đệ, bất cứ công pháp nào hình thức thay đổi bản chất cũng không thay đổi nếu như ngươi có thể nắm được tinh túy bên trong cho dù không thể dùng nguyên lực thúc đẩy ra uy lực lớn nhất nhưng ngươi nghĩ xem có cường đại hơn kiếm pháp ngươi vẫn đang tu luyện hay không lâm phàm nhỏ giọng nói cứ như đang thương thảo một vấn đề không thể để lộ ra ánh sáng sư huynh nói có lý lắm bạch hâm tán đồng lâm phàm cảm thấy lửa đã được nhen kha khá rồi đã có thể đi trực tiếp vào vấn đề chính hắn không tin mình không thực hiện được Bèn thở dài một tiếng. Hai, gặp nhau cũng là duyên phận, ta với sư đệ coi như vừa gặp đã quen. Nay sư đệ vì công pháp mà phiền não, sư huynh ta không thể thấy chết không cứu. Môn cuồng phong kiếm pháp này bán cho sư đệ, sư đệ ngươi có muốn mua hay không? Sư huynh, huynh thật sự muốn bán cho ta? Bạch Hâm thở dồn dập, nhưng sau đó lại cúi đầu sư huynh, chỉ sợ là ta mua không nổi. Lân Phàm đương nhiên biết thừa thằng này nghèo kiết xác. Công pháp hạ phẩm huyền giai không có 10 vạn trở lên mà muốn mua thì có mà nằm mơ đi. Sư đệ, người nói thật cho sư huynh nghe đi, người có bao nhiêu? Hiện tại, Lâm Phàm chỉ muốn bán tống bán tháo, có thể bán bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bạch Hâm nói, sư huynh, nói thật với huynh, toàn bộ gia sản của ta chỉ có hơn 2 vạn một chút. Ta vốn muốn từ từ tích góp, mua một bộ kiếm pháp cấp nhân giai mà thôi. Được, ta thấy sư đệ cũng là người thẳng thắn, hai vạn thành giao luôn, được không? Lâm Phàm nói một hơi, a à, bạch hâm sửng sốt, sau đó nháy mắt đỏ bừng mặt sư huynh, đây chính là kiếm pháp hạ phẩm huyền giai huynh thật sự muốn bán cho ta chỉ hai vạn. Bạch hâm thật sự không thể nào tin nổi, đây chính là công pháp hạ phẩm huyền giai đó, nếu như mua ở tông môn thì chính là giá trên trời. Đương nhiên, Lâm Phàm nói, Bạch Hâm không thể ngờ trong tông môn lại có sư huynh tốt như vậy, đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Lâm Phàm nhìn quanh quất, rồi nhanh nhỏ lấy công pháp ra. Sư đệ, mau mau kiểm hàng, chúng ta trao đổi. Bạch Hâm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng mang tiền tích góp ra. Đa tạ sư huynh, mối đầu tiên thành công, tâm tình Lâm Phàm rất là vui sướng, sau đó đứng dậy đi về phía trước, đột nhiên lại dừng lại, khí tức trầm ổn nói. Sư đệ, sư huynh có lời này muốn nói với ngươi. Bạch Hâm đối với vị sư huynh vô danh này vô cùng cảm tạ, gật đầu liên tục. Sư huynh mời nói, Lâm Phàm hít sâu một hơi, chỉ cần tâm không sợ hãi, gió mát sẽ thổi đến. Con đường ở phía trước nhất định có nhiều khó khăn và thất bại, thuận theo chiều gió có thể sẽ thoải mái, nhưng sẽ không thể đi lên vị trí cao được. Ngược gió mà đi sẽ đau đớn, nhưng mới có thể leo lên được đến đỉnh núi. Ở trên đỉnh cao nhìn xuống, giữ trong lòng một trái tim quả cảm. Quân Lâm Thiên Hạ, nhiệt tình hăng hái hãy nỗ lực mà nuôi dưỡng tấm lòng hướng phật cây xanh sẽ tự nảy mầm hướng thẳng về phía mặt trời lâm phàm tiếp tục đi về phía trước giơ tay lên quay lưng về phía bạch hâm mà vẫy vẫy sư đệ cố gắng lên sư huynh tin tưởng ngươi sẽ thành công bạch hâm đứng thẳng tại chỗ nhìn tấm lưng ở phía xa đang khoác lên ánh nắng chói lòa từ ánh mặt trời chiếu rọi hốc mắt có chút ẩm ướt chưa bao giờ có ai nói với hắn những lời này hắn vô cùng phấn chấn mà nói sư huynh ta sẽ cố gắng hắn gào lên thất bại là mẹ thành công trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải khắc phục khuyết điểm không sợ thất bại thật mẹ nó thoải mái thế là hai vạn vào túi ở một nơi không có ai lâm phàm cất tiền vào nhẫn chữ vật sau đó lại cầm ra một quyển bí tịch cất vào trong quần áo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo hắn sao chép cuồng phong kiếm pháp thành rất nhiều bản chỉ cần bán hết ra ngoài là khỏi phải lo lắng gì nữa có điều cần phải cẩn thận một chút mới được, đây là ở tông môn, nếu như bị bắt được thì coi như xong đời. Một hồi vừa rồi, sau này không thể lấy lý do này nữa. Trên đường có không ít đệ tử đi ngang qua, Lâm Phàm chuyên môn tìm các đệ tử tu luyện kiếm pháp để ra tay. Những kẻ giàu có thì thôi, tư tưởng kiểu bọn đấy có khi chẳng coi mình ra cái gì, nói không chừng còn đi tố cáo mình như chơi. Lúc này, một tên đệ tử mang trường kiếm trên lưng rơi vào tầm mắt của Lâm Phàm hắn liền mau lẹ đuổi theo hai người song song nhau mà đi tên đệ tử kia quay đầu có chút nghi hoặc nhìn lâm phàm không biết thằng này là thằng nào định làm gì không đợi hắn mở miệng lâm phàm liền lên tiếng trước sư đệ cho ngươi xem một thứ hay ho có muốn nhìn hay không đệ tử này có chút không hiểu người này muốn làm gì nhưng vẫn gật gật đầu thứ gì lâm phàm thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ vén một góc áo lên để lộ ra công pháp sắt bên trong công pháp hạ phẩm huyền giai người biết đấy, đúng là đồ xịn phải không? Động tác len lén lút lút, giọng nói thì dung tục, giống hệt bọn người bán đồng hồ và di động dạo ở trên đường kiếp trước, đều hành động lặng lẽ. Ha ha, tên đệ tử này nhìn thấy công pháp thì lập tức cười đến sán lạn, cười bỉ ổi như bắt được vàng, ánh mắt trở nên quái dị, đồ xịn, đúng là đồ xịn. Hắn hiểu rõ, đây là buôn bán công pháp, trước kia ở tông môn không phải chưa từng có chỉ là bị chỉ trích một hồi, trên cơ bản đã không còn nữa. Không ngờ mình lại may mắn như vậy, thế mà có thể gặp được. Lâm Phàm vừa thấy đối phương có ý muốn mua, cười vô cùng sán lạn. Sư đệ, đi, chúng ta đi vô hẻm nhỏ nào, từ từ rồi nói chuyện. Được được, mãi cho đến khi dáng chiều hạ xuống, Lâm Phàm đi đến chỗ không người, cởi mặt nạ xuống, sau đó nhìn nhìn số tiền trong nhẫn chữ vật, cười đến trói lóa. Đúng là lời to nếu biết con mẹ nó sớm đã sao chép nhiều hơn mấy phần. Mặc dù có vàn bản giá một vạn cũng bán, nhưng tiền thì vẫn là tiền. Dựa vào bản cuồng phong kiếm pháp này đã bán được 20 vạn viêm hoa tệ, tốc độ kiếm tiền của mình đúng là nhanh như gió, hiện tại đã có đủ tiền để mua đan dược. Trong lòng thật vui vẻ, mà lúc này, ở một nơi khác, một đệ tử dẫn theo các sư huynh chấp pháp đi đến chỗ ban đầu lâm phàm buôn bán. Các sư huynh, vừa rồi ta phát hiện có đệ tử vụng trộm buôn bán công pháp, chỉ là ta không biết hắn đi đâu mất rồi. Các sư huynh chấp pháp nhìn nhau, chuyện này cần phải điều tra kỹ lưỡng. Được cái may là Lâm Phàm chỉ bán một lúc thì không bán nữa, nếu mà còn tiếp tục bán thì có khi đi đời nhà ma thật. Chương 49, xuất phát đi, phàm phàm của ta. Ôm số tiền vất vả một ngày kiếm được, trong lòng hắn có phần mỹ mãn, cuối cùng cũng nhờ vào năng lực bản thân mà kiếm được số tiền này sau đó hắn liền đến luyện đan đường vô cùng phong độ mua đan dược thượng phẩm huyền giai tuy rằng khi dùng có tác dụng phụ rất mạnh nhưng có liên quan gì đến mình đừng có kể lể với ta nữa gì mà cực kỳ đau đớn tra tấn những cảm giác đau này đều không là vấn đề châm ngôn của ông mày chính là chỉ cần không nổ tan xác thì không thành vấn đề số tiền còn lại hắn chưa động tới giờ thì hắn đã hiểu rõ muốn tu luyện đến cảnh giới cao thì cần phải có tiền tu vi thấp thì bần cùng là lẽ đương nhiên, tu vi cao thì tiền tài không phải vấn đề. Hầu hết của cải đều nằm trong tay một số ít người, phần còn lại trong tay một đám nghèo lót, hơn nữa còn đang làm việc cho những có kẻ tu vi cao, đem lại càng nhiều lợi lộc cho chúng. Cũng giống như xã hội ở kiếp trước, trong phòng, hắn ngắm nghía viên đan dược màu đỏ trong tay, không chút do so dự nuốt xuống, sau đó lập tức vận công, bắt đầu luyện hóa. Giác, Lâm Phàm cảm giác xương cốt đang biến chuyển, giống như muốn nổ tung ra vậy, đương nhiên cũng chỉ là cảm nhận. Hoàn toàn không thấy khó chịu, điểm khổ tu không ngừng tăng lên, đan dược sức mạnh vô cùng lớn, được tích hợp vào cơ thể càng thêm phần gia tăng tu vi. Nếu người khác chứng kiến cảnh này nhất định sẽ bị dọa tới trợn mắt há mồm, tên này tẩm vãi đái, dùng loại đan được này mà không có chút khó chịu nào sao? Đương nhiên, chẳng ai ngờ được Lâm Phàm sở hữu thân bất tử, hơn nữa còn vô cảm với sự đau đớn. Ngày hôm sau, Lâm Phàm mở mắt, nở nụ cười đắc ý, tu vi của ta hãy bùng nổ đi, thăng cấp, hắn ấn vào dấu cộng, tiêu hao 128.000 điểm khổ tu. Tu vi, tôi thể tầng 9 cộng, đúng thời khắc đột phá ấy, cơ thể Lâm Phàm có sự thay đổi vô cùng lớn, toàn thân bên trong như muốn nổ tung ra, tất cả xương cốt, nội tạng, tủy xương đều đạt đến đỉnh điểm. So với tôi thể tầng 8 lúc trước, quả thực có sự khác biệt quá lớn, chính là sự thay đổi về sức mạnh. Tên thanh manh hồi trước chính là tôi thể tầng 9, hoàn toàn dựa vào hình thức cấp bậc để chèn ép các huynh đệ của ta. Nếu không phải nhờ bản thân tu luyện lang nha bổng mạnh mẽ đến cảnh giới cao như vậy, e rằng cũng khó mà chèn ép được thanh manh. Kiểm tra bảng điều khiển, tính danh, lâm phàm, tu vi, tôi thể tầng 9 cộng, điểm khổ tu, 58.654. Điểm tích lũy, 340, thiên phú, thân bất tử, rút thưởng, thanh đồng 100, bạch ngân 300, còn lại chưa được mở. Tu luyện liên tục từ tối đến sáng quả thực không lãng phí một giây phút nào. Hơn nữa kết hợp với đan dược còn tích lũy được đủ điểm khổ tu trị, một bước đột phá đến tôi thể tầng 9. Còn chuyện tiến vào địa cương cảnh đã nằm trong tầm với rồi, chỉ cần thêm chút thời gian mà thôi mục tiêu hiện tại chính là kiếm thêm điểm tích lũy để nâng cấp lang nha bổng mạnh mẽ đến cấp 9. Lên cấp 9 cần 2.600 điểm tích lũy, cũng không quá nhiều, đi đánh một đám yêu thú là được. Tinh thần sảng khoái, toàn thân dễ chịu, lúc Lâm Phàm bước ra thì phát hiện bên ngoài có không ít các đệ tử mặc áo giáp. Không khỏi có chút nghi hoặc, các đệ tử chấp pháp đường đang làm gì vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm thầm nghĩ, và rồi hắn nhìn thấy lã khải minh đang đứng quan sát đằng xa lập tức tiến đến sư huynh đã xảy ra chuyện gì vậy lâm phàm hỏi lã khải minh nhỏ giọng đáp nghe nói hôm qua có đệ tử lén lút bán trộm công pháp người của chấp pháp đường liền bắt đầu đi kiểm tra rồi lâm phàm nghe thấy lời này liền giật mình chẳng phải là đang nói chính mình sao vậy có phát hiện được manh mối gì không lâm phàm hỏi nhỏ nếu bị phát hiện thì sẽ phải rời khỏi đây mà hiện tại hắn vẫn chưa muốn đi lắm. Nơi này mọi người đều biết đối nhân xử thế, nói chuyện lại dễ nghe, vô cùng thích nơi đây mà còn chưa hưởng thụ đủ nữa. Không có, chỉ là có đệ tử báo cáo, chấp pháp đường liền tới điều tra một chút. Cũng không biết vị huynh đệ nào lại to gan như vậy. Trước đây những môn đệ lén lút buôn bán công pháp đều bị bắt quy án chịu phạt rồi. Không ngờ vẫn còn có kẻ dám làm, Lã Khải Minh cảm thán, vẻ mặt có chút bối rối có lẽ bởi vì bản thân chưa từng gặp phải kẻ buôn bán trộm công pháp như này. Nói chung là kiểu buôn bán công pháp chui như này rẻ hơn rất nhiều so với tông môn. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện, nhưng trong lòng cũng thầm rủa không biết là kẻ nào tố giác, thực khốn nạn. Ấy, sư đệ, sao ta cảm thấy hôm nay đệ có gì đó không giống với thường ngày? Lã Khải Minh nhìn Lâm Phàm thực sự cảm thấy có chỗ không giống, nhưng mà không giống ở điểm nào thì nhất thời không nói ra được lâm phàm ngó trên ngó dưới bản thân thay đổi sao xem ra là do tu vi thăng cấp toàn thân đều phát ra sinh lực chắc là trở nên đẹp trai hơn rồi lâm phàm tự đắc đáp lã khải minh không còn lời nào để nói sư đệ thực quá tự luyến thôi tốt nhất là không nên vạch trần ra không còn chuyện gì nữa lâm phàm liền chào tạm biệt lã khải minh hắn còn bận làm việc lớn cần phải đi kiếm nguyên liệu chế tạo lựu đạn thế là liền lập tức xuất phát vài ngày sau lâm phàm nhìn nhẫn chữ vật có hàng trăm quả lựu đạn không khỏi nở nụ cười sung sướng lần này đã chuẩn bị ổn thỏa có thể thỏa sức làm can rồi lú yêu thú ta đến đây hy vọng các ngươi đừng quá đau buồn ta sẽ nhẹ nhàng với các ngươi sáng sớm hắn sắp xếp thu gọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi tông môn sư đệ đệ đi đâu với âm tiểu thiên và cao đại tráng lúc nào cũng ở cùng nhau cứ mỗi lần xuất hiện đều có mặt cả hai người lâm phàm cứ thắc mắc trong lòng có khi nào hai người này có gì đó thiệt không nhưng đành phải tạm gác lại vấn đề này dù sao thì nói thẳng ra cũng khiến người khác khó lòng chấp nhận vậy quả thực không ồn đệ ra ngoài có chút chuyện âm sư huynh các huynh tới làm gì vậy lâm phàm hỏi ngược lại âm tiểu thiên cười đáp ta cùng cao sư huynh của đệ gần đây ở tông môn hoài có chút buồn phiền nên định đi dạo qua thành vân lạc dài sầu chút sư đệ có cùng đường không hắn đương nhiên không muốn đi cùng với hai người này muốn làm chuyện đại sự mà lại có người bên cạnh thì thực vướng chân vướng tay bèn đáp sư huynh không cùng đường rồi đệ đi ngược đường với các huynh thôi được sư đệ vậy hai huynh đi trước đây đi ra ngoài nên chú ý an toàn âm tiểu thiên và cao đại tráng vẫy tay chào được lúc này lâm phàm đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức rời tông lần này không cầy đủ điểm tích lũy hắn tuyệt đối sẽ không quay về và hắn gấp rút lên đường, kể cả đêm khuya cũng không nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Lâm Phàm nhìn rừng cây um tùm trước mắt, khuôn mặt lập tức lộ vẻ tươi cười. Lũ yêu thú, ta đến rồi đây, rừng Tê Hà, đây là nơi lũ yêu thú sinh sống, phạm vi cả khu rừng rất rộng. Bọn yêu thú phía ngoài bìa rừng thì không đáng nhắc tới, nhưng nếu tiến vào sâu trong rừng sẽ gặp phải yêu thú cấp địa cương cảnh, thậm chí còn có cả yêu thú thiên cương cảnh, vô cùng nguy hiểm đối với Lâm Phàm mà nói, mục đích chính là cầy điểm tích lũy, chẳng hề nghĩ tới đi gây hấn với loại đại yêu thú đáng sợ như vậy. Chương 50, Lâm Phàm, xong, một thân một mình tới đây thực có chút căng thẳng, nếu bị yêu thú bao vây, nhất định sẽ chỉ còn đường chết, không chết thì cũng bị lột ra. Nhưng đối với kẻ điên khùng như Lâm Phàm thì chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn hoàn toàn không thèm để mắt tới khu vực phía ngoài rừng, tiếp tục đi sâu vào trong. Một đàn sói xám, Lâm Phàm lập tức bỏ qua vài chục con sói xám đáng thương, không buồn ra tay. Lần trước đã giết sạch cả một đàn đông đúc, cũng nên để cho chúng cơ hội nghỉ ngơi phát triển nữa. Hú hú, đi sâu đến một phạm vi nhất định, tiếng gầm gừ của yêu thú càng ngày càng nhiều, mà tiếng gầm gừ này tựa như tiếng sấm, vô cùng vang dội. Lắng nghe tiếng vang liền biết được yêu thú có tiếng gầm dữ dội đến thế nhất định không phải loại tâm thương. Lâm Phàm nghênh ngang bước tới, Cây cối xung quanh cũng trở nên to lớn hơn, độ ẩm thấp ngày một tăng lên. Đúng lúc này, mắt hắn sáng lên, một đàn yêu thú xuất hiện phía sau những khối đá lớn ở bãi đất trống trước mặt. Diều hâu tích giác, hình dáng chúng trông như diều hâu thường, trên đầu mọc một sừng trắng dài, giống với xương cuộc sống của người, bốn móng vuốt dài sắc bén nhọn hoắt, đuôi mảnh và dài, phía sau đuôi mở ra là hàm răng nhọn có thể cắn kẹp. Trong nhóm yêu thú chưa đạt tới địa cương cảnh, loại yêu thú này đã thuộc dạng khó nhăn. Thường thì chúng đều là tôi thể tầng 6, tầng 7, nhưng cũng có có cả tôi thể tầng 8. Các môn đệ có thực lực ngang hàng với loại yêu thú này còn không dám gây hấn. Bởi vì tốc độ của lũ yêu thú này rất nhanh, ngoài ra toàn thân chúng trên dưới đều có tác dụng công kích, đặc biệt là phía sau đuôi khiến người khác khó phòng bị được. Nếu đột nhiên bị nó lướt qua cắn kẹp cho thì có thể bị cắn nát cả người. Được lắm, Lâm Phàm nở nụ cười, đếm kỹ có khoảng gần 20 con, nếu giết sạch được bọn chúng thì nhất định sẽ kiếm được một mớ điểm. Hắn nấp về phía sau, không chút do dự lôi lựu đạn ra, kéo chốt rồi ném thẳng vào trong. Từng quả từng quả lựu đạn được ném ra không chút do dự, cứ nổ chết một loạt đã rồi tính tiếp. Đám diều hâu tích giác đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động liền lập tức có phản ứng, quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy một vật có hình tròn lan tới, lũ yêu thú còn đang nghi ngờ không biết là thứ đồ gì. Trong đó có một con diều hâu tích giác còn tưởng là đồ ăn, há mỏ nuốt luôn quả lựu đạn. Đối với loại yêu thú dưới địa cương cảnh này, tưởng chúng có trí thông minh thì chỉ là trong mơ mà thôi. Hầy, chúng mày chết cũng không oan đâu, lâm phàm chứng kiến cảnh này thì chẳng muốn nhiều lời nữa. Ngay cả lựu đạn của ta cũng dám nuốt, không biết bọn này lấy dũng khí từ đâu ra. Hắn đếm thầm 7 giây, bùm, quả lựu đạn nổ tung trong nháy mắt, điểm tích lũy cộng 60 điểm tích lũy cộng 70, điểm tích lũy cộng 60, Lâm Phàm dựa lưng vào tảng đá, mắt hơi nhắm lại. Nghe thấy những tiếng nổ vang dội này, hắn không muốn nói gì nữa, trong lòng vô cùng thương cảm. Vạn vật trên thế gian đều bình đẳng như nhau, các ngươi có quyền sinh tồn. Nhưng không còn cách nào khác, các ngươi không chết thì là ta chết. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể trở thành người, không phải làm yêu thú nữa. Kết thúc cầu nguyện lâm phàm lấy làng nha bổng từ trong nhẫn chữ vật ra vẻ mặt bá đạo sau đó nhảy ra từ sau tảng đá giết giữa tâm vụ nổ con diều hâu vương sững sờ chứng kiến tất cả đến bây giờ nó vẫn chưa kịp có phản ứng gì các tiểu đệ rốt cục bị sao vậy sao đột nhiên lại bị nổ tan tác thế này bùm tiếng nổ lớn từ bên trái truyền đến diều hâu vương lập tức quay lại tiểu đệ vừa nãy còn lành lặn trong chớp mắt liền biến mất không thấy nữa rốt cục là có chuyện gì cũng không thấy kẻ địch sao tất cả lại biến mất thế này giết đột nhiên nó nghe được giọng nói loài người chỉ thấy phía trước là một con người đang vác vũ khí cực lớn xông về phía mình chuyện này khiến diều hâu vương vô cùng phẫn nộ nó rít gào một tiếng lao ra tấn công đối phương chật chật lâm phàm không ngờ con diều hâu vương này may mắn như thế nhiều lựu đạn như vậy mà không nổ chết nó còn bắt mình phải dứt điểm làng nha bổng mạnh mẽ mang theo uy lực vượt trội bùng nổ. Diều hâu vương vô cùng mạnh nhưng cũng không phải sắt thép, một chùy nện xuống lập tức bị nổ tan xác. Điểm tích lũy cộng 80, sảng khoái, kiểm tra điểm tích lũy đã được 1.350 điểm. Trận đầu toàn thắng, thuận lợi tiến lên, hiện tại, Lâm Phàm vô cùng tự tin với con đường phía trước. Nơi đây không thiếu yêu thú, chỉ cần tiếp tục cố gắng, muốn trở thành ông trùm điểm tích lũy chỉ còn là vấn đề thời gian. Lông yêu thú thực ra cũng có chút giá trị, nhưng sức mạnh của bọn yêu thú này quá yếu, không thèm để mắt tới nữa. Trừ phi là yêu thú cấp cao mới có thể khiến hắn để mắt tới. Không nói chuyện khác nữa, tiếp tục tìm yêu thú rồi tiến hành oanh tạc. Ở trong rừng Tê Hà một lúc, tiếng gầm gừ ở khắp mọi nơi, những con yêu thú cấp thấp nghe thấy tiếng gầm rú đều bị dọa chạy tán loạn. Còn con nào nữa? Lâm Phàm vác lang nha bổng bước đi trong rừng, hắn cảm giác như đã trở thành bậc đế vương ném pháo đang hành tàu. Chỉ cần có yêu thú sẽ có bóng dáng hắn. Lũ yêu thú dưới địa cương cảnh đều đã bị pháo nổ cho tan tác, đang tháo chạy khắp nơi. Đối với loại yêu thú này, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng đều không là gì so với lựu đạn. Một quả lựu đạn không đủ thì hai quả, không tin không trừng phạt được lũ này. Kiểm tra điểm tích lũy, đã đạt được 6.000 điểm, Thu hoạch được nhiều như vậy đã khiến Lâm Phàm cực kỳ hài lòng. Không phải do lười biếng mà vì địa bàn của yêu thú vô cùng nhỏ bé so với cả khu rừng tê hà rộng lớn. Đối với Lâm Phàm mà nói, muốn vượt sang khu vực khác cũng phải mất chút thời gian. Về phần địa bàn nằm sâu trong rừng của đại yêu thú, hắn tạm thời chưa suy tính tới. Gặp phải yêu thú địa cương cảnh thì phiền phức rồi, hơn nữa cũng không kiếm chắc được nhiều bằng bọn yêu thú này. Lúc này trong một hang động tối ở trong rừng Tê Hà, đột nhiên xuất hiện hai tròng mắt đỏ ngầu. Hai tròng mắt đỏ kia giống như đá hồng ngọc, ở trong hang động tối trở nên vô cùng chói mắt. Grr, một tiếng gầm lớn từ trong hang động phát ra ngoài, âm vang vô cùng lớn, phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh. Nó vốn đang ngủ say thì bị đánh thức bởi những âm thanh chói tai kia. Bùm, bùm, tiếng nổ này khiến nó vô cùng giận dữ, rốt cục là kẻ nào lại dám lởn vởn gần địa bàn của nó tạo ra thứ âm thanh vô cùng khó chịu này nó muốn nghiền nát đối phương thật tàn bạo ở cửa hang một bóng dáng to lớn bò ra từ bên trong sau đó nó đứng thẳng lên phát ra hơi thở đáng sợ hầy lũ yêu thú bọn bây đâu hết rồi lâm phàm dạo rực trong lòng vô cùng thỏa mãn cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp nhìn điểm tích lũy tăng vùn vụt hắn cảm nhận được một loại khoái cảm khó diễn tả bằng lời dù sao thì vẫn còn rất nhiều lựu đạn nhất định phải dùng hết mới quay về gầm đột nhiên một tiếng gầm giận dữ cực đại vang đến vang vọng cả trời đất những chiếc lá trên cây cổ thụ ào ào rụng xuống lâm phàm bịt tay lại ôi đuỵt rốt cục là tiếng gầm của loại yêu thú gì mà chỉ dựa vào tiếng gầm thôi đã có uy lực lớn như vậy thật quá đáng sợ lâm phàm thầm cảm thán không thể dây vào không thể dây vào suy hính của hắn chính là chuyên chọn những con nhỏ mà xử còn những con lớn thì cứ để về sau rồi tính. Ý, trời hình như tối rồi, Lâm Phàm bất chợt phát hiện dường như có một bóng dâm bao phủ lấy mình, mà bóng dâm này càng lúc lại càng lớn. Vừa ngừng đầu nhìn lên hắn liền tròn mắt kinh ngạc, lập tức gào thét. Cái đệt, con khỉ to vãi này ở đâu chui ra vậy? Ma vượn mắt đỏ, cường đại yêu thú trên địa cương cảnh, là hậu duệ của hung vượn thời cổ, vô cùng hùng mạnh, khát máu, trong đám yêu thú thuộc lại khó đối phó nhất. Dâm con yêu thú to lớn che phủ cả bầu trời, trong chớp mắt che khuất luôn lâm phàm. Rồi nó nhảy mạnh xuống đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Lấy vị trí của lâm phàm làm trung tâm, mặt đất nứt ra chi chít tựa như một mạng nhện dày đặc. Lâm phàm chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay khổng lồ bao trùm. Hự hự, một vũng máu nhuốm đỏ bàn tay của ma vượn mắt đỏ. Lâm phàm, xong, chương 51, lôi mày theo cùng, ma vượn mắt đỏ đứng đó, bắp thịt nổi lên cuồn cuồn cuộn trông rất dữ tợn, quanh người nó lại tản ra bầu không khí hết sức khủng bố. Nó lắc lắc bàn tay, để cho máu thịt dính trên tay văng đi. Trong mắt nó, kẻ kia cũng chỉ bé nhỏ không khác gì con kiến. Chỉ một bàn tay là có thể đập chết tươi. Tất cả yêu thú trong vùng phụ cận có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo này đều nằm dạp xuống đất, run bần bật. Dưới sự bức bách của vương giả, chúng nó không thể phản kháng. Hồn hền ma vượn mắt đỏ phì ra hơi khói trắng nóng hầm hập từ trong mũi hai chồng mắt nó đỏ như máu trông vô cùng hung lệ trên lồng ngực nó chi chít là khe rãnh của những vết sẹo nó thô lỗ đập hai tay lên ngực giống một tiếng vang vọng chấn động đất trời như một lời uy hiếp khiến vạn vật phải thần phục để tuyên cáo trong địa bàn của nó không cho phép bất cứ sinh linh nào bén mảng càn quấy với con kiến dám quấy dày này nó đã chẳng mảy may nương tay và rồi nó xoay người rời đi. Cái bóng hung dữ to lớn ấy bước đi trong rừng sâu, khiến muôn loài tránh né, không có một con yêu thú nào dám tiến lên trước mạo phạm đến nó. Yêu thú trên cấp địa cương cảnh chính là khủng bố đến nhường ấy. Mười giây sau, giữa vũng máu đỏ lòm trên mặt đất, một thi thể nhờ nhớp máu dần dần mở mắt. Mẹ kiếp, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Lâm phàm từ cái vũng ấy bỏ ra, nhìn thân thể trần như nhộng của mình, cả người liền đờ ra. Sau đó hắn rút một bộ quần áo từ trong nhẫn chữ vật ra mặc vào. Hình như là trời đột ngột tối, rồi có một con khỉ tới đập mình một chưởng, sau đó mình không còn cảm giác được bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Lúc này hắn chú ý đến mặt đất dưới chân mình, đất nứt ra thành từng khe lớn, kéo ra rất dài rất xa, nhìn không thấy giới hạn. Khủng bố thật, hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có ý nghĩ này, mình bị một con khỉ giết chết, hơn nữa còn không có chỗ trở tay. Địch mợ Mi ông đây đánh yêu thú kiếm điểm tích lũy thì chọc éo gì tới mi coi như mi giỏi cũng cậy mạnh hiếp yếu quá rồi đó lâm phàm chửi thề trong lòng thật sự rất khó chịu hắn bị giết chết không rõ ràng còn chưa kịp nói lời một lời hai đã nghèo cơ mơ nơ rơ bảo hắn nhịn sao cho thấu mi chờ đó cho ta thù này ta sẽ ghi nhớ kỹ tuy ta cũng không rõ ngươi là cái giống gì nhưng sau này chỉ cần gặp bọn khỉ ta nhất định sẽ làm gỏi hết sạch thời khắc này lâm phàm đã ký kết ân oán với bộ tộc ma vượn mắt đỏ rồi vừa rồi hắn còn chẳng biết mình chết ra làm sao vẫn hơi sợ hãi bây giờ xem ra nơi này có thằng chùm nào đấy không thể đụng vào vậy thì mình kiếm chỗ nào xa xa một chút chọc không nổi mi ok ông lượn là được chứ gì thất bại nhất thời không thể bào mòn đi lòng hăng hái kiếm điểm tích lũy của lâm phàm hắn vỗ vỗ quần áo tiếp tục đi về phía trước con đường bạo phái yêu thú vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Sau khi đi được một đoạn, Lâm Phàm dừng lại, trước mắt lại có yêu thú, hơn nữa vẻ mặt của bảy yêu thú này có chút khiếp đàm. Dường như chúng vừa bị thứ gì dọa sợ, hê hê, cơ hội lại tới rồi, tâm trạng hắn cực kỳ tốt, nơi này là thiên đường của yêu thú. Cũng chính là thiên đường kiếm điểm tích lũy của mình, yêu thú địa cương cảnh mình chiêu không nổi, thì mình bắt nạt bọn yêu thú tôi thể cảnh thôi. Nghĩ đến đấy, hắn liền lấy lựu đạn ra, canh thời gian, thừa dịp đám yêu thú này vẫn còn đang ngáo ngơ, cứ thế mở màn. Bùm, tiếng nổ mạnh lại bùng lên, vang vọng cả đất trời, đối với bảy yêu thú mà nói đây chính là âm thanh đoạt mệnh. Nhưng đối với Lâm Phàm, đây mới là âm thanh của thiên đường. Trong một hang động nào đó, ma vượn mắt đỏ đang nằm sấp, ngủ say, đột nhiên, nó mở hai tròng mắt màu máu, lóe ra hung ác vô cùng. Nó lại nghe được tiếng ồn kia, âm thanh ẩm ý ấy cứ cuồn cuộn không ngừng. Hú hú, tiếng giống giận dữ, phẫn nộ từ trong hang động truyền ra ngoài. Lũ yêu thú sống trong lãnh địa của ma vượn mắt đỏ không biết chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là giống loài nào có thể khiến cho bá chủ phẫn nộ như thế. Ma vượn mắt đỏ xuất trinh, một yêu thú vô tri cấp địa cương cảnh tầng một xuất hiện ở trước mặt ma vượn. Ma vượn thẳng tay chộp lấy nó nhét vào miệng, máu đỏ bật ra từ hàm răng sắc bén của nó, nhuộm đỏ một mảng, khiến cho ma vượn vốn đã vô cùng dữ tận nay lại trông càng thêm hung ác. Nó nhún chân xuống, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ra xa, phát ra một sức mạnh mãnh liệt. Âm, rồi tựa như tia chớp, nó biến mất về phía chân trời. Tâm tình lúc này của Lâm Phàm rất vui sướng, điểm tích lũy tăng không ngừng, đã gom góp được đến 7 mươi điểm. Hắn chưa từng tích chữ được lượng điểm khổng lồ như vậy bao giờ. Nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn, số điểm tích lũy này đã đáng là bao nhiêu chỉ là đám yêu thú này có hơi khó tìm hình như đã trốn hết rồi làm hắn có chút không biết phải làm sao lúc này hắn phát hiện xa xa có đàn chim cất cánh bay những đôi cánh đen tuyền che lấp ánh mặt trời cảnh sắc hùng tráng vô cùng đúng vào lúc đó một bóng đen to lớn xuất hiện nơi chân trời chặn đứng đàn chim trên đó hắn thấy mà choáng váng nguyên một mảng trời đất vốn đen tuyền cuối cùng lại biến thành một biển máu phác, lại là cái gì nữa đây? Lâm phàm ngu người, trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn cũng không cần biết là chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp kéo lựu đạn. Dâm, một thân ảnh to như quả núi đáp xuống, khiến cho mặt đất rung lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên Lâm phàm thấy một con yêu thú to lớn đến như thế. Nếu lôi con cự thú chiến tranh ra so, chỉ có nước gọi con này là sư phụ. Hai chồng mắt ma vượn mắt đỏ hung lệ nhìn chằm chằm con kiến bé nhỏ kia tất cả những tiếng ồn vừa rồi chính là do cái thứ con người bé nhỏ này gây ra nó sắp điên lên mất thính giác của ma vượn mắt đỏ rất nhạy bất cứ âm thanh nhỏ nào qua tai nó cũng đều sẽ phóng đại vô số lần mà thứ âm thanh này lại nổ đến chói tai như thế khiến nó khó có thể chịu được lâm phàm đứng ngây ngốc tại chỗ trái tim nhảy ngược lên cuống họng rồi khủng bố thật sự quá khủng bố cái khí tức bức người này chắc chắn chỉ có chủng cấp địa cương cảnh mới có thể có được ma vượn mắt đỏ dơ lên một trường, che kín cả đất trời, hết thảy đều lọt thỏm trong bàn tay nó. Lâm Phàm không có bất cứ do dự nào, lập tức giơ tay đầu hàng. Anh ơi, là em sai rồi, không cần anh động thủ đâu, em tự đến được. May mà hắn đã tính trước, mở sẵn chốt lựu đạn. Bùm, nháy mắt nổ tung trời, nháy mắt ngủm củ tỏi. Ma vượn nhìn con người nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất kia cũng không hề rời đi. Nó mạnh mẽ giơ hai tay lên, đập thẳng xuống thi thể lâm phàm. Muốn ngược đãi sát chết hà chơi, oanh, mặt đất chấn động, dư âm khuếch tán tới bóng phương tám hướng. Cổ thụ xung quanh đổ dạp đầy đất, hố sâu càng lúc càng lớn. Mà thi thể lâm phàm đã bị đập cho nát như, có lẽ cũng chỉ còn lại có máu thịt mà thôi. Ma vượn muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng, đối với thứ con người dám đến khiêu khích mình này, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi đã chút xong lửa hận trong lòng, ma vượn nhảy lên, biến mất tại chỗ. Mười giây sau, Lâm Phàm mở hai tròng mắt, hắn cũng nổi giận rồi. Lại bị thằng mặt lót kia dập cho thành thịt say, đờ mờ đã bảo là để bố mày tự xử, còn ngược đãi thì con mẹ nó thể. Đéo gì còn trái tim không vậy? Được cái giờ hắn cũng đã hiểu ra, chỗ này có xếp sòng cai quản. Mình mà muốn lồi lõm e là không dễ dàng, chỉ là có vậy mà khiến mình co vòi sao? nếu đàng hoàng mà nói với ta là tiếng động ta gây ra làm ồn đến mi rồi, ông nội mi có thể sẽ nể tình vì thực lực của mi mạnh hơn mà chấp nhận đổi sang nơi khác. Nhưng giờ thì, ha ha, đừng có mà nằm con mẹ nó mơ, có chết bố mày cũng phải lôi mày theo cùng. Chương 52, loài người kia, người được lắm. Nếu không phải có thân bất tử, e rằng mình đã sớm xuống mồ. Tuy rằng mình tài năng mút trời, nhưng đối với thực lực chân chính trước mặt, không chết là chuyện không thể thậm chí hy vọng sống lé loi cũng không tồn tại. Ở trước mặt kẻ mạnh chân chính mà muốn không chết thì quá khó. Hắn giờ đã biết yêu thú giết mình hai lần chính là ma vượn mắt đỏ. Là hậu duệ của mãnh thú thời hoang cổ, được kế thừa huyết thống từ tổ tiên, sức mạnh của nó vô cùng cường hãn. Xem cảnh giới tu luyện của nó, có lẽ cũng đạt đến địa cương cảnh tầng XX, không rõ là tu luyện được đến tầng bao nhiêu. Ma vượn mắt đỏ tìm đến mình chắc cũng là vì mình ném lựu đạn, tiếng nổ mạnh kia đã ảnh hưởng đến nó. Lâm Phàm điều chỉnh lại tâm tình cho tốt, đánh bay đống cảm xúc tiêu cực. Mi đã chán ghét thanh âm này, thì ta nhất định sẽ phá Mi chịu không nổi mới thôi. Sau khi trở lại sơn động của mình, ma vượn lại tiếp tục ngủ say. Con người nhỏ bé kia đã bị nó đập chết, nhưng trong lòng nó cũng dấy lên nghi hoặc. Con người ngày nay ngu xuẩn như thế sao, chết một thằng lại thằng khác mò đến, đúng là lũ chán sống. Trong mắt ma vượn, thân thể Lâm Phàm rất bé nhỏ. Hơn nữa con người ai cũng đều có bộ dáng giống nhau đến vậy, nó cũng chẳng phân biệt nổi có phải cùng một người hay không. Yêu hú cấp địa cương cảnh đã có chỉ số thông minh rồi. Hơn nữa nó còn là hậu duệ của yêu thú thời thái cổ, chỉ số thông minh cũng không thấp, chẳng qua là chưa nói được tiếng người mà thôi. Ma vượn dần dần ngủ say, đột nhiên, âm thanh chói tai kia lại truyền đến, ma vượn không thể chịu được nữa, cả sơn động lại bắt đầu rung lắc dữ rồi. Nó phẫn nộ hết sức, cái lũ loài người đúng là chán sống. Sau khi Lâm Phàm đi dạo một vòng, hắn rất may mắn lại phát hiện ra yêu thú. Dựa trên nguyên tắc gặp được yêu thú chắc chắn phải thu hoạch. Đương nhiên hắn không bỏ qua, về phần ma vượn mắt đỏ kia, muốn đến thì đến đi, bố sợ mày chắc. Điểm tích lũy cộng 50, điểm tích lũy cộng 60, điểm tích lũy không ngừng tăng lên, bây giờ hắn cũng rất vừa lòng toàn bộ chỗ điểm này là do mình bỏ mạng ra mà cầy, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Ở nơi xa, trời đất bỗng hóa một mảnh mù mịt tối đen. Lâm Phàm nở nụ cười, đến đúng lúc lắm, giờ ta tuyệt đối sẽ không co vòi nữa đâu. Làm con người bé nhỏ tất nhiên phải khiêu chiến quyền uy của ngươi. Hắn lấy lang nha bổng từ trong nhẫn chữ vật ra vác trên vai, chăm chú nhìn lên trời, ý chí chiến đấu cuồn cuộn trong ánh mắt bốc ra hừng hực. Dầm! ma vượn mắt đỏ đáp xuống trước mặt lâm phàm há miệng rít gào dữ tợn gào cái phắc ngươi gào được ta cũng gào được lâm phàm hít sâu một hơi dài giọng hết a à a à. mãi đến khi sắc mặt đỏ bừng mới chịu ngừng lại vung lang nha bổng chỉ vào ma vượn ngậm cái lót mày lại có giỏi thì xông lên ông sợ đéo gì mày nhận lấy chiêu của ta đi sức mạnh lang nha bổng bùng nổ lâm phàm mang theo khí thế bất khuất ánh mắt sắc bén cả người bùng nổ chiến ý lao vào ma vượn mà chém ma vượn không nghĩ con người bé nhỏ như thế mà dám khiêu khích nó vung cánh tay lên không gian trong nháy mắt méo mó gió lớn nổi lên làm mặt đất cuộn hết cả lại một trường của nó tung ngay chóc mục tiêu âm um, ngay cả một cơ hội phản kháng lâm phàm cũng không có dưới sức mạnh to lớn tuyệt đối kia cơ thể hắn nổ tung trong nháy mắt một dòng máu phiêu đãng chảy xuống gừ ma vượn giống giận như là đang nói đây chính là kết cục khi khiêu chiến ta trận chiến giữa loài người bất khuất và yêu thú hung tàn, không đến một giây đã kết thúc hoa lệ. Chấm dứt bằng sự tàn bại của loài người, ma vượn quay lưng, mang theo hung uy tối cao mà rời đi. 10 giây sau, Lâm Phàm tỉnh rồi, không khỏi thở dài hơi tiếc nuối, mình đã lấy hết sức ra mà đánh, thế nhưng ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Thật sự quá mất mặt, nhìn nơi ở của ma vượn nơi xa xa kia, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi thẳng tới trước về chuyện mới lúc nãy hắn coi như chưa hề xảy ra, nếu bản thân mình sống lại, thì đã là một thân thể mới. Cái gì gọi là bại trận, vốn dĩ không hề tồn tại. Địch nghĩa, yêu thú đi đâu hết mẹ rồi, lâm phàm cảm giác yêu thú trong khu vực này càng ngày càng ít. E là nguyên nhân do ma vượn mắt đỏ dọa toàn bộ yêu thú chạy hết rồi. Nhưng may thay, còn một ít yêu thú chưa rời đi, hắn tiếp tục tiến hành công việc tìm kiếm điểm tích lũy của mình. Bùm! Tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, Lâm Phàm cười ha ha, đáng lẽ chỉ cần 10 lựu đạn là xong xuôi, nhưng hắn cứ thế ném nhiều hơn. Hắn ném nhiều lựu đạn như vậy không phải là vì xa xỉ, mà là vì hắn ghê tởm Ma Vượn Mắt Đỏ kia. Bên trong sơn động, Ma Vượn Mắt Đỏ lại mở con mắt đỏ lòm như máu, lao về phía xa mà tàn sát. 5 phút đồng hồ sau, Lâm Phàm ngủm, 1 giờ sau, Lâm Phàm ngủm, 2 giờ sau, Lâm Phàm ngủm mặt trời đã vắt ngang trời tây, chậm rãi hạ xuống, trời tựa như tối dần. Bùm, ở sâu trong rừng rậm tê hà cứ thế vang lên những tiếng nổ quen thuộc. Ma vượn mắt đỏ chừng con người đỏ như máu, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đi ra khỏi hang động, nhìn về nơi xa xa phát ra âm thanh kia. Nó vẫn chưa hành động, nhưng quanh người đã tỏa ra khí tức khủng bố, cuồng bạo. Gừ, ma vượn mắt đỏ tức giận giống lên, song trường hợp lại, tạo ra sức mạnh lay động đất trời đập thẳng lên sơn động âm sơn động sập ma vượn không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào lao về phía phương xa loài người ta nhớ kỹ các người rồi ta đi rừng rậm tê hà vô cùng lớn chẳng lẽ còn không có chỗ cho ma vượn mắt đỏ ta sống được hay sao đối với bọn con người này nó không muốn nói nhiều lời cũng không muốn nhớ lại nó đã nghiền nát bọn chúng bao nhiêu lần nó chỉ nhớ chuỗi thanh âm này cứ kéo dài vĩnh viễn không dứt đã sớm làm nó phát điêm ở thời khắc như này mình đáng lẽ phải ngủ say chứ không phải thức tình lâm phàm đã làm tốt công tác chuẩn bị liều chết cùng ma vượn mắt đỏ nhưng hắn đợi hồi lâu cũng không thấy bóng dáng nhất thời liền phá lên cười muốn đấu cùng ta có mà nằm mơ giữa ban ngày không đến đập ta nữa chứ gì vậy ông đây cầy điểm tích lũy tiếp mục tiêu lớn nhất của hắn lúc này là kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy càng tốt hơn nữa thu hoạch hiện tại cũng rất tốt, đã tích lũy được 12.500 điểm rồi. Hắn chẳng ngại trời đã đen như mực, cũng không hề ngưng tay. Con đường trở thành kẻ mạnh không hề có khái niệm nghỉ ngơi. Nếu bản thân không có động lực cố gắng, sẽ trở thành phía nhân. Một đêm này không yên, nhất là khu vực có nhiều yêu thú lại càng không thể ngủ được. Hết thảy đều đã trải qua tuyệt vọng, có yêu thú còn dắt díu cả nhà rời xa nơi này, rời khỏi thiên đường mà chúng tràn ngập thương yêu chúng thật sự đã chịu đựng đủ rồi. Nơi đây đã không còn là mái ấm của yêu thú nữa, tiếng nổ ran cứ vang lên không ngừng, muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ ngơi. Nếu không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, ngày hôm sau lấy đâu ra tinh lực để tiếp tục sinh tồn. Vì an toàn của bản thân, chúng nó đành rời khỏi nơi này. Ngày hôm sau, Lâm Phàm đánh đuổi hết một đêm cũng rất mệt, đến phát khổ vì tìm yêu thú. Hắn sờ soạn một chút trong nhẫn chữ đồ, trống rỗng. Đù, lựu đạn hết mất rồi, xem ra phải dừng việc cầy điểm ở đây thôi. Hắn kiểm tra lại điểm tích lũy một chút, hai mắt hắn lập tức sáng lên, điểm tích lũy 28.510. Khi nhìn đến số điểm tích lũy này, cả người đều tràn ngập tinh thần. Có chỗ điểm tích lũy này, hết thảy đều không cần phải lo nữa. Cuối cùng cũng đạp được lên cảnh giới nhân sinh rồi. chương 53, lại muốn lừa ta vào trong. Viêm hoa tông, hôm nay khác với ngày thường, bởi vì đội ngũ sứ đoàn Nhật Chiếu Tông sẽ đến đây. Đối với đệ tử Tông Môn mà nói, bọn họ hận không thể úp sọt lũ đệ tử Nhật Chiếu Tông một trận như tử. Tuy nhiên giữa các môn phái bọn họ vẫn cần có quan hệ qua lại. Trên các nẻo đường trong Tông Môn, các đệ tử túm tụm với nhau thành từng đám trò chuyện, trên mặt bọn họ không giấu được sự căm phẫn, tức giận. Bọn Nhật Chiếu Tông chó đẻ, vậy mà vẫn còn dám vác mặt mũi đến đây cũng không biết các vị trưởng bối nghĩ gì mà lại tiếp đãi bọn chúng thịnh soạn như này vậy sự hy sinh trước đấy của các đệ tử chẳng phải vô ích sao một tên đệ tử vẻ mặt kích động hiển nhiên là rất phẫn nộ một đệ tử đồng môn bên cạnh an ủi sư huynh bớt giận chuyện này cũng không có cách nào khác tông môn chúng ta quá gần nhật chiếu tông hơn nữa tổng thể thực lực của chúng ta cũng không bằng nhật chiếu tông không ít thứ đều cần học tập nếu phong tông tự bế đối với tông môn cũng không tốt. Mà ngưng chiến hòa bình ở chung, cũng có lợi cho dân chúng chăm họ ở biên giới hai tông môn. Điều sư đệ nói, ta cũng biết rõ, chỉ là trong lòng không phục mà thôi. Nếu tông ta có thực lực mạnh mẽ như thánh đường tông thì tốt, dùng thực lực tuyệt đối chèn ép tất cả lũ xấu xa kia, khiến bọn chúng phải cúi đầu quy phục. Sẽ có một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta cố gắng. Cửa tông môn, các vị trưởng lão phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đứng chờ ngay ngắn ở đó, còn hai bên các đệ tử cũng đã đứng kín chỗ. Trong tám vị trưởng lão ở đây, một vị trưởng lão có thân hình cao lớn, dâu dài như thác nước, đổ thẳng tuột xuống đất, làn da lại như sắt thép, tỏa ra chất thép sáng bóng. Đến rồi, thiên tu trưởng lão tầm nhìn như thần, tập trung vào hư không, trầm thấp nói. Đối với Nhật Chiếu Tông, trong lòng hắn cũng hận thấu xương, nhưng với thân phận và địa vị hiện tại, không cho phép hắn hành động theo cảm tính, tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng. Một chiếc thuyền thần đen kịt cắt qua hư không, xuyên ra từ giữa hư ảo. Ở trước mũi thuyền thần, một nam tử hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng giữa trời. Ở phía sau hắn là một đám đệ tử của Nhật Chiếu Tông, tên nào tên nấy khí tức như sói, ánh mắt tham lam nhìn về phía bốn phía lãnh thổ rộng lớn. Đối với đa số đệ tử Nhật Chiếu Tông mà nói, lãnh thổ rộng lớn này phải là của bọn chúng chẳng qua do cuộc chiến tranh lần trước vẫn chưa phân ra thắng bại lại có tông môn khác ra tay chen vào ngăn cản bằng không thì bằng thực lực của nhật chiếu tông bọn họ đã sớm thôn tính đại bộ phận lãnh thổ của viêm hoa tông thiên tu nam tử ở trên thuyền thần có thanh âm vang dội tựa như tràn ngập lực xuyên thấu không gì sánh kịp làm toàn bộ không gian bị chấn động thiên tu trưởng lão bước ra một bước tùy ý vung tay lên mặt mang ý cười huyền khôn đã đến rồi cần gì phải dọa tiểu bối trên dưới viêm hoa tông đều hoan nghênh sứ đoàn nhật chiếu tông đến thăm ha ha huyền khôn có khuôn mặt cương nghị gió mạnh thổi tới làm y bào của hắn phấp phới thuyền thần đáp xuống toàn bộ đệ tử sứ đoàn nhật chiếu tông đi xuống ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn về phía đệ tử viêm hoa tông trong đám người một số đệ tử viêm hoa tông nắm chặt hai tay tràn ngập lửa giận địch nhân ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chém giết thật là đáng giận. Đệ tử Nhật Chiếu Tông tên nào tên nấy đều vinh váo tự đắc. Đối mặt với đệ tử Viêm Hoa Tông thì lỗ mũi hết hết lên trời, đây là sự khinh bỉ dành cho kẻ yếu thế hơn mình. Hội nghị giữa các nhân vật cấp cao, các đệ tử không thể biết được. Khi có một tin tức nào đó được truyền ra, các đệ tử Viêm Hoa Tông lại sôi nổi bàn tán. Viêm Hoa Tông cử ra đệ tử cùng tỉ thí với đệ tử sứ đoàn Nhật Chiếu Tông. Đương nhiên, đây không phải do Viêm Hoa tông đề xuất, mà do Nhật Chiếu tông đưa ra, coi như hai tông dùng võ kết bạn. Tăng cường cảm tình hai bên, nhưng tất cả mọi người đều biết, Nhật Chiếu tông đang ra oai với Viêm Hoa tông. Ý tứ rất rõ ràng, Nhật Chiếu tông vĩnh viễn cường đại hơn so với Viêm Hoa tông, sau này phải biết thân biết phận một chút. Các đệ tử Viêm Hoa tông xoa tay nóng lòng muốn thử, đệ tử ngoại môn đối kháng với đệ tử ngoại môn, nội môn đối kháng nội môn. Dâng tê hà Lâm Phàm phong thái ung dung, ngâm nga một khúc hát. Lựu đạn đã dùng sạch sẽ, điểm tích lũy đạt hơn hai vạn tám ngàn, có thể nói là một khoản tích lũy vô cùng lớn. Nhưng điều khiến hắn hơi chút nghi hoặc chính là, mà vượn mắt đỏ rốt cuộc là chết dí ở chỗ nào rồi, chẳng nhẽ không đến nữa thật. Trong lòng hắn có chút đắc ý, tuy rằng thực lực con khỉ này mạnh hơn mình không ít. Nhưng thế thì sao, ông mày sợ đéo, cho dù hai bên lại chạm mặt, Lâm Phàm ta cũng không phải loại người lâm trận bỏ chạy, dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Tu luyện thoai, rút thường neo, hắn tìm đến chỗ một gốc cổ thụ to lớn, nhảy thẳng lên chỗ cao nhất. Lang nha bổng mạnh mẽ đã đạt tới tầng 8, phải tăng lên mắc cấp. Tăng lên tầng 9, hắn lầm nhầm, tiêu hao 2.600 điểm tích lũy. Lang nha bổng mạnh mẽ tầng 9, sức mạnh đã tăng đến cực điểm, không khí bạo tạc, cấp tốc, trời lòng đất lờ. Crack, đột nhiên, Lâm Phàm cảm nhận được một loại sức mạnh khó địch nổi tuôn trào trong cơ thể. Lan tràn khắp các bộ phận, mạnh hơn, ta đã trở nên mạnh hơn rồi. Hắn lấy lang nha bổng ra từ trong nhẫn chữ vật, vung lên một kích mạnh mẽ, oanh tạc mặt đất. Âm, lang nha bổng va chạm kịch liệt với mặt đất, đất đá bay tán loạn. Mặt đất vốn bằng phẳng nháy mắt nứt ra, vết dạn nứt lan ra tứ phía. Mà chỗ bị lang nha bổng oanh kích thì toác ra một cái hố sâu, cường hãn, Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhất thời có một cảm giác bế nghế thiên hạ. Đương nhiên, đây là ảo tưởng của chính hắn. Sau đó hắn thu lang nha bổng lại, tiếp tục trở lại trên cây. Hiện tại còn 25.910 điểm tích lũy, thôi thì thử đi rút thưởng xem sao. Lâm Phàm lẩm bẩm trong miệng, tuy rằng tay mình rất đen, nhưng cũng có lúc đỏ. Nhất là bây giờ đang có nhiều điểm tích lũy, không rút thưởng thì thật có lỗi với bản thân đến đây đi bé cưng của anh rút thưởng bạch ngân rút người phiếu liên tục tiêu hao 000 điểm tích lũy rút thưởng bạch ngân được cảm ơn đã tham gia chúc bạn may mắn lần sau tuy rằng vừa rút đã đen nhưng lâm phàm không hề bỏ cuộc có đầy đủ điểm tích lũy hắn không sợ hãi chút nào rút thưởng bạch ngân được chúc mừng rút được đan dược loại tu luyện cấp hạ phẩm nhân giai rác rưởi rút thưởng bạch ngân được cảm ơn đã tham gia chúc bạn may mắn lần sau rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút được công pháp thượng phẩm nhân giai bảo huyết. Ý, Lâm Phàm có chút kinh ngạc, hắn rút chúng công pháp rồi. Sáu lần rút thưởng sau đó, không ngờ lại rút được một thứ khiến Lâm Phàm cảm thấy khó có thể tin. Chúc mừng rút được năng lực đặc thù không chia phẩm giai, 100% tay không nhập bạch nhận. Lâm Phàm, cái đéo gì vậy, được cái cảm giác chắc là cũng kinh phết. Cái đệch, đây là vận may bùng nổ ư, mẹ ơi, lúc trước còn bảo tay mình đen như mực, giờ thì rút 10 phiếu chúng những ba thứ. Mặc dù có một cái là đan dược rác rưởi, nhưng hai thứ còn lại khá tốt. Công pháp hạ phẩm nhân giai không tệ, năng lực đặc thù không chia phẩm giai, 100% tay không nhập bạch đao, vừa nghe đã thấy là thứ rất ghê gớm. Không tệ, không tệ, thật mỹ mãn, còn bây giờ có rút tiếp không ư, vấn đề này, căn bản không cần nghĩ. Rút cái đầu mày ý, Mở đầu đã đỏ như vậy, đảm bảo là định lừa bố vào trong, gạt lấy điểm tích lũy của bố, rồi khiến bố thua đến quần lót cũng không còn. Ông mày thông minh lắm đây nhé, không ngốc chút nào đâu. Chương 54, về tông, gạch nối chấm, đan dược hạ phẩm nhân giai chẳng đáng bỏ vào mắt, một ngụm nuốt xuống, cũng chỉ tạo ra cơn sóng nhỏ. Điểm khổ tu ít bỏi không đáng bao nhiêu. Sau đó hắn rất hương trí nghiên cứu công pháp nhân giai thượng phẩm bạo huyết xác nhận tiêu hao một nghìn điểm tích lũy để lĩnh ngộ bạo huyết hay không? Đắt vậy ư, hắn không ngờ rằng lĩnh ngộ công pháp thượng phẩm nhân giai vậy mà cần tới một nghìn điểm tích lũy. Trong khi lang nha bổng mạnh mẽ chỉ cần một xíu điểm tích lũy là đã lĩnh ngộ được rồi. Lĩnh ngộ, hắn lầm nhầm, bạo huyết tầng 1, đặc tính, khí huyết cuồng bạo, tác dụng phụ, mất máu, sau 3 ngày sẽ khôi phục. Tiêu hao 3.000 điểm tích lũy để tăng lên tầng 2. Sau khi lĩnh ngộ xong, Lâm Phàm phát hiện dường như mình có thể tự điều khiển khí huyết trong cơ thể xoay chuyển nhanh hơn. Đờ mờ, đây là chiêu thức đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại đến tám trăm. Nhưng mà, ta thích, hê hê, tăng lên tầng hai, loại biện pháp gia tăng thực lực đơn giản mà thô bạo này chính là kiểu hắn thích nhất. Bạo huyết tầng hai, đặc tính, khí huyết sôi trào, kinh hoàng, tác dụng phụ, cực thương tổn căn cốt, gây ra bệnh kín. Tiêu hao năm nghìn điểm tích lũy tăng lên tầng 3. Không cần phải nói nhiều, điểm tích lũy để lại tiếp tục rút thưởng còn không bằng trực tiếp tăng bạo huyết lên cấp cao nhất. Mà bạo huyết tổng cộng chỉ có 3 tầng, tăng lên, tăng lên, bạo huyết tầng 3, đặc tính, khí huyết nghịch chuyển, kinh hãi, huyết văn. Tác dụng phụ, sau 3 lần sẽ chết, ông đuịch, lại còn sau 3 lần sẽ chết, kinh vãi loàn, sắp hủ chết tao rồi. Trái chim nhỏ bé của lâm phàm đập bùm bụp, quá khủng bố, công pháp tự tổn hại mình để đổi lấy thực lực cường đại, đúng là tàn ác vô nhân đạo. Nhưng may mà mình có thân bất tử, không thì dùng không nổi loại công pháp này. 100% tay không thu bạch nhận không chia phẩm dai. Đối với vũ khí dạng kiếm có độ mẫn cảm siêu mạnh, tay không có thể bắt, chuẩn 100%, mạnh. Đây là nhận xét duy nhất của Lâm Phàm chỉ có thể nói là quá mạnh. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc nếu kiếm pháp của đối phương quá mạnh, tuy mình có thể bắt chuẩn trăm phần trăm, nhưng thế thì bàn tay của mình liệu còn hay mất? Vấn đề này vẫn cần phải xem xét một chút, trừ phi tu luyện nhục thân đến mức cực kỳ cứng rắn, không thì thật sự toi con mẹ nó rồi. Tuy nghe đến không chia giai phẩm thoạt nhìn có vẻ rất sang chuẩn, nhưng cũng không đảm bảo mạnh. Nếu là cấp vĩnh hằng thì khỏi phải nói, bẩm sinh đã có sẵn năng lực cường đại. Bây giờ còn lại 13.910 điểm tích lũy, thoạt nhìn thì rất nhiều, nhưng cái công pháp nhân giai khỉ gió này đòi số điểm tích lũy thực là quá quắt. Bỏ đi, bỏ đi, trước mắt chúng ta cũng không vội, việc rút thưởng tạm thời trì hoãn để sau tính tiếp. Lâm phàm nhảy từ trên cây đáp mạnh xuống đất, khiêng lang nha bổng lên, chợt quát một tiếng, bạo huyết, oanh. Dòng máu bên trong cơ thể hắn vốn chậm rãi chảy xuôi, đột nhiên nghịch chuyển với tốc độ cao. Lỗ chân lông mở ra, máu chuyển hình thái tựa như rồng, huyết long quấn quanh nhau, hung uy huyết sát bộc phát ra, tóc dài bay lượn dần dần nhiễm đỏ, trên làn da lóe ra từng sợi huyết văn. Hắn như ma thần trong biển máu, rắc rắc, thân thể biến hóa, xương cốt rung động, thân hình mãnh liệt sừng sững. Hắn thuận tay đánh ra một kích lang nha bổng, âm, một tiếng động nổ vang, mặt đất rung chuyển kịch liệt, một cái hố sâu vài mét hình thành trên mặt đất. Lực phá hoại thật kinh người, Lâm Phàm không ngờ mình mới đi đến thế giới này chỉ ngắn ngủi có một tháng, thế mà đã cường hãn đến mức này. Không tệ, thật sự là không tệ. Về tông, trước mắt hắn cũng không định ở lại rừng rậm tê hà, lần ra ngoài này đã lời to rồi. Giờ thì trở về tăng tu vi lên tới địa cương cảnh rồi lại suy nghĩ xem nên đi đâu để tiếp tục tăng cường thực lực. Mấy ngày sau, viêm hoa tông, đánh hay lắm, sư huynh cố gắng lên. Ở trên quảng trường, các đệ tử viêm hoa tông đang xem trận so đấu trên lôi đài, hô to cổ vũ sư huynh của tông môn mình trên khán đài, trưởng lão Viêm Hoa Tông và trưởng lão Nhật Chiếu Tông Huyền Khôn ngồi song song. Thiên tu, đệ tử Tông Môn các ngươi tu luyện công pháp không đủ huyền diệu lắm. Huyền Khôn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không đặt trận tỉ thí vào trong mắt. Mục đích hắn tới lần này chính là để do thám thực lực của Viêm Hoa Tông. Mà hiện tại mục đích này đã đạt tới, có thể trực tiếp trở về Tông Môn. Về phần hai Tông đạt được thỏa hiệp về hòa bình và mậu dịch, hắn căn bản không để vào mắt. Tất cả những thứ đó chỉ hữu dụng đối với phàm nhân mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ có thực lực trở nên càng mạnh mới là nền tảng duy nhất. Thiên Tu trưởng lão cười tươi ra mặt, "Công pháp huyền diệu hay không, vẫn phải xem sự lĩnh ngộ của các đệ tử đối với công pháp." Về phần các trưởng lão khác, tâm tình đã rất khó chịu, Nhật Chiếu tông phái Huyền Khôn tới thật sự là quá đáng. Khi ở trên chiến trường, bọn họ đã cùng Huyền Khôn giao thủ. Thực lực đối phương rất mạnh, Bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có Thiên Tu sư huynh mới có thể ngang tài ngang sức. Huyền Khôn trưởng lão, theo ta thấy, công pháp nhân giai của Viêm Hoa Tông kém hơn rất nhiều so với công pháp của Nhật Chiếu Tông chúng ta." Một tên trưởng lão quái gở ngồi bên cạnh Huyền Khôn nói. Trong lời nói tràn đầy sự khinh miệt, Huyền Khôn cười ha ha, "Đây là do ngươi có điều không biết, thời gian Viêm Hoa Tông thành lập ngắn hơn rất nhiều so với Nhật Chiếu Tông chúng ta. Năm đó công pháp không nhiều, đại đa số đều do các nhân vơ tiền bối trước kia của viêm hoa tông nghiền ngẫm ra tất nhiên yếu hơn rất nhiều sắc mặt các trưởng lão khác cực kỳ khó coi nhưng đây là sự thật trước khi viêm hoa tông thành lập công pháp khan hiếm đại đa số đều là từ công pháp của các tông môn khác biến tấu ra nhưng mà hiện tại đã không giống trước kia chỉ là bị nhật chiếu tông nhục nhã như vậy trong lòng họ vô cùng oán giận sau đó họ nhìn về phía tên trưởng lão này hỏi ngươi là ai Tên trưởng lão kia của Nhật Chiếu Tông cười nói, các vị trưởng lão chưa thấy ta bao giờ cũng là bình thường. Mấy ngày trước, ta còn là đệ tử nội môn mà thôi. Bởi vì phải đi sứ viêm hoa tông nên được tông môn đề bạt thành trưởng lão nội môn. Vài vị trưởng lão viêm hoa tông vừa nghe lời này, nhất thời trừng mắt, trong lòng bốc lên hỏa khí, đây chính là vũ nhục. Đệ tử nội môn lâm thời đề bạt thành trưởng lão, đi sứ viêm hoa tông, ngồi chung cùng bọn họ chẳng lẽ là nói chỉ một tên đệ tử nội môn Nhật Chiếu Tông cũng có thể cùng ngồi cùng ăn với chúng ta? Thiên tu vuốt vuốt dâu dài, hơi hơi nâng tay, tiếp tục xem tỉ thí, tạm thời hóa giải cảnh tượng xấu hổ này. Trương Sư Huynh, đợi lát nữa là đến phiên huynh lên đài, nhất định phải cố gắng. Hoàng Phu Quý nói, ở đây trong số bọn họ thì thực lực Trương Long mạnh nhất. Ừ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng. Chỉ là đáng tiếc, nếu Lâm Sư Đệ ở đây, để lâm sư đệ lên võ đài tuyệt đối nghiền nát bọn đệ tử Nhật Chiếu Tông. Trương Long nhìn tên đệ tử Nhật Chiếu Tông trên đài đã liên tục thắng mấy trận, vinh váo tự đắc, trong lòng bừng bừng nổi giận. Ai biết lâm sư đệ đi lâu như vậy, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hoàng Phú Quý cảm thán, cũng bất đắc dĩ, thời gian đến rồi, Trương Long lên đài, đối thủ là một tên đệ tử Nhật Chiếu Tông Tu Vi Tôi Thể tầng 8. Một thời gian trước, Trương Long thuận lợi đột phá đến cảnh giới tầng 8, trong số đệ tử ngoại môn cũng thuộc nhóm cường giả top 1. Đối mặt với tên đệ tử này, thần sắc Trương Long ngưng trọng, không có một tia sơ ý, đối phương mang lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, cần phải toàn lực ứng phó. Đệ tử Nhật Chiếu tông khinh thường nhìn Trương Long, vươn tay, vẫy vẫy, "Lên đi", động tác khiêu khích như thế, mọi người tức đến mức sắc mặt xanh mét, thật sự là quá là láo xược một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra trương long cũng đã sử dụng toàn bộ thực lực yếu yếu thật sự là quá yếu viêm hoa tông các người chẳng lẽ đều là mặt hàng dạng này một chiêu này gọi là gì yếu đuối vô lực không chịu nổi một kích bịch sư huynh mọi người kinh hãi chiến đấu bắt đầu còn chưa được bao lâu thế mà đã sắp thua đệ tử nhật chiếu tông đạp một cước trên trên mặt trương long nhận thua đi đừng cố nữa bằng không sẽ thảm hại hơn đó Nằm mơ, Trương Long không ngờ tên này có thể nháy mắt đánh ra sức mạnh lớn như thế. Đây căn bản không phải năng lực mà tôi thể tầng 8 có thể đạt được. Vậy thì ngươi cố mà chịu. Tên đệ tử Nhật Chiếu Tông cười lạnh, chộp lấy hai cánh tay của Trương Long và rắc một tiếng. a à, đám người hoàng phú quý thấy cảnh đó tức thời sợ hãi hét lên. Sư huy, mau nhận thua. Trương 55, sao lại thành thế này? Việc đọ sức giữa các đệ tử nội môn coi như cũng tạm, nhưng bên đệ tử ngoại môn lại bị nhật chiếu tông chèn ép. Tranh lệch giữa đệ tử ngoại môn của hai tông dần dần hiện rõ. Có nhận thua không? Đệ tử ngoại môn nhật chiếu tông triển vân thiên vẻ mặt điên cuồng, đạp một cước vào cầm trương long. Lực đá mạnh mẽ trực tiếp khiến cầm trương long biến dạng, máu chảy không ngừng. Nằm mơ, trương long đầu lưỡi đã tê liệt, phun ra lời cự tuyệt khiến người nghe khó hiểu. Nhưng bảo hắn nhận thua trước nhật chiếu tông, thì cho dù chết cũng tuyệt đối không có khả năng. Khóe hét hoàng phú quý như sắp nứt ra, hận không thể lập tức vọt lên trên đài. Sư huynh, nhận thua đi, người rốt cuộc có nhận thua hay không? Triển vân thiên trở lên cuồng bạo, đạp từng cước một. Đầu trương long đã bị vùi vào trong hố sâu, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Hắn căn bản không muốn cho đối phương nhận thua, trước tiên đạp vỡ cằm trương long. Trên khán đài, trưởng lão nhật chiếu tông huyền khôn hưng trí xem trận tỷ thí giữa đệ tử ngoại môn nhất là khi đệ tử tông môn của hắn triển vân thiên đang ngược đãi đệ tử viêm hoa tông hắn lại cảm thấy có chút thú vị thiên tu đệ tử ngoại môn này của ngươi cũng rất kiên cường đó nhưng kiên cường thì kiên cường mạng nhỏ sợ là vẫn không giữ được huyền khôn cười nói bề ngoài thì sắc mặt thiên tu trưởng lão rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại không bình tĩnh tí nào Đối với việc đệ tử tông môn kiên cường như thế, hắn rất vui mừng, nhưng cũng không thể chết trong tay đệ tử Nhật Chiếu Tông một cách phí hoài như vậy. Dưới đài, Triển Vân Thiên dừng động tác lại, vẻ mặt cao ngạo, tràn ngập khinh thường. Các vị trưởng lão, tên đối thủ này không nhận thua, ta nên xử lý như thế nào? Có phải nếu ta đánh chết hắn cũng không có việc gì? Đương nhiên, tỷ thí không chịu nhận thua, đó chính là sinh tử do trời, chẳng trách được người khác không nhận thua thì tiếp tục đánh còn hỏi cái gì huyền khôn cất tiếng đủ rồi đã không có sức đánh trả thì coi như nhận thua thiên tu trầm giọng nói ha ha huyền khôn nở nụ cười ánh mắt nhìn chằm chằm thiên tu người muốn nhận thua ư bọn hoàng phú quý vốn cho rằng như vậy là kết thúc nhưng là khi nhìn thấy động tác của trương sư huynh bọn họ lập tức hoảng sợ đừng trương long vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất cả người toàn là máu ngón tay hắn sờ soạng trên mặt đất nhặt lấy một khối đá vụn, dùng hết sức ném về phía triển vân thiên, nằm mơ. Đá vụn bay vào đầu triển vân thiên, triển vân thiên đang quay lưng, vẻ mặt dữ tợn như một con sư tử đang nổi giận, quay phát đầu, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, nói từng từ. Ngươi, muốn, chết, đủ rồi, giờ phút này, thiên tu trưởng lão đứng lên, nhìn chằm chằm triển vân thiên. Đến đây chấm dứt, triển vân thiên nhìn về phía huyền khôn trưởng lão, sau đó nói thiên tu trưởng lão đệ tử quý tông vẫn không nhận thua trận tỷ thí này khó có thể chấm dứt ngược lại nếu hắn nhận thua thì có thể chấm dứt ngay lão phu nhận thua thay hắn thiên tu trầm giọng nói lời vừa nói ra cả đám đệ tử viêm hoa tông ồ lên bọn họ không ngờ thiên tu trưởng lão lại chủ động nhận thua ha ha huyền khôn trưởng lão đứng dậy nói được rồi trận này tỷ thí đến đây là chấm dứt nếu thiên tu trưởng lão đã thay vị đệ tử này nhận thua thì lập tức có hiệu lực còn không mau lui ra triển vân thiên hai tay ôm quyền vâng trưởng lão đám người hoàng phú quý nhanh chóng lên đài xem xét tình hình trương sư huynh ai có đan dược chữa thương những đệ tử vây xem thi đấu thấy tình cảnh ấy cũng tiến lên nói chỗ ta có đan dược chữa thương hạ phẩm huyền giai hoàng phú quý cảm kích nhìn vị đệ tử này đa tạ chúng ta sẽ trả lại cho ngươi không vội thương thế của Trương Sư Huynh quan trọng hơn. Hôm sau, Lâm Phàm tâm tình vui sướng, đi một mạch về cũng không cảm thấy mệt. Khoảng cách với tông môn càng ngày càng gần, trái chim nhỏ cũng thấy kích động. Không biết các sư huynh có nhớ mình không? Hẳn là phải nhớ chứ, mình phong độ thế này, bọn họ sao có thể không nhớ nhung? Rất nhanh đã về đến tông môn. Ây da, à, sao hôm nay trong tông môn đến một cái bóng quỷ cũng không có vậy? Lâm Phàm cảm thấy hơi lạ bình thường đến gần tông môn có khá nhiều đệ tử hoạt động mà hôm nay thật kỳ lạ chẳng có lấy một ai hắn không nghĩ nhiều liền chạy nhanh vào bên trong lã sư huynh có ở trong phòng không gõ cửa phòng lã sư huynh nhưng thật lâu sau vẫn không có hồi âm hắn bèn đẩy cửa đi vào bên trong chẳng có bóng dáng ai thật kỳ con mẹ nó quái tên này chạy đi đâu mất rồi đệt mợ vốn muốn cho các người một chuyện kinh hì các người lại đều không có ở đây bảo ta cho các người kinh hỉ kiểu gì đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói khiến hắn kinh ngạc hai thật quá thảm hôm qua trương long bị đánh như vậy cũng không biết còn sống được không không biết nữa dù sao cũng thảm quá đi tiếng nói xa dần lâm phàm đứng đờ ra tại chỗ chuyện quái gì vậy trương sư huynh bị người ta đánh lại còn rất thảm đờ mơ không chút do dự hắn bay thẳng đến chỗ ở của trương long còn chưa tới nơi đã ngửi thấy được mùi thuốc nồng đậm. Trong lòng hắn cả kinh, nhất thời có cảm giác không ổn, liền nhanh chóng đẩy cửa vào. Trương Sư Huynh, Huynh đâu rồi? Vừa tiến vào trong phòng, Lâm Phàm nhìn thấy tình cảnh trước mặt tức thời dụi mắt liên tục, người này là ai vậy? Mặt sưng to như cái bánh trưng, mắt mũi thì bầm dập, trông còn chả giống con người. Xin lỗi, đi nhầm, nhất định là mình đi nhầm, đây sao có thể là các sư huynh anh Tuấn đẹp trai mà mình quen biết được ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị đóng cửa rời đi, Lã Khải Minh với khuôn mặt bị bao kín mở miệng gọi. Sư đệ, đi theo chúng ta. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, mặt dại ra, nâng tay lên, không dám tin. Huynh các huynh sao lại, ngươi là Lã Sư Huynh, vậy kia là Lâm Phàm hơi không dám nhận, nhưng khi nhìn thấy chiều cao của đối phương, nghi ngờ hỏi đại tráng. Lã Khải Minh rất thảm, mặt bị người ta đánh sưng hết cả. Sư đệ, đệ đã trở lạch chúng ta đều không có việc gì đệ đi gặp trương sư huynh đi hắn mới thảm nhất theo hướng chỉ của lã khải minh lâm phàm thấy một người bị quấn thành bánh trưng trên giường từ đầu đến chân không có một chỗ nào có thể nhìn ra được đó là một người trương sư huynh huynh làm sao vậy lâm phàm vội vàng tiến lên nhìn bộ dáng này của trương long thấy rất đau lòng ôi ta từ bên ngoài trở về chuẩn bị cho các huynh một kinh hỉ thế mà các huynh lại cho ta kinh hách hắn rất đau lòng mình không phải chỉ ra ngoài một thời gian ngắn thôi sao thế nào lại xảy ra nhiều chuyện không hay như vậy trương long nằm đó chỉ lộ ra mỗi đôi mắt khi nhìn thấy lâm phàm hốc mắt cũng ẩm ướt giống như trong lòng rất ấm ức mà lại không tìm thấy ai để tố khổ sư huynh đừng khóc đừng tủi thân sư đệ sẽ báo thù cho huynh lâm phàm nhìn tình cảnh này chịu thế nào được khổ sở tu luyện là vì cái gì còn không phải là để người khác không dám ức hiếp chính mình ư Hiện tại người trong nhà bị người đánh thành dạng này, người khác nhịn được cơn tức này, hắn thì không nhịn được. Lã sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì? Các huynh sao lại bị người đánh thành như vậy? Lâm Phàm còn không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng giờ khắc này, hắn đã hạ lệnh tử hình với tên dám động thủ với người của mình. Chương 56, lỡ đánh chết người ta thì phải làm sao? Gạch nối chấm, Lâm sư đệ, để ta kể cho đệ nghe, trong lòng hoàng phú quý rất phẫn nộ tuy rằng hắn cũng bị người ta hành hung một trận. Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng Trương Sư Huynh lúc này, hắn lại càng đau lòng. Giờ Lâm Sư Đệ đã trở lại, Hoàng Phú Quý chắc chắn là muốn nói ra hết những lời giữ trong lòng. Lâm Phàm lặng lặng nghe xong, nội tâm triệt để phẫn nộ. Mẹ nó, đây là coi bằng hữu của Lâm Phàm ta làm bia ngắm để đánh. Lâm Phàm nổi giận, mặc kệ là ai cũng không được ức hiếp các sư huynh của hắn. Đặc biệt còn là đám cặn bã của Nhật Chiếu Tông, Đúng là chán sống. Sư đệ, đệ đi đâu vậy? Lã Khải Minh thấy Lâm sư đệ xoay người rời đi, vội vàng hỏi. Lâm Phàm mở cửa, quay đầu, "Còn đi đâu được nữa, đi báo thù cho các huynh, mấy tên này đúng là muốn chết." Đừng mọi người vội vàng ngăn cản, nhưng việc mà Lâm Phàm muốn làm thì có bao nhiêu người ngăn cũng vô dụng. Trên võ đài, cuộc tỷ thí giữa Viêm Hoa Tông và Nhật Chiếu Tông đã sắp kết thúc. Đối với Viêm Hoa Tông mà nói, lần tỷ thí này hơi bị mất mặt bên đệ tử nội môn còn được có thua có thắng nhưng bên đệ tử ngoại môn thì thua đến thảm hại lần này tất cả đệ tử mà nhật chiếu tông đưa tới viêm hoa tông đều là tinh anh trong tinh anh nói riêng đệ tử ngoại môn mặc dù tu vi không cao nhưng đối với việc khống chế công pháp đã sớm đạt tới mức cực cao trương long và triển vân thiên tuy rằng có tu vi giống nhau nhưng mức độ lĩnh ngộ công pháp của triển vân thiên cao hơn nhiều so với trương long sau mấy chiêu đã bị hạ chớp nhoáng cũng là tình huống bình thường lâm phàm đứng trong đám người nhìn tuyển thủ trên đài ha ha đúng một tên đệ tử có thể đánh nhau mà viêm hoa tông cũng không có ư một tên đệ tử nhật chiếu tông thẳng thừng đá đệ tử viêm hoa tông xuống dưới đài sau đó mặt đầy khinh thường nhận thua rồi cút xuống cho ta tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt há miệng hộp ra một búng máu tươi sau đó được đệ tử khác nâng xuống lập tức rời khỏi hiện trường đám đệ tử ngoại môn quanh đó vô cũng phẫn nộ thậm chí không cam lòng tại sao lại thế chẳng lẽ chúng ta kém hơn đệ tử ngoại môn nhật chiếu tông nhiều vậy sao trương long sư huynh thảm bại nghe nói bây giờ còn chưa thể cử động có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh rồi lâm phàm nghe âm thanh mọi người xung quanh trò chuyện nhìn chằm chằm tình huống trên đài tâm tình rất không tốt đúng là quá càn rỡ sư đệ đừng lên lã khải minh cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh giữ chịt lấy lâm phàm tuy hắn biết lâm sư đệ rất mạnh nhưng đệ tử nhật chiếu tông càng mạnh hơn trương long còn không chống đỡ được bao lâu có thể thấy mạnh tới mức nào sư huy là kẻ nào đánh trương sư huynh thành như vậy lâm phàm hỏi hắn biết lã sư huynh chưa tín nhiệm mình nhưng hắn không sợ hãi chút nào rất nhanh mình sẽ chứng minh tất cả sư đệ đừng hỏi lâm phàm nhìn lã khải minh sư huynh, nếu huynh coi ta là bằng hữu, thì hãy nói cho ta biết. Lã Khải Minh nhìn biểu tình nghiêm túc của Lâm Sư Đệ. Cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ chỉ phía trước. Lâm Phàm nhìn về phía đó của đài luận võ, có một đám đệ tử đang ngồi. Mấy tên đệ tử này cười đến khinh thường ra mặt, tựa như coi đệ tử viêm hoa tông chẳng khác gì đồ chơi. Loại này ánh mắt khiến người khác rất là khó chịu. Lâm Sư Đệ, là tên ngồi ở giữa kia lã khải minh không còn cách nào khác đành nói cho lâm sư đệ lời còn chưa nói xong đã bị lâm phàm cắt ngang sư huynh không cần nói nữa điều này đã không quan trọng nữa khi hắn nhìn thấy ánh mắt mấy tên này hắn đã quyết định bọn chúng toàn bộ đều phải nằm xuống hết thi đấu chấm dứt lúc này ở trên đài luận võ một trưởng lão viêm hoa tông hô to trên khán đài huyền khôn cười nói thiên tu lần thi tài này là nhật chiếu tông thắng sắc mặt thiên tu trưởng lão vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại không bình tĩnh chút nào thắng thua cũng không quan trọng chỉ cần các đệ tử có thể lĩnh ngộ là được huyền khôn cười cười đến giờ này còn tìm lý do thật là buồn cười đột nhiên một giọng nói cất lên ta không phục giọng nói vừa vang lên mọi người đều cả kinh không biết là ai lên tiếng ngay cả các trưởng lão trên khán đài cũng nghi hoặc không biết là vị đệ tử nào đã hô lên vị đệ tử nào không phục vị trưởng lão trên đài luận võ cất tiếng hỏi kết quả này hắn cũng không phục nhưng không phục không được kết quả đã có đệ tử ngoại môn của viêm hoa tông không bằng đệ tử ngoại môn của nhật chiếu tông tuy lần này tất cả đệ tử nhật chiếu tông dẫn tới đều là tinh anh của họ nhưng bọn chúng ở đại bản doanh của viêm hoa tông lại hoành hành chẳng coi ai ra gì không có một tên đệ tử ngoại môn nào có thể ngăn cản đây chính là sỉ nhục sư đệ đám người lã khải minh kinh hoàng gọi bọn họ không nghĩ tới sư đệ lại muốn đứng ra thật tuy rằng trong lòng hoàng phú quý rất oán hận đệ tử nhật chiếu tông nhưng cũng không muốn sư đệ đi chịu chết là ta lâm phàm khiêng lang nha bổng bước lên phía trước sau đó nhảy lên đài luận võ đối với tất cả mọi thứ hắn đều không hề sợ hãi trưởng lão nghi hoặc ngươi không phục cái gì sau đó liền nháy mắt với lâm phàm ý tứ rất rõ ràng nhanh đi xuống đi đừng tìm chết lâm phàm trực tiếp coi như không thấy cất tiếng đệ tử thân là đệ tử ngoại môn một thời gian trước ra ngoài trải nghiệm hôm nay mới trở về tông môn mà vài vị sư huynh của ta chịu khổ bạo ngược trong lòng ta không phục muốn lên đài so đấu tiện thể thay các sư huynh báo thù vài tên đệ tử nhật chiếu tông vừa nghe xong lập tức nở nụ cười cũng to mồm gớm để ta tới đấu với ngươi một trận vừa dứt lời liền chuẩn bị lên đài nhưng tên đồng môn bên cạnh lại giữ chặt nói để cho ta đấu không được ta lên đệ tử nhật chiếu tông bắt đầu tranh nhau dường như trong mắt bọn họ tên to mồm này đã là cá nằm trên thớt lâm phàm vung lang nha bổng lên chỉ thẳng vào bọn họ đừng có tranh nữa đều đi con mẹ nó lên hết đi chỉ bằng vài tên rác rưởi các ngươi còn chưa đủ cho ta chém lời này vừa nói ra làm mọi người lập tức khiếp sợ sư huynh quá trâu bò bố lên, giết chết bọn hắn, các đệ tử Viêm Hoa Tông nhìn thấy vị sư huynh nhất phẩm ngoại môn này bá đạo như vậy, nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào lên. Tuy còn chưa đánh, cũng không biết tình hình thế nào, nhưng chỉ bằng lời nói này đã đủ khí phách lắm rồi. Trên khán đài, Huyền Khôn cười lạnh nói: "Thiên Tu, đệ tử của ngươi khẩu khí không nhỏ, hôm nay nếu không lên đấu với hắn, Nhật Chiếu Tông ta đúng là không nhẫn nại được." Thiên Tu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tên đệ tử dưới đài kia làm can sao lại phát ngôn sỉ nhục tông môn láng giềng như vậy còn không mau xin lỗi rồi lui ra trở về chịu phạt đây là thiên tu đang bảo hộ lâm phàm để hắn mau mau rời đi đừng tìm đường chết đương nhiên đối với việc tông môn có những đệ tử không sợ hãi sinh tử hắn rất là vui mừng khiến hắn bất ngờ chính là tên đệ tử này lại nói tiếp còn làm hắn không thể đáp lại lâm phàm khiêng lang nha bổng thái độ đúng mực mà thần sắc lại kiêu ngạo cực kỳ bẩm trưởng lão đệ tử không phải đang xỉ nhục người ta mà là ăn ngay nói thật phế vật chính là phế vật không phục thì lên hết để ta chứng minh bọn chúng ăn hại thế nào sau đó hắn nhìn về phía đệ tử đồng môn các người nói lời sư huynh nói có đúng không nếu thật sự không phải là phế vật thì lên đài các đệ tử ngoại môn viêm hoa tông lập tức sôi trào đúng vậy Sư huynh nói không sai, các ngươi muốn chứng minh mình không phải phế vật, thì lên đài cùng sư huynh đánh nhau. Sư huynh thật có khí phách. Bấy giờ đệ tử Nhật Chiếu Tông cũng đã nổi giận, không nói thêm gì leo hết lên đài. Nhất là Triển Vân Thiên, sắc mặt cực kỳ âm trầm đáng sợ. Được, nếu chính ngươi muốn tìm chết, thì đừng trách chúng ta. Lâm Phàm vặn đầu, sau đó hô to một tiếng: Trưởng lão, đệ tử là người thô kịch, xuống tay không biết nặng nhẹ nếu không cẩn thận đánh chết đệ tử tông môn láng giềng, thì phải làm thế nào? Thiên tu trưởng lão còn chưa nói gì, huyền khôn trưởng lão đã đứng lên luôn. Lần tỉ thí này, sinh tử do ý trời. Bắt đầu, hở cái là đã bắt đầu, chẳng hề cho người khác cơ hội do dự. Nhưng mà hắn thích, vậy thì cho bọn bây xem xem, thực lực nháy mắt bạo phát ra của ông mày nhé. Chương 57, thèm vào mà biết tên mày, gạch nối chấm. Các đệ tử viêm hoa tông dưới đài hồi hộp nhìn lên lôi đài. Lúc trước bọn họ nhiệt huyết sôi trào bao nhiêu thì khi trận đấu bắt đầu tâm tình của bọn họ lại căng thẳng bấy nhiêu. Trước mắt có tận 12 đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông, trong đó có vài tên đã để lại cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Theo bọn họ thấy, đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông quả thực chính là tượng trưng của kẻ vô địch, thủ đoạn bá đạo. Ra tay nhất định sẽ kinh thiên động địa. Đối với vị đồng môn phía trước này, Bọn họ thật sự lo lắng. Ở phía xa, vài vị nội môn đệ tử Viêm Hoa Tông ngồi ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng. "Sư muội, ngươi thấy trận này thắng bại thế nào?" Một tên Cẩm Y nam tử nhẹ giọng dò hỏi, mà nữ tử có khí chất thanh thoát, dung mạo khuynh thành bên cạnh Cẩm Y nam tử lúc này khẽ nhếch đôi môi đỏ mong. "Chết khỏi bàn cãi, một tên đệ tử nội môn có thân hình cao lớn khác lại nói. Theo ta thấy, tên đệ tử ngoại môn này chính là đầu óc có bệnh." còn một trọi tất cả. Lát nữa còn không biết chết như thế nào đâu, tông môn đã mất mặt như vậy, còn tiến lên rước nhục vào thân, quả thật hết thuốc chữa. Nhược Trần sư muội, trận đấu nãy của muội với đệ tử nội môn Nhật Chiếu Tông thật là vô cùng phấn khích. Nam tử cười tục tăng. muốn kéo gần quan hệ với sư muội. Ừ, sắc mặt Nhược Trần bình tĩnh, lúc nào cũng tỏa ra khí chất cách xa người khác ngàn dặm. Tên nam tử cục mịch kia cũng không định bị quê tiếp, quay lại nhìn vị sư huynh bên cạnh. Lục sư huynh, người sao vậy? Người biết tên đệ tử này sao? Lục đạo thăng trao mày, đang chăm chú nhìn lên lôi đài, nghe được câu hỏi của sư đệ cũng gật đầu. Ừ, đệ tử này không tệ, nhưng lần này thì liều lĩnh thật. 12 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông có thực lực rất mạnh, lĩnh ngộ công pháp ở mức độ rất cao. Hắn rất có thiện cảm với Lâm Phàm, trong lúc chiến tranh, biểu hiện của đệ tử này đã gây được sự chú ý của hắn có tinh thần kiểu đó nổi dậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng tình hình lúc này lại khiến hắn không hiểu lắm đây rõ ràng là tự tìm cái chết dưới lôi đài đám người hoàng phú quý lo lắng nói khải minh người bảo phải làm sao đây lâm sư đệ hắn sắc mặt lã khải minh trắng bệch cũng không biết nên làm thế nào lâm sư đệ vẫn đứng rất bình tĩnh ở trên đài nhưng trong lòng hắn thật sự rất bất an trên lôi đài lâm phàm cười tươi ra mặt ta khuyên các người tốt nhất là cùng nhau lên đi, nếu không các người sẽ hối hận đó. Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến 12 vị đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông rất phẫn nộ. Triển Vân Thiên bỗng quát một tiếng, đúng là chán sống, nói xong liền chuẩn bị chém chết tên hỗn láo trước mắt này. Quy tắc lúc nãy trưởng lão nói họ đều đã nghe rõ, đó là sống chết mặc bay. Bọn chúng đều đã nổi đầy sát ý, không cần đến các ngươi, để cho ta lên là được một tên đệ tử vẫn đứng phía sau ôm một thanh trường kiếm chậm rãi đi lên. dáng đứng của hắn thẳng tắp, ánh mắt tỏa ra kiếm ý sắc bén. Mọi người xung quanh hơi hơi tản ra, kiếm nguyết của sư đệ thật mạnh, xem ra chỉ cách kiếm đạo một bước nữa thôi. Kha nhất kiếm liếc nhìn lâm phàm, khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói. Một tên không biết trời cao đất dày, thôi được, để ta giải quyết ngươi, dù ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Mà ngươi, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi mới có tư cách biết của tên ta. Trên khán đài, Huyệt Khôn nhìn tên đệ tử vừa đi ra, lộ vẻ tươi cười. Thiên Tu, ngươi thấy thế nào? Thiên Tu nhìn thoáng qua, ngoài miệng tuy không thừa nhận nhưng trong lòng đã rõ, tên đệ tử này trình độ kiếm đạo rất cao. Rõ ràng chỉ là tôi thể tầng 9, nhưng kiếm ý như cầu vông. Người có tu vi thấp mà chăm chú nhìn lâu thì có thể sẽ bị kiếm ý sắc bén đâm thủng hai mắt. Công pháp của Nhật Chiếu Tông quả thực không tầm thường, so sánh với Viêm Hoa Tông thì chênh lệch quá lớn. Leng keng, kiếm quang vô hình, với các đệ tử dưới đài mà nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy thân kiếm, mà chỉ cảm thấy ánh sáng liên tục lóe ra như chớp. Một nhát kiếm thật mạnh được xuất ra, mạnh đến nỗi bọn họ đều không thể ngăn cản. Đối mặt với đường kiếm sắc bén này, Lâm Phàm vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Đột nhiên, khi đường kiếm đó sắp đâm tới nơi Tay trái Lâm Phàm đột nhiên nâng lên, đường kiếm này tức thời tan thành mây khói. Sao có thể? Kha Nhất kiếm sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai hắn. "Rất tiếc là mi không còn cơ hội báo ra tên họ nữa đâu." Đối với kẻ yếu, ta cũng thèm vào mà biết tên ấy. A! À, tiếng hét vang vọng khắp khu vực, lang nha bổng sắc bén phá không lao đến, trong tư thế cuồng bạo nhất đánh vào tên Kha Nhất, kiếm còn đang ngây người đập hắn bẹp rúm xuống mặt đất, phụt, máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lôi đài. Sư đệ đám người Nhật Chiếu Tông sắc mặt thay đổi kinh hoàng như không dám tin. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tên này làm thế nào mà đỡ được kiếm của Kha Sư Đệ? Các đệ tử viêm hoa tông thì há hốc miệng, ánh mắt ngây dài. Bọn họ choáng hết luôn, đây là tình huống gì vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn đám đệ tử đang há hốc mồm dưới đài, hét lên nói cho ta biết, ta có mạnh không? Khoảnh khắc tiếng hét ấy vừa truyền tới tai đám đệ tử, cả hiện trường triệt để xô trao. Mạnh, thực quá mạnh, sư huynh vô địch, ha ha, huyệt lắm, một chùy là chết một tên, sư huynh vô địch. Trên khán đài, huyệt khôn nắm chặt năm ngón tay, nhất thời trừng mắt kinh ngạc, sao có thể thế? Thiên tu trưởng lão cũng giật mình một phen, không ngờ đệ tử này lại mạnh đến như vậy. Phía đệ tử nội môn, Lục đạo thăng không khỏi mở miệng khen, hay, hay lắm sự việc bất tình lình diễn ra ấy làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận. Lâm phàm lắc cho rơi máu thịt dính trên lang nha bổng, khiêu khích nhìn những tên còn lại. Ta đã nói với các ngươi rồi, muốn lên thì cùng nhau lên. Nếu không các ngươi sẽ hối hận, đáng tiếc không ai nghe. Giờ cho các ngươi một cơ hội nữa, lên hết đi. Hắn khiêu khích ngoác ngón tay, cảnh ấy khiến các đệ tử ngoại môn viêm hoa tông triệt để phấn khích lên đi, tất cả các ngươi cùng lên, xem sư huynh ta dùng chùy nện chết các ngươi, bá đạo, sảng khoái, sư huynh cố lên, ha ha, thật là mát lòng mát dạ, ta đã nói mà, viêm hoa tông chúng ta sao có thể yếu như vậy. Đó là bởi vì sư huynh chúng ta ra ngoài rèn luyện, để cho các ngươi chớp thời cơ. Giờ sư huynh trở lại, để xem các ngươi làm như thế nào. Ngươi, vậy mà giết chết kha sư đệ đám ngươi triển vân thiên nhìn về phía lâm phàm, ánh mắt tràn ngập lửa giận bọn chúng không ngờ tên vô liêm sỉ trước mắt này dám giết sư đệ của chúng đáng hận thật là đáng hận lâm phàm lắc đầu răng rắc các ngươi lắm lời quá đấy ta không muốn cãi nhau với các ngươi thôi được cho các ngươi cảm thụ một chút cái gọi là bất lực bạo huyết trong tức khắc lâm phàm quát lớn một tiếng khi huyết trong cơ thể triệt để sôi trao thân người hắn bỗng tản ra hơi nước trắng xóa hắn khẽ há miệng từ bên trong lỗ mũi có một luồng khí huyết thổi quét ra, quấn quanh thân người. Từng sợi huyết văn hiện lên trên da thịt, khí huyết nghịch chuyển, huy hiếp, huyết văn, một đám đệ tử dưới đài trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, cứ như bị một sức mạnh thần bí áp chế. Ma sư huynh ở trên đài thời khắc này tựa như ma thần huyết ngục, tản ra khí thế khiến người khác khó có thể chống đối. Hơi thở của hắn khiến lòng người hoảng sợ, tốt, đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ để ta xem nhật chiếu tông mạnh đến đâu cũng được, nhưng bị ta nện chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhá. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn không dứt của mình, hắn thấy mình lúc này có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ. Vèo, lâm phàm hơi hơi dùng lực, nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ đứng cũ. Triển vân thiên kinh hô một tiếng, cẩn thận, chương 58, hãy để chúng ta đấu một trận thỏa thích đi. Sư đệ mạnh thật, lã khải minh há hốc mồm, cảm giác như mình đang nằm mơ giữa ban ngày hết thảy mọi việc xảy ra ảo quá thể hoàng phú quý nhìn thấy lâm sư đệ như bước ra từ trong biển máu cả người đều đơ ra hắn không ngờ rằng thực lực của lâm sư đệ lại mạnh đến như vậy xem ra lâm sư đệ thường ngày vốn chính là đang che giấu đi thực lực mạnh nhất của mình dưới ánh mặt trời trói trang gay gắt thân thể nhuốm máu của lâm phàm làm cho người ta cảm giác vô cùng nhức mắt những nữ đệ tử vô cùng hưng phấn a à, ngầu quá ta phải làm sao bây giờ Sư huynh thật quá anh tuấn. Sư huynh cố lên, muội yêu huynh. Giờ phút này, không chỉ các đệ tử nữ điên cuồng gào thét, mà cả các nam đệ tử cũng phấn khích điên cuồng. Triển Vân Thiên bọn chúng thì hoảng hốt, không ngờ tên này lại mạnh đến thế. Đột nhiên, một bóng đen bao trùm phía trên hắn, hắn ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào tên đó đã xuất hiện trên không trung. Còn cây lang nha bổng mang gai sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi kia hoàn toàn làm người ta kinh khiếp. Không hay rồi, mau tránh đi." Đại Bạo Tạc, Lâm Phàm quát lớn một tiếng, Lang Nha Bổng trong tay kéo ra một đường máu. Lập tức oanh kích lên mặt đất, đám người Triển Vân Thiên dùng hết sức nghiêng một bên né tránh, nhìn thấy lực bạo phát mà Lang Nha Bổng tạo ra, đồng tử co rút kịch liệt, sự kinh hãi trong đáy mắt càng thêm nặng nề. Veo veo, đá vụn bay bắn tứ tung, một viên đá giống như sao băng cắt qua má Triển Vân Thiên, kéo ra một vệt máu. Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, nghe hàm răng trắng như tuyết cười hê hê ngươi chạy không thoát đâu âm vang tiếng nổ vang vọng toàn bộ tông môn cho bụi mù mịt bao phủ lấy lâm phàm mà đám người triển vân thiên dùng tốc độ cao nhất tránh được một kích này nhưng cũng bị sức mạnh bạo phát này làm cho chấn động sau khi đứng ổn định lại trên trán triển vân thiên dần dần đổ mồ hôi hột thần kinh căng thẳng đề phòng tứ phía hắn đâu rồi rốt cục ở đâu rồi đột nhiên một đệ tử trên đài bỗng hét lên hắn ở đằng sau huynh, he he, muộn rồi thân thể lâm phàm nháy mắt xuất hiện đằng sau triển vân thiên. Mùi máu nồng đậm bao trùm khắp người hắn, triển khinh vân đổ mồ hôi chán như mưa, hắn cảm nhận được hàn ý bạo phát ra từ sau lưng mình, thần kinh căng như dây đàn. Rồi hắn chậm chậm quay người lại, trong đáy mắt càng chất chồng thêm sự hoang mang và kinh hãi. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kia, trái tim đập kịch liệt. Không thể nào hắn không tin tình thế lại biến thành thế này, khi hắn đang muốn phản công, lại phát hiện tất cả đều muộn rồi. Yếu, quá yếu, nói ta nghe, người có thể mạnh hơn chút được không? Lâm Phàm dơ cao lang nha bổng, tức giận rít gào, dồn sức tấn công. Lang nha bổng mạnh mẽ đặc tính tầng 9 hoàn toàn bạo phát ra, một kích nện xuống nhanh như chớp. Phụt, triển vân thiên mí mắt hấp hái, thấy thân thể bị tấn công cực mạnh, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt tan tành, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ trên dưới võ đài một mảnh im lặng, tất cả mọi người mở to mắt, đều đã bị chấn động vì những gì vừa xảy ra. Máu chảy tràn lan, thật là kinh khủng, Triển Vân Thiên còn chẳng kịp biết mình chết như thế nào. Lâm Phàm nhìn Triển Vân Thiên bị gai nhọn của Lang Nha Bổng cắm trên người, lắc đầu, rồi đưa bàn tay đầy máu túm lấy đầu của tên kia, gỡ thân thể mềm nhũn ấy ra ném thẳng xuống đất. "Đáng giận, Lang Nha Bổng của ta bị làm bẩn rồi." các ngươi phải bồi thường lâm phàm nhìn chăm chằm vào 10 tên đệ tử còn sót lại, hậm hực khó chịu. 10 đệ tử còn lại kinh hãi tột độ nhìn lâm phàm. Bọn chúng bị cảnh tượng đẫm máu tên này vừa gây ra dọa sợ rồi. Chúng một gậy của hắn là căn bản không thể toàn thây. Rắc rắc, âm thanh xương cốt bị lệch vang lên răng rắc, khiến mọi người ở đó kinh ngạc. Lâm phàm có chút câm nín, tác dụng phụ thật làm cho người ta bất lực. Hắn lấy tay nắn lại chỗ xương cốt bị lệch kia thật ngại quá, làm tốn chút thời gian của mọi người. Xương cốt của ta lệch rồi, để ta nắn lại một chút. Giác, sắc mặt lâm phàm điềm tĩnh, không chút biểu cảm, được rồi, có thể tiếp tục bắt đầu. Ức ừ, ức, ừ, các đệ tử quan sát dưới đài hoang mang nuốt nước bọt, vị sư huynh này thật làm bọn họ có chút sợ hãi. Đệ tử nội môn trên đài thì, lục sư huynh, đệ tử này hắn bọn họ thân là đệ tử nội môn, vốn dĩ coi thường đệ tử ngoại môn, thế nhưng tình cảnh thế này đã gây chấn động mạnh lên thần kinh của bọn họ. Không nói đệ tử này mạnh đến đâu, làm cho bọn họ khiếp sợ, mà hơn cả là hắn đối với chính mình cũng thật độc ác quá đi. Rốt cục phải có được ý chí lớn thế nào mới có thế mặt không biến sắc mà chữa lại xương cốt bị lệch như thế. Lục đạo thăng trong lòng dậy sóng, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Được rồi, được rồi, các người đã không động thủ, vậy thì để ta. Lâm phàm cười, Lắc lắc lang nha bổng, sau đó chỉ vào các đệ tử còn lại, chậm chậm bước, cuối cùng dừng lại trước một đệ tử, hình như lúc này ngươi rất kiêu ngạo, vậy bây giờ, ta sẽ tặng cho ngươi một truy. Đệ tử kia của Nhật Chiếu Tông phát hiện bản thân bị đối phương ngắm trúng tức thời chết đứng, thần kinh hoàn toàn căng thẳng, bèn tức giận gào lên. Ngươi muốn hù dọa ai, ta phải giết ngươi. Kinh Phủ, tên đệ tử Nhật Chiếu Tông quát lớn một tiếng, hai lưỡi dìu trong tay bạo phát ra khí tức sắc bén giống như khai thiên lập địa mà bổ thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn tay vung lang nha bổng lên cao, nhắm tên đệ tử đang đánh tới, sau đó lập tức giáng xuống. Người yếu lắm đấy, biết không? Dầm, lang nha bổng và song diều va chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Rắc một tiếng, song diều nứt toác, tên đệ tử tay cầm diều tức thời cảm thấy cánh tay vừa hứng chịu một kích vô cùng mạnh mẽ. Rồi hắn phun máu dữ dội như sông cuộn biển gầm, còn chưa kết thúc đâu. Lâm Phàm quát to một tiếng, cánh tay vung rộng lên, sức mạnh của Lăng Nha Bổng càng lớn hơn đánh thẳng vào lồng ngực đối phương, lập tức đè bẹp hắn ta trên mặt đất. Âm, mặt đất hõm sâu, vết dạn lan ra bốn phương tám hướng, sức mạnh oanh tạc ấy làm mọi người kinh sợ trợn mắt há mồm. Máu tươi túa ra, nhuộm đỏ tất cả, mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn. Sao có thể thế này, sức lực này, cho dù là địa cương cảnh e là cũng không thể mạnh như vậy đệ tử nội môn khiếp hãi quá mạnh thực sự là quá mạnh tôi thể cảnh mà lại có sức mạnh như vậy e rằng chỉ có thể là thần lực trời ban đã thật sự là quá sảng khoái lâm phàm hét trong lòng đây chính là va chạm lực lượng bình thường ông mày tuy thích lầy lội nhưng khi thật sự động thủ sức mạnh bạo phát hết ra thì không thể đùa được đâu ta muốn đánh bại tất cả những kẻ dưới địa cương cảnh không đúng cho dù là kẻ địa cương cảnh tầng một ta cũng không hề sợ. Lang nha bổng mạnh mẽ cấp cao nhất, cùng bạo huyết cấp cao nhất, khi dung hợp lại tạo ra sức mạnh không ai có thể ngăn cản lại được. Giờ khắc này, Lâm Phàm nâng lang nha bổng lên, bơ luôn cái tên máu thịt xương cốt đã lấp đầu hố sâu vừa rồi, mà quay sang nhìn chín tên còn lại, thất vọng thốt lên một câu. Đệ tử Nhật chiếu tông các người, sao không bằng rác rưởi như vậy? Nhìn đồng môn của mình bị đập chết mà vẫn thở ơ, nào, chúng ta làm trận nữa, đàn ông với nhau, lấy hết sức lực, dồn hết mồ hôi máu thịt ra đấu với ta một trận. Để ta được tận hưởng cảm giác thú vị khi chiến đấu. Đến đây, đừng làm ta quá thất vọng. Hãy dùng khí phách ngạo nghễ của các ngươi, chúng ta đấu một trận, một trận lẫm liệt thỏa chí. Lâm Phàm thét vang một hơi, nét mặt rào rạt chiến ý, làm chấn động tất cả mọi người. Đệ tử Nhật Chiếu Tông trên đài, lùi về sau một bước, bọn chúng đã sợ chết khiếp. Tên này không phải người, quá hung ác, chương 59, đại ca cứu đệ, gạch nối chấm, các đệ tử dưới đài nhiệt huyết sôi sục, bọn họ chưa từng nghĩ trong số các đệ tử ngoại môn lại tồn tại kẻ bá đạo như vậy. Tư thế khiêng lang nha bổng kia đã khắc ghi sâu trong lòng bọn họ. Thân hình huyết sắc, ánh mắt ngạo nghễ với đời, đứng trên lôi đài tựa như vị thần vô địch. Dù là các đệ tử nội môn cũng đứng cả lên, nhiệt huyết cuồn cuộn tuy rằng đây chỉ là cuộc tỉ thí của đệ tử ngoại môn, nhưng thực sự quá chấn động. Cho dù thực lực của sư đệ trước mắt này không bằng bọn họ, nhưng loại khí thế đó lại khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Các người làm ta quá thất vọng rồi, nếu các người đã sợ như thế, vậy để ta dạy các ngươi một bài học ấn tượng sâu sắc nhé. Lâm Phàm nhảy lên một bước, huyết khí hung bạo di chuyển, cuốn lấy cơ thể, cánh tay phải duỗi thẳng, lang nha bổng trong tay dưới ánh sáng rực rỡ lóe ra lãnh quang trói lóa làm người ta khiếp sợ. Nhớ cho kỹ, động đến các sư huynh của ta là phải trả bằng mạng. Âm, hai đầu gối hắn bỗng phát ra tiếng nổ mạnh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh tới chín người đang sợ hãi kia. Cẩn thận, đáng giận, ta không tin cái thứ nhà ngươi lại lợi hại như vậy. Bất động như núi, chín đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông hoàn toàn cuồng nộ, dốc hết bản lĩnh và công sức khổ luyện bấy lâu nay ra chiến đấu. 12 người bọn họ đều là những nhân vật vô địch nhất trong số những kẻ dưới địa cương cảnh. Thế nhưng giờ đây lại bị một tên đệ tử của viêm hoa tông đàn áp. Ha ha, được, phải thế chứ, khí thế của các người đã khiến máu ta bắt đầu sôi trào rồi, có điều. Tia sáng trong mắt lâm phàm lóe ra, lang nha bổng xé rách không khí, phát ra âm thanh bạo tạc, lập tức oanh kích vào giữa đám người. Các người không đủ tư cách oanh, toàn hỏa lực xuất ra, lang nha bổng oanh kích trên mặt đất, những viên gạch đá xanh không ngừng vỡ vụn, cả lôi đài như vỡ tung ra. Một đệ tử trong số đó nhìn thấy cảnh tượng này tức thời kinh hãi, tên này không phải là người. Đúng lúc đang chuẩn bị né lùi sang một bên, hắn cảm giác không khí bên người hình như bị vật gì đó đánh tới, đang chuẩn bị phản ứng thì phần eo lại bị chiêu một lực va chạm cực mạnh. Hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tựa như đứt đoạn. Yếu, đúng là quá yếu. Âm, um, lực tấn công cực đại trực tiếp quanh kích lên người đệ tử này, một bóng đen bay ra khỏi lôi đài. Máu tươi vẽ ra một đường máu dài ở trên không trung và bóng đen ấy rơi thẳng xuống khán đài. Tất cả mọi người đều ngây người, cuồng bạo quá thể. Đệ tử kia ngã thông khán đài, thân thể đã bị chặt đứt, ánh mắt vốn vô cùng kiêu ngạo dần dã ra. Trưởng lão, cứu, và đầu hắn ngẹo sang một bên, tắt thở, khuyên khôn trưởng lão ngồi ở chỗ kia góc áo đã bị máu tươi tung óe nhiễm đỏ nộ khí trong lòng bốc lên ngùn ngụt thật ngại quá chưa khống chế tốt lực đạo nhưng các người yên tâm không có lần sau đâu lâm phàm nhìn lên lôi đài mắt đối mắt nhìn huyền khôn trưởng lão sau đó lại nhanh chóng xoay đi các sư huynh đệ dưới đài cứ yên tâm theo dõi sẽ không làm bẩn quần áo của các vị nếu quần áo ai bẩn xong việc có thể đến tìm ta sư đệ sẽ bồi thường cho các vị nhưng hiện tại xin cho thêm ít tiếng cổ vũ để ta cảm nhận được không phải chỉ có mình ta chiến đấu. Mọi người, thiên tu trưởng lão nhìn đệ tử tựa sát thần trên lôi đài. Thâm tâm dao động cực lớn, nhưng ông ta cảm giác huyền khôn ngồi cạnh đã động sát ý, bèn lên tiếng. Huyền khôn, người thay những đệ tử này nhận thua đi, bằng không đệ tử dưới trướng này của ta e là sẽ không dừng tay. Huyền khôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, không cần, đệ tử nhật chiếu tông thả chết trận, cũng không nhận thua. Tám kẻ còn lại nhìn tên này tàn nhẫn đập một sư huynh của họ nát bảy xong vứt xuống khán đài, nội tâm dần dần sụp đổ. Bọn chúng cảm giác đây căn bản không phải cuộc đọ sức cùng đẳng cấp. Đây là đàn áp người ta, tôi thể tầng 9, sao có thể mạnh như vậy? Mà ngay khi bọn chúng đang thất thần, giọng nói đòi mạng khủng bố kia lại cất lên. "Chiến đấu là phải toàn tâm toàn ý tập trung vào, các ngươi đây là đang xem thường Lâm Phàm ta sao?" Trời long đất lở. Đặc tính của Lang Nha Bổng mạnh mẽ tầng 9, trong nháy mắt bùng nổ. In trong đáy mắt một tên đệ tử là Lang Nha Bổng đầy gai sắc nhọn đang từ trên trời giáng xuống, khí tức cường hãn nháy mắt bao trùm. Nội tâm hắn khiếp hãi, tức thời suy sụp, cái chết cận kề hoàn toàn làm hắn phát điên, ta không tin, ta phải giết ngươi. Bá Thương vô địch, đệ tử này quát lớn một tiếng, trường thương màu bạc trong tay bạo phát ra ánh thương lấp loáng nóng rực, dùng hết sức lực xuất kích. Âm ngay lập tức, đệ tử này sắc mặt bỗng đại biến. Một cỗ cự lực oanh kích khiến thân trường thương rắc một tiếng vỡ tung, biến thành mảnh vụn. Còn lang nha bổng thì theo đà phóng đến, không thể nào cản được, hắn chỉ kịp tuyệt vọng thét. Không, âm, um, mặt đất lại xuất hiện một cái hổ sâu, thi thể tên đệ tử đã không còn nguyên vẹn, xương thịt nát dính với nhau nằm gọn trong đó. Tí tách, lâm phàm nâng lang nha bổng lên, trên những cái gai sắc nhọn găm từng miếng thịt bê bết máu, Máu tươi tí tách tí tách rơi trên nền đất. Huè huè, nhiều đệ tử quan sát dưới khán đài trông thấy cảnh ấy không nhịn được bắt đầu nôn khan. Khủng bố, thực sự quá khủng bố. Đây tuyệt nhiên không phải một trận tỉ thí, mà là giết chóc. Cho dù bọn họ giết người, cũng chỉ là đánh người ta hộp máu. Nhưng lâm phàm sư huynh đây lại là phanh thây khiến đối phương thịt xương lẫn lộn. Cho dù là đồng môn, biết rằng đối phương sẽ không hại mình, nhưng họ cũng bắt đầu thấy hoảng sợ lâm phàm kéo lê lang nha bổng trên mặt đất gây ra âm thanh sắc bén làm người ta kinh khiếp các ngươi thật sự quá yếu lâm phàm lắc đầu có chút thất vọng sau đó cười nói nếu đã như vậy thì thôi kết thúc đi cái gì bảy đệ tử còn lại nghe được những lời này liền bị dọa đến chết khiếp có tên nhịn không nổi kinh hãi mà hai chân bắt đầu trở nên run dày ta đến đây vù tại nơi đó một luồng khói trắng bay lên mà lâm phàm đã biến mất tiêu khi tiến vào hình thức bạo huyết tốc độ sức mạnh tất cả đều được nâng cao tối đa đến khi hắn xuất hiện lại thì đã đứng ngay sau lưng một đệ tử khỏi nhìn lung tung ta ở sau ngươi đệ tử kia cảnh giác nhìn bốn phía nhưng đột nhiên nghe được giọng nói này liền kinh hoàng đến run bắn cả người hoang mang tột độ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu bụp một trùy bổ xuống thịt tươi bay tứ tung còn sáu đệ tử bên cạnh thì đồng tử mãnh liệt co rút trong tầm mắt của họ Thế giới đã biến thành một vùng máu đỏ. Mà tên giống như ma quỷ kia lại chém chết một sư huynh nữa rồi. Không bọn chúng hoảng sợ giống lên, cuống cuồng đánh loạn xà ngậu, chỉ hy vọng có thể chém chết tên ma quỷ này. Vô vị, lang nha bổng trong tay lâm phàm đang kết liễu tính mạng của bọn chúng, toàn hiện trường đều yên lặng vô cùng. Các đệ tử dưới đài kinh ngạc chứng kiến tất cả, đối với bọn họ, đây chính là một trận đổ sát những đệ tử kia của nhật chiếu tông lúc trước vô cùng kiêu ngạo thủ đoạn cay nghiệt giờ khắc này lại bị lâm phàm dọa cho khiếp đảm tên cuối cùng lâm phàm nhìn tên đệ tử đứng ngây ngốc tại chỗ đúng quần đã ướt sũng không khỏi thở dài một tiếng thật là yếu ớt đáng tiếc dù có tè ra quần cũng không thay đổi được kết cục của ngươi đại ca cứu đệ đệ tử kia thật thà quay đầu nhìn chằm chằm vào lôi đài đại ca hắn ngồi ngay ngắn ở đó trên mặt toàn nước mắt nước mũi cho dù có sống tiếp, e là nỗi ám ảnh này cũng sẽ cuốn lấy hắn cả đời. Dưới khán đài, trưởng lão tân nhiệm của Nhật Chiếu Tông thấy cảnh tượng trước mắt. Không tài nào nhịn được kẻ chém giết đồng môn của mình. Mà bấy giờ, trông thấy tiểu đệ của mình sắp chết trong tay đối phương, hắn càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng hắn không dám tự ý xông lên, vì huyền khôn trưởng lão vẫn chưa nói gì. Đột nhiên, từ trong khóe mắt hắn nhìn thấy ngón tay của huyền khôn trưởng lão hơi động đậy, lập tức ngầm hiểu, nhảy phát lên, xông vào lôi đài, tốc độ cực nhanh đến nỗi người ta không thể phản ứng. Len keng một tiếng, từ trong nhẫn kết giới, hắn lấy ra một thanh trường kiếm. Lưu quang tuyệt ảnh, chương 60, người nhìn đi, chảy máu rồi này, huyền khôn, ông muốn làm gì? Thiên tu trưởng lão bỗng kinh ngạc, đang chuẩn bị ra tay định ngăn tên vừa đột ngột xông lên lôi đài thì lại bị huyền khôn giữ lại. Nhận thua, cứu người, huyền khôn lạnh lùng nói, ngươi, Cảnh tượng lúc đó diễn ra nhanh như chớp, muốn ra tay cũng đã muộn. Nghiêm Húc là đệ tử nội môn Nhật Chiếu Tông, bởi vì đi sứ Viêm Hoa Tông mà được tông môn tạm thời cho làm trưởng lão nội môn. Thực lực của hắn cũng chỉ là địa cương cảnh tầng 3 mà thôi. Đây cũng là do Nhật Chiếu Tông vì muốn sỉ nhục Viêm Hoa Tông mà dùng chút tiểu xảo. Đệ tử còn lại duy nhất trên đài là tiểu đệ của hắn, hắn trong lòng tuy không nhịn được, nhưng cũng không có cách nào. Rồi đột nhiên Ám thị nhỏ bằng tay của Huyền Khôn trưởng lão lọt vào mắt hắn, ý nghĩa chính là lên đài giết chết tên đệ tử ngông cuồng kia. Giờ khắc này, hắn nào có thể nhịn nữa, ngay lập tức dùng kiếm chiêu Cường Đại đánh lên. Để khiến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, hắn sử dụng kiếm chiêu bằng tốc độ nhanh nhất. Kiếm chiêu cấp trung phẩm Huyền giai Lưu Quang Tuyệt Ảnh, có thể trong nháy mắt đẩy tốc độ kiếm lên cực đại, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi đám người hoàng phú quý chỉ trông thấy trên đài một bóng người đánh tới, ngay sau đó liền không thấy thân ảnh ấy đâu nữa. Sư đệ, cẩn thận, trên lôi đài, Lâm Phàm cảm giác được sau lưng có sát khí đánh tới, không ngờ rằng mấy tên gia hỏa nhật chiếu tông này lại đều cáng như vậy, càng khiến hắn muốn chém chết tên đệ tử trước mặt này. Vô số đạo kiếm quang phong thiên tỏa địa xuất hiện sau lưng Lâm Phàm mỗi nhát đều tập trung vào những vị trí hiểm yếu. Nghiêm hút khuôn mặt lạnh lùng, hắn tin, đợi lát nữa đệ tử này sẽ biến thành thi thể tôi thể cảnh muốn cản lại được chiêu này là việc hoàn toàn không thể kiếm chiêu cơ đấy lâm phàm trong lòng cười lạnh không thèm để ý tới cả nhìn cũng không thèm nhìn cứ thế vung lang nha bổng bổ về phía tên đệ tử vẫn đứng ngây ngốc ở chỗ kia tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong đạo kiếm quang này sư đệ mọi người hoảng sợ thét lên dường như ai không dám đối mặt với cảnh tượng tiếp theo nhưng đúng lúc này cảnh tượng khiến tất cả khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy lâm sư đệ hơi nâng tay trái lên vắt ngang trong không trung, Rồi đột nhiên như là cảm thấy gì đó, tốc độ cánh tay trái cảnh lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất không thấy bóng nữa. Không ai có thể cản bước ta, hắn nhất định phải chết. Lâm phàm hét lớn một tiếng, lang nha bổng lập tức bổ xuống, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp lôi đài. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nghiêm hút càng không dám tin, Hắn tổng cộng đâm kiếm 9 lần, tốc độ mỗi lần đều đạt đến cực hạn. Nhưng hắn nhận ra tay trái của tên đệ tử này hoàn toàn ngăn cản được kiếm chiêu của hắn. Máu thịt bắn tung tóe, Lâm Phàm hơi gập lưng, từ tốn nhấc Lang Nha Bổng lên. Một khối thi thể bị đập nát nhừ vắt trên Lang Nha Bổng. Hắn vung mạnh một phát quẳng thi thể xuống dưới đài, các đệ tử dưới khán đài thét lên một tiếng rồi lùi ra. Nhìn thấy khối thi thể, ai cũng kinh hãi nôn huệ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nghiêm hút xuất hiện trên lôi đài, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không thể tin được, kiếm pháp của mình vậy mà lại bị ngăn chặn toàn bộ. Lâm phàm xoay người lại, nâng tay trái dính đầy máu thịt bấy hầy đang chảy máu ròng ròng mà lắc lắc, máu tươi rơi đầy đất, rồi hắn bình tĩnh nói. Tốc độ của ngươi, chỉ đến mức này thôi sao? Có giỏi thì nhanh hơn chút nữa đi chứ. Ngạo mạn, thật sự quá ngạo mạn. Các đệ tử dưới đài đều đã trợn tròn mắt, cảnh tượng vừa rồi thực sự quá chấn động lấy thân thể máu thịt ra đón đỡ kiếm chiêu mà bọn họ còn khó nhìn rõ cuối cùng cánh tay đã bị thương đến vậy thế nhưng mặt vẫn không đổi sắc chẳng lẽ hắn không biết đau sao có đệ tử trông thấy thương tích này đã tê dại hết cõi lòng thân thể hắn đã tôi luyện đến cực hạn của tôi thể cảnh nhưng dưới kiếm pháp của cường giả địa cương cảnh vẫn yếu ớt như cũ tuy nhiên dù máu thịt lẫn lộn thậm chí bị thương đến xương cốt hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Không hề sợ hãi, không thể nào, nghiêm hút kinh ngạc nói, hết thảy hắn đều không dám tin người tu vi chỉ là tôi thể tầng 9. Sao có thể tiếp chiêu được? Lâm Phàm nhìn nghiêm hút, ra vẻ đáng tiếc nói. Không thể ư, không, không, hãy nhớ, không phải tốc độ của ta nhanh, mà là kiếm pháp của người thực sự quá chậm, chậm tới nỗi đã khiến ta không thèm tiếp chiêu của ngươi. Có điều không thể không nói, kiếm của ngươi xác thật người xem lâm phàm giơ tay lên lắc lắc trước mặt nghiêm hút chảy máu rồi tay ta chảy máu rồi nhưng đáng tiếc quá chỉ hơi đau chút thôi còn lại chả sao cả người nghiêm hút lập tức lùi lại một bước mặt đỏ bừng hắn cảm thấy thật mất mặt bản thân đã thi triển ra kiếm pháp tốc độ nhanh nhất mà cũng chỉ vô dụng lúc này một nữ đệ tử vội vã lên đài khuôn mặt nhìn lâm phàm đầy sùng bái sau đó lấy khăn tay trong người ra sư huynh muội băng bó cho huynh làm phiền sư muội rồi lâm phàm nhìn muội muội bên cạnh yểu điệu thướt tha có chút đáng yêu sư huynh có đau không sư muội nhìn cánh tay máu thịt lẫn lộn sắp ngất đi rồi nhưng giờ đang băng bó cho sư huynh dù có muốn ngất cũng phải cố kìm lại lâm phàm nở nụ cười bình tĩnh không trả lời nhưng điệu cười ấy cũng đủ khiến sư muội hoàn toàn mềm nhũn thật sự là quá nam tính một vài nữ đệ tử trông thấy cảnh này trong lòng cũng rất hối hận đáng ghét lại để cô ta nhanh chân đến trước lục sư huynh đệ tử này rốt cục mạnh đến mức nào đệ tử nội môn kinh hãi hỏi lục đại thăng lúc này vẫn còn đang ngây người không biết nên trả lời như thế nào cái này trong đôi mắt lạnh lùng của liễu nhược trần cũng lóe lên sự không dám tin thân là nữ thần đối với mọi chuyện nàng đều rất bình tĩnh nhưng đến hôm nay cảnh tượng diễn ra làm nàng cực kỳ chấn động chấn động đến mức khó mà miêu tả bằng lời không thể nào, ta không tin. Nghiêm hút hét lớn một tiếng, sắp điên đến nơi. Hắn không tin kiếm pháp của mình bị một thằng phế vật tôi thể ngăn cản toàn bộ. Đây nhất định là do bản thân chưa thi triển hết lực, chắc chắn là vậy. Gì cơ, vẫn còn muốn thi triển kiếm pháp chậm kinh khủng kia của ngươi nữa sao? Được, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chung quy kẻ đến là khách, để tránh nhật chiếu tông các người sau khi quay về nói viêm hoa tông chúng ta tiếp đãi không chu đáo, không cho các ngươi biểu diễn hết mình sư muội xuống đi để cho vị khách này tiếp tục biểu diễn cho mọi người xem sư muội này nghe được giọng nói tràn đầy từ tính của sư huynh nhất thời cảm thấy mình hình như yêu rồi bèn ngượng ngùng gật gật đầu sư huynh cẩn thận nghiêm húp lúc này muốn phun máu đến nơi rồi hắn không thể chịu nổi sự sỉ nhục này đủ rồi cút về cho ta huyệt khôn lạnh giọng khiển trách nghiêm húp nghe vậy lạnh người trưởng lão giận rồi mình quay về e là cũng không dễ sống Lâm Phàm lắc đầu, thôi thế là ngươi xong phim rồi. Huyền khôn, thiên tu, khá lắm, viêm hoa tông có đệ tử như vậy, quả thực rất tốt. Thiên tu cười vuốt dâu, huyền khôn, không phải ngoại môn tông môn của ta yếu, mà là đệ tử tông phái chúng ta đủ khiêm tốn. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ có lẽ cũng không đứng ra đâu. Ha ha, huyền khôn trong lòng cười lạnh, khiêm tốn, khiêm tốn mà giết hết 12 đệ tử ngoại môn của tông môn ta việc hôm nay tạm thời ghi nhớ. Lâm Phàm cảm thấy cũng ổn rồi, bèn ôm quyền. Trưởng lão, đệ tử cáo từ. Sau đó hắn vùng tay áo, khiêng lang nha bổng nhảy xuống đài, cũng không đợi người khác nói thêm gì cứ thế rời đi. Tạm tạm là được rồi, còn lén phén nữa sợ là to chuyện. Không nói cái khác, di chứng của bạo huyết sắp phát tác rồi, còn không đi thì đến lượt mình xong phim. Nhanh đến, nhanh đi, ánh mắt của rất nhiều đệ tử tập trung hết vào lâm phàm, bóng lưng rời đi ấy đã đọng lại sâu sắc trong lòng bọn họ. Quá đỡ, chương 61, nào, mình cùng đi lên mặt chút. Giải tán, mau giải tán hết đi, nếu không đến là quỵ xuống mất. Lâm Phàm bước nhanh hơn, lần này làm màu hơi thái quá. Bạo lực đến mức quá đáng, sợ là sẽ gây ảnh hưởng không tốt, để lại ấn tượng khó phai trong lòng các sư huynh đệ. Sau này chắc không dễ giao thiệp rồi, thực ra mình là người tốt mà, đâu phải là kẻ độc ác tùy tiện chém giết người ta. Di chứng của Bạo huyết sắp bắt đầu rồi, đã có thể cảm nhận rõ được trạng thái bất ổn của bản thân. Tuy rằng sau khi sử dụng 3 lần mới chết, nhưng sau mỗi lần không ngừng tăng thêm các di chứng, sợ rằng nếu là người bình thường sớm đã bị phá hủy rồi. Có chút đáng tiếc, hắn vừa đi vào phòng, vừa thấy hơi tiếc nuối, những đệ tử bị mình nện chết kia tuy đều là tôi thể cảnh, nhưng trông cũng giống thổ hào lắm. Không lục soát thi thể đúng là tổn thất lớn. Nếu là ở bên ngoài thì thật tốt biết mấy, một phen có thể kiếm chắc lớn không phải là không có khả năng. Được cái điểm tích lũy lần này thu hoạch cũng khá tốt, đạt được 1050 điểm tích lũy. Về đến phòng, hắn lấy từ trong nhẫn kết giới ra thanh trường kiếm trước kia đoạt được, trực tiếp đâm cho mình một nhát, nhưng khi kiếm đâm vào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng không được trơn tru lắm, xem ra thân thể đã trở nên rắn giỏi hơn mười giây sau lâm phàm mở to mắt tinh khí toàn thân đạt đến đỉnh cao di chứng của bạo huyết cũng biến mất tay trái bị chém giữa kia cũng đã hồi phục trở lại chỉ là khôi phục nhanh như vậy có chút khó tin hắn đành tìm mảnh vải trắng băng bó tay trái kín mít hoàn hảo giấu nó đi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lâm sư đệ lã khải minh bọn họ đến rồi ai nấy đều khó mà kiềm chế sự vui sướng trong lòng cảnh tượng vừa nãy làm họ quá chấn động Lâm sư đệ quả thực mạnh đến ná thở. Cửa bị đẩy ra, mọi người xông vào hỏi han Lâm phàm ân cần, "Lâm sư đệ, đệ có chỗ nào không khỏe? Lâm sư đệ, đệ chắc hẳn là rất mệt. Lâm sư đệ, tay trái của đệ không sao chứ?" Các loại câu hỏi làm hắn không biết nên trả lời thế nào. Âm Tiểu Thiên vui sướng vỗ vai Lâm phàm, "Lâm sư đệ, đệ thực sự quá mạnh, cảnh tượng lúc nãy làm bọn ta đều bị hù chết, thế nhưng không ngờ rằng đệ lại một mình giải quyết hết." Nhật chiếu tông này hẳn là cũng bị sức mạnh của lâm sư đệ dọa sợ rồi. Ai, không có gì, chỉ là năng lực của đối phương yếu mà thôi. Lâm phàm khiêm tốn đáp, trung quy bản thân vốn người khiêm tốn như vậy, sao lại có thể vì một chút thắng lợi mà kiêu căng tự mãn. Giết được tôi thể cảnh vẫn chưa thể làm hắn quá vui mừng. Hoàng Phú Quý Hưng Phấn nói, chúng ta mau đến chỗ Trương Sư Huynh đi, kể chuyện này cho Trương Sư Huynh, ta nghĩ Huynh ấy sẽ rất vui đấy. Lần so tài này, kẻ bị hại nhiều nhất chính là trương long thương tích của hắn nặng nhất suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ họ đến chỗ ở của trương sư huynh kể xong hết sự việc trương sư huynh tạm thời không thể nói chuyện nhưng rõ là rất vui sướng mắt chớp liên tục hẳn là không ngờ sự việc lại trở nên như vậy mọi người ngồi quay lại thành vòng lâm sư đệ lần này đệ đã lập công lớn lấy lại thể diện tông môn nhất định sẽ được thưởng lớn lã khải minh nói mọi người xem ta diễn có giống không? Hoàng Phú Quý nói đoạn liền ho khan vài cái, đứng ra một bên, một tay vuốt dâu, cố ý đè giọng xuống lâm phàm. Lần này con đã lập công lớn cho tông môn, nói đi, con muốn phần thưởng gì? Các ngươi thấy ta diễn giống hay không? Hoàng Phú Quý đóng giả thiên tu trưởng lão, nhưng trông có hơi buồn cười, chủ yếu là khí chất không hợp. Ha ha âm tiểu thiên cười hoàng sư đệ, nếu như để trưởng lão biết được, e rằng không tránh khỏi bị phạt một trận. Hoàng Phú Quý cười nói, ở đây không phải đều là người nhà sao, chắc chắn sẽ không để người khác biết được. Mọi người ở chỗ trương sư huynh hàn huyên một hồi, rồi rời đi. Trận tỉ thí lần này khiến cho các đệ tử chứng kiến chấn động rất mạnh, lâm phàm một đấu 12. Càng truyền ra ngoài, thủ pháp công kích đẫm máu kia càng làm tất cả mọi người kinh hãi, cảm giác thật quá khủng bố. Đệ tử ngoại môn không ai không khiếp sợ, không ít trong số bọn họ tự nhủ bản thân tuyệt đối không thể chọc đến thằng này này còn đối với đệ tử nội môn thì lại không đáng ngạc nhiên lắm họ chỉ cảm giác đệ tử ngoại môn này có chút không tầm thường đối mặt với nhiều đối thủ cung cấp như vậy vẫn có thể dùng thực lực tuyệt đối đàn áp rõ ràng rất là mạnh mẽ xem ra trình độ lĩnh hội công pháp rất cao nếu không chắc chắn sẽ không xuất hiện hiệu quả như vậy lâm phẩm lần này về tông mục đích chính là nhanh chóng nâng cao tu vi đạt đến địa cương cảnh kim thân luyện thể quyết đã là công pháp thượng phẩm nhân giai muốn tự tạo ra công pháp huyền giai mà không có bí kíp thì không thể được chỉ là nếu đạt đến địa cương cảnh thì phải cần các công pháp khác mà các công pháp này nhiều vô cùng nên chọn một cái hay là tiếp tục tự sáng tạo ra vấn đề này cần phải nghiên cứu thêm không nghĩ nhiều nữa bắt đầu tu luyện hôm sau ánh dương ló dạng Lâm Phàm dừng việc tu luyện lại, xem xét điểm khổ tu. Trải qua một đêm khổ luyện, tác dụng quả là rõ rệt, điểm khổ tu đã đạt tới 166.664 điểm, chỉ còn cách địa cương cảnh một chút nữa. Một mạch hăng hái tới giờ, hắn dự định hôm nay sẽ không làm gì hết, chỉ tập trung vào tăng điểm khổ tu. Tu luyện cả đêm, có hơi lao lực, không chút do dự, hắn cầm lấy trường kiếm đâm vào người một cái. Mười giây sau, tinh thần sảng khoái, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng lã sư huynh bọn họ đến rồi, lâm sư đệ, chúng ta đi thôi, nhật chiếu tông sắp về rồi, chúng ta vừa lúc qua đó xem một chút. Lã Khải Minh nói, Hoàng Phú Quý ở bên cạnh cười nói, đám người nhật chiếu tông này, đến viêm hoa tông của chúng ta còn không biết ăn phận. Lần này ăn quả đắng rồi, ắt phải tức đến chết, chúng ta đi tiễn họ một đoạn, tiện thể lên mặt luôn. Lâm Phàm vừa nghe lời này, lập tức thấy hứng thú đi, đi, đi xem xem Lâm Phàm vội vã nói. Sơn Môn, khi bọn Lâm Phàm tới đó, đã có rất nhiều đệ tử đến rồi. Mà các đệ tử Nhật Chiếu Tông đã lên thuyền thần chuẩn bị rời đi. Lần đi xứ này sang viêm hoa tông, bọn chúng vốn là mang tâm thái đàn áp, nhưng hiện giờ chúng chỉ muốn chết quách cho xong. 12 đệ tử ngoại môn toàn bộ bị phanh thây nơi đây. Trở về tông môn sợ rằng bị cười chết mất huyền khôn nói với thiên tu trưởng lão mấy lời xong bèn bay thẳng lên thần châu chuẩn bị rời đi mà lâm phàm lại vui sướng hô lớn các sư huynh đệ nhật chiếu tông hoan nghênh lần sau lại đến nhé thái độ lồi lõm đến mức tất thảy mọi người đều chú ý những đệ tử nhật chiếu tông kia thần sắc còn đang ảo não vừa nhìn thấy đệ tử kia vẫy vẫy tay tên nào tên nấy tức đến nỗi mặt đỏ bừng Bọn chúng đã nhận ra tên tiểu tử kia chính là tên hôm qua đã khiến Nhật Chiếu Tông mất hết mặt mũi. Bây giờ còn kiêu ngạo như thế, thách thức bọn chúng. Huyền Khôn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, sắc mặt lạnh tanh, rõ ràng cũng đã nhớ kỹ Lâm Phàm. Hoàng Phú Quý lập tức cười, sau đó cũng hô lớn. Các sư huynh đệ Nhật Chiếu Tông, hoan nghênh lần sau lại tới nhé. Ngay sau đó các đệ tử đều nhao nhao hô lên, Lâm Phàm câm nín, cám đám này làm gì vậy, cướp mất hào quang của ta sau rồi hắn nhìn thấy nghiêm hút trốn trên thuyền càng hưng phấn hét lên nghiêm trưởng lão trở về nhớ rèn luyện thêm kiếm pháp tốc độ kiếm pháp của ngươi thực sự rất chậm lần sau nếu như còn đến thì phải chuẩn bị cho tốt nhé đừng có làm ta thất vọng nghiêm hút vốn chẳng buồn ừ hử gì lại nghe thấy lời này tức thời nổi giận thằng oát này quá đáng hận ta còn chưa nói gì có cần thiết phải nhục mạ ta như thế không thôi bỏ đi nhịn ngươi vậy, nhưng ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng để ta chạm mặt. Nếu không thì coi chừng mạng chó của ngươi, mà các đệ tử khác cũng tiếp nối hô to, nghiêm trưởng lão, tu luyện thêm kiếm pháp nhé. Trên thuyền thần, nghiêm húc đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Hắn giật thót quay ra, hóa ra là huyền khôn trưởng lão chừng mắt nhìn mình. Huyền khôn trưởng lão không nói gì thêm, trực tiếp điều khiển thần châu rời khỏi nơi này. Chương 62, bức khí tung hoành, chịu không nổi. Ha ha, Lâm Phàm cười đều, cảm giác mình đã là kẻ chiến thắng cuộc đời. Ngoại trừ chưa có ý chung nhân ra, còn lại đều đã nắm trong tay. Làm màu làm mè xong còn có thể cười nhạo đối phương lúc họ chuẩn bị rời đi, diễn biến này thật tuyệt vời. Thân là đệ tử ngoại môn nhất phẩm, tự nhiên hắn đã là tấm gương của biết bao sư đệ. Đặc biệt lần này còn xuất hiện đầy phong cách như thế, như phong ba bão táp mà trần áp toàn bộ võ đài, làm nở mày nở mặt cho các đệ tử ngoại môn, nhất định là sẽ nhận được vô vàn sự chào đón. Mà hai câu hắn vừa nói, đối với đệ tử Nhật Chiếu Tông thực chính là họa vô đơn chí. Lần này chiếm thượng phong, nhưng về sau vẫn phải chịu khó tu luyện thêm, nếu không tu luyện tử tế, lần tới chỉ có nước ăn đập. Thiên Tu trưởng lão tâm tình vui sướng, vốn dĩ cho rằng lần này sẽ làm Viêm Hoa Tông mất hết mặt mũi. Nhưng không ngờ lại mọc ra một đệ tử từ trên trời rơi xuống dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp hết thảy, lấy lại thể diện cho tông môn. Điều này khiến ông ta hết đỗi vui mừng. Đối với đệ tử như vậy, nhất định phải thưởng, hơn nữa còn phải thưởng cực lớn mới được. Ông ta ho nhẹ một tiếng, toàn thể im lặng. Thiên tu trưởng lão nhìn Lâm Phàm nói, đệ tử Lâm Phàm, lần này ngươi đã lập công lớn cho tông môn. Muốn phân thưởng gì, chỉ cần ngươi nói ra, bổn trưởng lão nhất định đáp ứng ngươi. Lâm Phàm ngu người, hoàng phú quý con mẹ nó thông minh vãi éo ngờ đoán chúng thật tuy cách nói có hơi khác chút đỉnh nhưng ý thì không khác mấy mà lời thiên tu trưởng lão vừa hứa hẹn làm cho cả đệ tử ngoại môn lẫn đệ tử nội môn đều ngạc nhiên đáng lẽ chuyện này sẽ chẳng gây chấn động gì trung quy thiên tu trưởng lão thưởng phạt phân minh đối với đệ tử lập công trước giờ đều rất rộng rãi nhưng câu sau cơ gì mà bổn trưởng lão nhất định đáp ứng nghe sai sai và rồi Biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị, khao khát thế vào vị trí của Lâm Phàm, đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng của bọn họ mà thôi. Lã Khải Minh trong lòng vui sướng không thôi, tự đáy lòng mừng thay cho Lâm Sư Đệ. Tất cả đều là do Lâm Sư Đệ tự mình đạt được, chỉ cần đưa ra yêu cầu hợp lý, chắc chắn có thể một bước lên trời. Lâm Phàm khiêm tốn nói: "Trưởng lão, thân là đệ tử tông môn, đây là việc đệ tử nên làm." Hơi khiêm tốn một chút chứ? Trước đây hắn đã xem qua rất nhiều bộ phim, trong đó mỗi khi lão đại muốn thưởng tiểu đệ, tiểu đệ đều vô cùng tham lam nói ra phần thường. Thế là liền bị lão đại một trường đánh gục, cuối cùng chốt lại một câu, xuống dưới đó mà hưởng thụ đi. Ngẫm lại tình huống này, hắn lập tức cảm thấy có chút sợ hãi. Thiên tu trưởng lão rất thỏa mãn gật gật đầu, ông rất thích đệ tử này. Tuy tu vi hơi thấp, nhưng nếu như chịu khó bồi dưỡng thêm, có lẽ sẽ trở thành trụ cột vững chắc của tông môn. Có điều nếu như để Lâm Phàm biết được suy nghĩ này, hắn chắc chắn sẽ điên cuồng nôn que. Trụ cột vững chắc, cái mục tiêu này cũng quá coi thường ta rồi, ít nhất phải trở thành cường giả siêu cấp khai thiên lập địa mới được. Bồn trưởng lão thưởng phạt phân mình, có công ắt phải thường. Lần này ngươi giết 12 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông, cũng là báo thù rửa hận cho sự hy sinh của các đệ tử trong cuộc đấu. Nói đi, ngươi muốn gì? Thiên tu trưởng lão hỏi. Các đệ tử xung quanh đều sốt ruột chết đi được, mau mau đưa ra yêu cầu đi. Đây chính là cơ hội lớn đó, không biết có bao nhiêu người muốn có cơ hội này. Mà đối với đệ tử nội môn, bọn họ mong phần thưởng này đến đỏ cả mắt. Lâm Phàm đang suy nghĩ, phần thưởng, nên muốn phần thưởng gì đây? Bản thân rút thưởng cũng kiến được rất nhiều những thứ kỳ lạ hiếm có, hơn nữa khi tu luyện, điểm khổ tu cũng tăng lên rất nhanh. Hay muốn tiền, thế thì thô tục quá đầu óc mình thông minh như vậy, cách kiếm tiền có nhiều. Hơn nữa chém người rồi lục soát thi thể thì mới biết được cảm giác hồi hộp là gì. Nếu đùng cái trở thành người giàu thì trên đời này còn gì thú vị nữa. Không có tí động lực nào, vậy thà trở thành một phế nhân còn hơn. Còn về đan được thì càng không có ý nghĩa lắm, huyền giai đan dược mình không cần, địa giai đan dược có thể cho mình bao nhiêu lợi ích. Chắc còn không nhiều bằng tự mình tu luyện một đêm về phần thiên giai đan dược thì thôi bỏ đi cũng không biết tông môn có nỡ cho không mà mấy cái công pháp thì càng khỏi phải nói nâng cao công pháp cần điểm tích lũy công pháp phẩm dai càng cao điểm tích lũy cần đến cũng càng nhiều chỉ được nhìn mà không được dùng thì đau lòng biết bao nghĩ đến trương sư huynh đang nằm đó hắn cảm thấy đáng thương lã sư huynh còn nói trương sư huynh bị tàn phế rồi muốn hồi phục phải mất khoảng một năm điều này đối với trương sư huynh chắc chắn là đả kích rất lớn thân là bạn tốt nhất định không thể thấy chết không cứu trưởng lão còn nghĩ xong rồi sư huynh con trương long trên lôi đài bị đối phương phế mất tu vi bị thương nặng cho dù thương thế có đỡ dần trong khoảng thời gian dài e rằng không thể hồi phục cho nên con muốn giúp sư huynh hồi phục lâm phàm nói các đệ tử xung quanh đều đang chờ đợi lâm phàm đưa ra mong muốn bọn họ cho rằng lâm phàm nhất định sẽ yêu cầu lợi ích cực lớn ví dụ như muốn thiên tu trưởng lão thu nhận làm đệ tử trở thành đệ tử chính danh hoặc là hưởng đãi ngộ đặc biệt từ trưởng lão bởi vì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra nên khi nghe lâm phàm đưa ra yêu cầu mọi người đều trợn tròn mắt hắn có phải điên rồi không cơ hội cực tốt như vậy lại chỉ đưa ra yêu cầu thế này giúp người khác hồi phục thương thế việc này hắn rốt cuộc nghĩ thế nào vậy lẽ nào não bị kẹp rồi bọn lã khải minh vô cùng chờ đợi nhưng khi nghe thấy lâm sư đệ nói ra yêu cầu thế này bọn họ đều đưa ra đặc biệt là hoàng phú quý cảng ngây ra nhìn lâm phàm hắn thật không thể ngờ được lâm sư đệ sẽ đưa ra yêu cầu này tuy quan hệ của bọn họ rất tốt nhưng trong tình huống một bước lên trời này hẳn là bất kỳ ai cũng không nỡ bỏ qua mà dành cơ hội cho người khác thiên tu trưởng lão hiển nhiên cũng sửng sốt đã một khoảng thời gian dài ông từng thưởng cho rất nhiều đệ tử, nhưng chưa từng nghe thấy đệ tử nào chọn mong muốn kiểu này. Và thế là, ông ta bắt đầu nghĩ ngờ bản thân, lẽ nào do lời hứa của mình không còn quan trọng nữa. Mà một số trưởng lão bên cạnh thiên tu trưởng lão cũng ngây người. Lời hứa của thiên tu sư huynh là thứ bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ. Nhưng đến giờ đệ tử này lại đưa ra mong muốn như vậy, rõ ràng làm cho bọn họ giật mình. Còn chắc chứ, thiên tu trưởng lão hỏi lại lần nữa, đề phòng mình nghe nhầm lâm phàm hai tay chắp sau lưng hơi ngẩng đầu thần sắc nghiêm túc nói đương nhiên lâm phàm con trước giờ không biết hối hận bạn bè bình thường thì dễ có tri kỷ thì khó tìm tuy con quen biết trương sư huynh không lâu nhưng trong tình cảnh nguy nan huynh ấy thay con ngăn cản đối thủ bảo vệ mạng sống của con lâm phàm con từ nay sẽ không bạc đãi huynh ấy mong trưởng lão thành toàn lã khải minh bọn họ nghe được mấy lời này lập tức cảm thấy được làm bạn với Lâm Sư Đệ thực sự là vô cùng vinh hạnh. Hoàng Phú quý rụi mắt, quá cảm động, thực là cảm động quá đi mất. Bao nhiêu nữ đệ tử còn cảm động sắp khóc đến nơi. Lâm Sư Huynh đúng là người đàn ông tốt, nếu có thể làm bạn bên cạnh Lâm Sư Huynh thì hạnh phúc biết nhường nào. Thiên tu trưởng lão vô cùng xúc động, được, được, rất tốt, con có tình nguyện bái ta làm thầy, trở thành đệ tử chân truyền của ta, kế thừa kỹ năng của ta không? Lâm Phàm sừng sốt, có hơi bất ngờ, không hiểu mô tê gì cả. Tình huống này là thế nào? Các đệ tử xung quanh điên cuồng, đệ tử chân truyền, kế tục kỹ năng. Đây đúng là vô cùng may mắn. Tu vi của thiên tu trưởng lão trong tông môn thuộc 10 người đứng đầu, nắm giữ đại quyền, biết bao người muốn trở thành đệ tử. Thi thoảng cũng có người từng may mắn trở thành đệ tử chính danh, nhưng đệ tử chân truyền thì chưa từng có. Đây vốn chính là cơ hội một bước lên trời. Đa Tạ trưởng lão ưu ái, chỉ là đệ tử muốn nói, còn đưa ra mong muốn này không phải vì muốn trưởng lão thiên vị, đồng thời cũng là muốn các vị huynh đệ ở đây biết rằng, đồng môn nên giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Phàm lãnh đạm tiêu sái nói, ặc, à, vài đệ tử không nhịn nổi sắp thổ huyết, từ chối rồi, thằng cha này lại từ chối, ông trời ơi, mau mau đánh chết thằng cha kia đi. Bức khí tung hoành, không chịu nổi nữa. Chương 63, biết ta là ai không? là lâm phàm rõ chưa đối với người khác mà nói thì việc cự tuyệt ý tốt của thiên tu trưởng lão là một hành vi cực kỳ ngu ngốc đệ tử chân truyền không giống như những đệ tử bình thường khác được kế thừa các kỹ năng thân truyền của thiên tu trưởng lão đến lúc đó thì trở thành nhân vật có thực quyền trong tông là chuyện dễ như trở bàn tay không thể thay đổi được lâm phàm cảm giác được ánh mắt của một số đệ tử vây quanh đều nhìn mình tỏ thái độ rằng tên này không biết điều nhưng hắn chẳng muốn nói thêm gì nữa hắn bây giờ bỗng dưng muốn hát bài chúng ta không giống nhau hắn là lâm phàm sở hữu bàn tay vàng thì bất kể là thực lực hay địa vị hắn cũng có thể kiếm được dựa vào hai bàn tay này huống chi hắn căn bản không coi trọng địa vị ấy nó quá mệt mỏi và cũng không có ý nghĩa gì cả trở thành một cường giả nắm giữ tất cả trong tay mới là mục đích duy nhất mà hắn theo đuổi ở thế giới này đánh giá của thiên tu trưởng lão đối với người đệ tử trước mặt này lại tăng cao nhưng ông cũng rất hoài nghi rằng nghị lực của mình tuột xuống nhanh như vậy sao? Đích thân thu nhận đồ đệ lại bị cự tuyệt, chuyện này khiến thiên tu trưởng lão bị đả kích nghiêm trọng. Người chắc chứ, thiên tu trưởng lão hỏi, ý tứ rất rõ ràng, nếu như bây giờ người hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Lâm phàm lạnh nhạt gật đầu, hai tay ôm quyền. Trưởng lão, đệ tử đã quyết định rồi, xin người hãy cứu sư huynh con. Được, vậy hãy dẫn đường cho ta, để lão phù đích thân trị thương giúp sư huynh ngươi, giúp hắn thay ra đổi thịt mà tiến thêm được một bước, coi như đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thiên tu trưởng lão vuốt dâu nói, Lâm Phàm không biết tu vi thiên tu trưởng lão như thế nào nhưng nhất định là cường giả từ địa cương cảnh trở lên, hoặc cũng có thể là cường giả thiên cương cảnh. Nếu như là cường giả thiên cương cảnh ra tay giúp sư huynh thay ra đổi thịt thì lợi ích mang lại thật không dám tưởng tượng. Sau khi mấy người lâm phàm rời đi, các đệ tử ở lại cũng chợt phản ứng, cả đám bắt đầu kêu rên. Bọn họ quả thật không dám tin tên đệ tử đó lại dám từ chối Thiên Tu trưởng lão, không phải đầu óc tên này không bình thường thì còn có thể là gì? Hai, bó tay, Lục Sư huynh, tên đệ tử này một đệ tử nội môn lắc đầu than thở. Không biết nên nói gì cho phải, Lục đạo thăng cũng chẳng còn gì để nói, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lâm Sư đệ sẽ lựa chọn như vậy, không biết Lâm Sư đệ nghĩ gì nữa. Ngược lại, Liễu Nhược Trần bên cạnh lạnh mặt nói: Đồ vô tri ngu xuẩn, có lẽ sau này hắn sẽ hiểu ra rằng hôm nay hắn lựa chọn bỏ qua cơ duyên to lớn này là lựa chọn ngu ngốc đến nhường nào. Nói xong, nàng lập tức xoay người đi khỏi, chỉ có một đôi mắt ái mộ vẫn chăm chú vào bóng người phương xa kia. Đối với vô số đệ tử mà nói, Liễu Nhược Trần là nữ thần trong lòng bọn họ cũng là đối tượng thích hợp nhất để làm một nửa của mình. Nhưng các đệ tử cũng tự hiểu rằng nữ thần thế này chỉ có thể ngắm nhìn cả đời cho dù chỉ là một góc áo của nữ thần cũng không thể đụng tới lục đạo thăng lắc đầu ngán ngẩm hắn không phản bác được liễu sư muội có lẽ sau này lâm sư đệ sẽ hối hận quyết định hôm nay ngu xuẩn cỡ nào nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa hắn cũng rõ ràng rằng lâm sư đệ là người trọng tình nghĩa đáng để kết giao hắn cũng cảm thấy vui mừng thay trương sư đệ có thể có được một bằng hữu như vậy trương long nằm trên giường trong lòng dần tuyệt vọng tuy rằng không biết thương thế của mình như thế nào nhưng hắn có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể đang dần kiệt quệ hiển nhiên là các huyệt đã bị phá hắn rồi sẽ trở thành phế nhân nhưng hắn không hối hận chút nào nếu như cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn nữa thì hắn cũng sẽ không nhận thua trước đệ tử nhật chiếu tông kia hắn nghĩ nếu như nhận thua với đệ tử nhật chiêu tông thì nỗi sỉ nhục không tài nào xóa bỏ cho dù có chết cũng không xóa đi được két két cửa bị đẩy ra Trương Long biết chắc là bọn lâm sư đệ đến đây, hắn điều chỉnh lại cảm xúc, không thể để các đệ đệ lo lắng cho mình được. Nhưng khi nhìn thấy bóng người nọ, hắn bất chợt ngây ngần. Thật không ngờ thiên tu trưởng lão lại đến thăm một đệ tử ngoại môn như hắn. Hắn muốn giấy ruộng nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ đành chừng mắt, lâm phàm tiến lên, trương sư huynh xin đừng cử động. Trương Long chớp chớp mắt, muốn lâm sư đệ đỡ mình dậy nhưng cả người bị băng bó thành cái dạng này thì có nâng dậy cũng vô dụng thiên tu trưởng lão bước tới, nhìn thoáng qua rồi gật đầu. Ừm, không tồi, lão phu đã nhìn thấy ngươi trên lôi đài tỉ thí rồi. Tông môn có được đệ tử như ngươi đúng là may mắn. Lâm phàm, trưởng lão, xin hãy ra tay. Ừm, thiên tu trưởng lão gật đầu. Sau đó một cổ khí tức huyền diệu tỏa ra, bộ râu dài thẳng đứng hơi gợn lên. Phía trên trương su huynh dần dần có một khối khí ngưng tụ, khối khí này không ngừng xoay tròn như đang hấp thu tinh khí thiên địa vậy. Tu vi bọn lâm phàm quá thấp mà kiến thức cũng thiếu hụt trầm trọng nên làm sao có thể hiểu được điều huyền diệu trong đó, nhưng dù sao đi nữa bọn họ cũng cảm giác thao tác vừa rồi rất cao cấp. Lại đây ông ngoắc tay một cái, không khí đang phẳng lặng đột nhiên nứt ra một khe hở. Một luồng nước sông xanh biếc tựa như dây lụa chảy ra từ khe nứt đó, sau đó quẩn quanh trên thân thể trương long. Lúc đã tẩy sạch xong nó liền hóa thành từng giọt nước rồi rơi xuống, dung nhập vào từng lỗ chân lông trên người hắn. Trong nháy mắt, mọi thứ khôi phục lại bình thường. Xong, thiên tu trưởng lão khẽ vuốt bộ râu dài, nở nụ cười nhìn về phía lâm phàm lão phu hỏi ngươi lần nữa, ngươi chắc chứ? Lâm phàm thật muốn tức chết, đã nói bao lần rồi hả? Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói, đệ tử chắc chắn, được thôi, lão phu sẽ không cố ép ngươi. Sau đó, thiên tu trưởng lão rời khỏi. Lúc này, bọn lã khải minh nhanh chóng bước tới. Sao rồi, có cảm giác gì không? Duệt! mảnh vải trắng quấn trên người trương long rách tả tơi rơi rắc đầy trên giường gương mặt trương long tỏ vẻ không thể tin ta thấy hình như ta hồi phục rồi hắn cảm thấy dòng máu khô kiệt kia lại dần dần dâng trào tràn ngập từng ngóc ngách trong cơ thể hắn thậm chí hắn nhận thấy so với trước kia còn cường đại hơn nữa trong họa có phúc quả thật là trong họa có phúc lâm phàm cũng tươi cười chúc mừng trương sư huynh xem ra trong họa có phúc rồi sau khi hồi phục tu vi lại tiến thêm một bước, mà khoảng cách với tôi thể tầng 9 cũng được rút ngắn. Trương Long gật mạnh đầu, đa tạ các sư huynh đệ đã quan tâm, hiện tại ta cảm thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh. Nhưng kế tiếp lại nghi hoặc hỏi tại sao thiên tu trưởng lão lại đến chữa thương cho ta. Biểu tình mọi người có chút quái gì, Trương Long nhìn Hoàng Phú Quý, Hoàng Sư Đệ, ngươi nói đi. Hoàng Phú Quý không che giấu nói, sư huynh, là nhờ lâm sư đệ, lần thi đấu này lâm sư đệ lập công lớn nên thiên tu trưởng lão ban thường mà lâm sư đệ đưa ra yêu cầu giúp huynh khôi phục như cũ nên thiên tu trưởng lão mới tới đây trương long nghe xong thì giật mình nhìn lâm sư đệ đầy ngạc nhiên hắn không ngờ rằng lâm sư đệ vì mình mà đưa ra yêu cầu như vậy lâm sư đệ đệ hốp mắt trương long đỏ hoe trong tông môn nhìn như yên bình nhưng thực chất chuyện các đệ tử lừa đảo cấu xé lẫn nhau xảy ra không ít ai ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình ấy thế mà lại có người vì nhiệt thành quan tâm đến mình, mình. Lâm Phàm dừng dưng khoát tay, bất kỳ phần thưởng nào so với sức khỏe của sư huynh đều không đáng để nói đến. Được rồi, bỏ qua việc này đi, đừng nhắc tới nữa. Lâm sư đệ, ngay lúc này đây, hốc mắt Trương Long đã đỏ hết cả lên, ân tình này hắn vĩnh viễn sẽ khắc ghi trong lòng. Chương 64, đạt đến địa cương cảnh rồi, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, "Phú quý ơi, huynh chẳng lẽ không biết ta là người rất khiêm tốn sao? Tại sao lại nói chân tướng ra chứ? Thế này chẳng phải là chỉ làm tăng thêm sự bất đắc dĩ hay sao? Còn ánh mắt chứa chan chiều mến kia của trương sư huynh, hắn đành phải miễn cưỡng tiếp nhận. Tu vi thiên tu trưởng lão quả thật rất mạnh, hắn có thể cảm giác được tình hình của trương sư huynh đang chuyển biến rất tích cực. Tận đáy lòng hắn rất vui vẻ, ít nhất thì trương sư huynh có thể đuổi kịp bước chân của mình rồi nếu không bỏ cách xa quá thì cũng ngại mọi người hàn huyên cùng nhau một lát rồi lâm phàm liền trở về tu luyện con đường tu luyện là không thể lơi lỏng được từng giây từng phút đều phải cố gắng trải qua sự việc lần này đối với trương long mà nói ân trọng như núi nhưng lâm phàm lại tỏ vẻ không để tâm cho lắm còn trương sư huynh nhận được ân tình thì đàn ông đàn an mà cảm động đến khóc nức nở trông thật thảm thiết trong phòng lâm phàm ngồi xếp bằng hai đầu gối địa cương cảnh đã ngay trước mắt rồi, hôm nay hắn nhất định phải phá vỡ lá chắn để trở thành cường giả địa cương cảnh. Ở tôi thể cảnh, tích lũy của bản thân có lẽ không phải cao nhất nhưng tuyệt đối là ổn nhất. Lang nha bổng mạnh mẽ cấp cao nhất, bạo huyết cấp cao nhất, trong đó lang nha bổng mạnh mẽ thuộc công pháp khổ luyện, chủ yếu là không hề dườm ra, lấy sức mạnh tuyệt đối để trần áp mọi thứ, nó rất thích hợp cho con đường của Lâm Phàm mà bạo huyết là công pháp mà đả thương địch một ngàn sẽ tự tổn thương tám trăm. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó lại không hề ảnh hưởng đến hắn. Hai loại công pháp này khi thi triển cùng lúc, sức mạnh bạo phát không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Nếu nhất định phải nêu ra một con số cụ thể thì nó phải là ba. Có được bắp thân bất tử thì hướng tu luyện về sau phải kết hợp với điều kiện bản thân mà lựa chọn hướng đi thích hợp. Có lẽ con đường dùng bạo lực đàn áp là thích hợp nhất chứ không phải là đi con đường nhẹ nhàng hay gì đấy kỳ dị khác. Phương hướng này phải lấy thực lực chứng minh, mặt trời đã lặn về Tây, trời đất dần dần trở thành một mảnh xám đen. Lâm Phàm mở to đôi mắt, nhếch mép mỉm cười vui sướng, điểm khổ tu đã đủ, có thể tăng tu vi rồi. Hắn nhấn dấu cộng để tăng tu vi, tiêu hao 256.000 điểm khổ tu, tu vi, địa cương cảnh tầng 1. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm thấy cơ thể xảy ra thay đổi cực lớn, tất cả khí huyết như dung nham nóng chảy cuồn cuộn, cả người nóng hừng hực như lò luyện đan, tỏa ra hơi nước trắng đục. Lâm Phàm cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, khí huyết hình thành vòng xoáy, giống như vòng xoáy được hình thành trong ngân hà vậy, từng dòng khí huyết ngưng tụ lại, tập trung thành một điểm. Đây có lẽ chính là cảnh cửa duy nhất để tôi thể tầng 9 đột phá đến địa cương cảnh. Để đột phá đến địa cương cảnh bắt buộc phải tập trung toàn bộ khí huyết hội tụ thành một điểm duy nhất, để hình thành nội hạt của địa cương cảnh, hấp thu toàn bộ cương khí đất trời để cường đại bản thân. Nếu như không thể ngưng tụ được nội hạt của địa cương cảnh, khí huyết sẽ lập tức phân tán. Như vậy chứng tỏ lần đột phá ấy đã thất bại, khí huyết vốn tràn đầy sẽ chỉ còn một nửa, muốn tiếp tục ngưng tụ, phải tu luyện lại lần nữa, tu luyện đến khi huyết đạt đến cảnh giới tràn đầy. Nghe ra có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra khó khăn trồng chất khó khăn. Không biết đã có bao nhiêu đệ tử kẹt ở bước này đến mấy tháng trời, không thể tiến bộ lên được. Nhưng đối với mình mà nói thì hết thảy đều không có vấn đề gì, bởi vì mình không có bất kỳ chướng ngại vật nào, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Mặt đất vốn lạnh lẽo lại bắt đầu nóng lên, sức mạnh huyền diệu sâu trong các ngóc ngách của lòng đất bị dẫn dụ, dần dần nâng lên, dung nhập vào trong cơ thể. Thành công rồi, bên trong đan điền có một viên nội hạch như hạt đậu nành đang chậm chậm xoay tròn. Đồng thời xuất hiện một luồng sức mạnh địa cương bao bọc lấy nó. Tuy rằng rất nhỏ nhưng hắn cũng vẫn cảm nhận được sự thay đổi về chất. Với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể tha hồ mà hành hung tôi thể tầng 9. Đương nhiên, cứ cho là chưa đột phá sang địa cương cảnh, hắn cũng vẫn tha hồ hành hung tôi thể tầng 9 như thường. Hắn xòe bàn tay ra, trong đầu khẽ suy nghĩ, bàn tay kia vốn vô cùng bình thường đột nhiên bao phủ một tầng cương khí hắn cảm nhận được lực công kích cùng khả năng phòng ngự của bản thân đã tăng vọt. Dĩ nhiên, cỗ cương khí lúc này không cách nào rời khỏi thân thể được. Phải tiếp tục làm cho viên nổi hạch địa cương lớn lên, đợi sang địa cương tầng 2 thì cỗ cương khí ấy mới có thể rời khỏi cơ thể. Đánh một kích xa trăm mét, nghĩ đến tên liễu phong bị mình ngụy trang thành thần đèn hại cho nổ chết, hắn cảm thấy thật nuối tiếc cho đối phương. Rõ ràng tên kia là cường giả địa cương cảnh tầng 1, thực lực của mình khi đó không thể nào trở thành đối thủ của hắn được. Chỉ là một phút lơ là để bị lừa, là không bao giờ còn nhìn thấy trời xanh. Đây phải chăng là nỗi bi ai của cường giả? Cầm lấy bản kiếm pháp hạ phẩm huyền giai cuồng phong kiếm pháp mà hắn từng thu thập được. Bây giờ hắn đã là cường giả địa cương cảnh, có thể tu luyện được rồi nhưng hắn không thích kiếp pháp cho lắm. Bỏ đi, trước hết không nên tu luyện cái này, lãng phí điểm tích lũy lắm. Nhân dịp hôm nay là ngày trọng đại, mình phải rút thưởng một lần mới được. Xem xét bảng điều khiển cá nhân, hắn thấy có chút thay đổi. Danh tính, lâm phàm, tu vi, địa cương cảnh tầng một cộng, điểm khổ tu, không, điểm tích lũy, 14.960, thiên phú, bất tử chi thân, 100% tay không thu bạch nhận. Chủ tu, kim thân luyện thể quyết 3, công pháp, bạo lực lang nha bổng mắc cấp, bạo huyết mắc cấp. Rút thưởng, thanh đồng 100, bạch ngân 300, còn lại chưa được mở. Khi đột phá đến địa cương cảnh, có chút thay đổi nhỏ là chủ tu và công pháp được chia làm hai, coi như dùng văn tự hóa để xác nhận đặc tính mới của bản thân, cũng không tồi. Điểm tích lũy hơn 10.000 điểm, thoạt nhìn thì nhiều thật đấy nhưng thực chất rất ít, nếu như dùng để nâng cao công pháp thì quả thật như mối bỏ biển. Nhanh chóng rút thưởng thử chút vận may, trước tiên rút 9 lần liên tiếp thanh đồng để bỏ bớt số lẻ phía sau. Rút Thanh Đồng không có nghĩa là không rút được đồ tốt, chẳng qua là so với Bạch Ngân, tỷ lệ rút được đổ tốt của Thanh Đồng thấp hơn rất, rất nhiều. Tiêu hao 900 điểm điểm tích lũy, ánh mắt hắn chăm chú không hề di chuyển, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ rút được một viên sư hổ đan, đan dược loại tu luyện cấp thượng phẩm nhân giai. Thành quả này coi như tạm được, chẳng qua bản thân đã đột phá đến địa cương cảnh, trợ giúp của viên sư hổ đan có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Rút thường 10 lần Bạch Ngân tiêu hao 3.000 điểm tích lũy, rút thưởng bạch ngân được, cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau. Lâm Phàm cũng không thấy tiếc nuối gì, đây có đáng là bao. Nếu chỉ tốn có mấy ngàn điểm mà đã rút được đồ ngon thì chẳng phải sẽ không cảm nhận được sự hưng phấn khi rút được đồ ngon hay sao? Cuộc đời con người đã chơi là phải vui, mở hết cũng được không sao, nhưng mà hết cái kiểu biến thái quá thì chỉ có mất hết hứng thú. Cơ mà, nói thì nói như vậy, nhưng con mẹ nó không cho tí đồ ngon nào là không được đâu nhé. Con lại Ngọc Hoàng Đại Đế, con lại Như Lai Phật Tổ, con lại Quan Thế Âm Bồ Tát, xin cho con ít may mắn để con rút chúng thường. Rút thưởng Bạch Ngân được, xin chúc mừng nhận được bí kíp sáng tạo công pháp thượng phẩm huyên giai. Ôi đụt thiêng rồi kia, Lâm Phàm hô lên một tiếng, hưng phấn không thôi, 10 lần rút thưởng quả là đáng tin cậy, đúng là muốn gì được nấy bí kíp sáng tạo công pháp thượng phẩm huyền gia chính là thứ đồ hắn cần nhất bây giờ hắn đã có kế hoạch trước tiên phải nâng cấp kim thân luyện thể quyết hắn luôn tin rằng không được coi thường bất cứ công pháp nào nhất là công pháp cơ bản nhất dễ có bền thì cây mới tốt sau đó từng bước từng bước nâng cấp lên nhất định sẽ trở thành công pháp nghịch thiên không rút nữa cứ có cảm giác rút nữa thì chính là lãng phí điểm tích lũy sau này mà giàu lên rồi thì sẽ đầu tư rút mấy trăm lần liền. Không biết cảnh tượng đấy sẽ như thế nào, cứ nghĩ đến là thấy kích động. Mặc dù mình đã trở thành cường giả địa cương cảnh rồi nhưng cũng không nên kiêu ngạo tự mãn. Ngủ thì có gì hay ho, phải cố gắng tu luyện mới được. Nếu mình cứ ở trạng thái không ngừng cố gắng như vậy mà không trở thành cường giả thì còn ai có thể trở thành cường giả chứ? Hơn nữa, mình lại luôn một lòng quyết tâm trở thành cường giả. Chương 65 Sư muội có đứng lên được không? Con đường tu hành này, đã dấn thân vào rồi là phải luôn luôn tiến về phía trước, vĩnh viễn không bao giờ chùn bước. Hiện tại mặc dù có thể đi đường tắt, nhưng bắt buộc phải nỗ lực tu luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đến lúc đó, trời đất bao la có nơi nào mà mình không thể tung hoành chứ? Mặt trời đã nhô lên cao, lực địa cương xâm nhập vào từng đường gân thớ thịt hắn. Sức mạnh ấy lớn dần, nội hạch địa cương trôi nổi trong đan điền một tia lực địa cương khuếch tán khắp các bộ phận, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Điểm khổ tu 108.000 điểm, tự sát, 10 giây, và đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn từ bên ngoài trở lại tông môn với mục đích chủ yếu là đột phá đến địa cương cảnh. Hiện tại mục đích đã đạt được rồi, xem ra phải tiếp tục ra ngoài lang thang khám phá mới được. Tất cả việc hắn làm đều vì mục đích nâng cao thực lực bản thân được cái đột phá sang địa cương cảnh xong thì có thể tự do đi học miễn phí một loại công pháp hạ phẩm huyền giai của tông môn đây có thể coi như là phúc lợi của tông môn tông môn phải chăm lo bồi dưỡng một số lượng đệ tử rất lớn vì thế những thứ được coi là tài sản của tông môn thì không thể miễn phí công khai cho tất cả các đệ tử nếu không tông môn sớm đã bị diệt vong rồi những tài nguyên cần để tu luyện từ địa cương cảnh trở xuống còn có thể dễ có được nhưng khi đã sang đến địa cương cảnh trở lên lượng tài nguyên cần thiết phải nói là rất đáng sợ. Coi như là có thể hỗ trợ tu luyện cho hàng trăm hàng nghìn đệ tử địa cương cảnh, nhưng sẽ chẳng thể hỗ trợ được bao lâu. Hơn nữa, số lượng các đệ tử địa cương cảnh nhiều vô số kể, vượt quá xa so với con số nói trên. Công pháp đường, một nữ đệ tử xuất hiện ở đây, các đệ tử xung quanh khi nhìn thấy nàng ai ai cũng thổn thức, sau đó bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Người nhìn kia bóng dáng ấy rất yểu điệu có đúng không? một vài đệ tử tụm lại nhỏ giọng bàn luận. Một nam đệ tử không rõ danh tính nhìn thấy bóng lưng kia cứ nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt dạng người lên. dáng người nàng đẹp quá đi, cái mông kia căng tròn săn chắc. Ha ha, chỉ là dáng lưng xinh đẹp mà thôi, coi chừng đó. Một đệ tử trong đó cảm thán, đột nhiên nổi hứng vui đùa, hô to với nàng ấy mộ linh, xoay người lại đi. Ngay lúc nữ đệ tử kia xoay người, nam tử lúc trước còn khen dáng người nàng đẹp lập tức trợn tròn mắt, thấy mình như ngủ luôn. Trông dọa người quá đi, rồi có lẽ hắn cũng nhận ra mình vừa nói hơi quá đáng, lập tức bịt miệng lại, núp ở đằng sau đám người. Mộ Linh quay người, nàng biết rõ rằng tên đệ tử gọi tên mình kia là muốn trêu chọc mình, nàng cũng quen rồi. Vào tông đã 10 năm nhưng chẳng hiểu vì sao cho dù mình luôn cố gắng tu luyện thế nào đi nữa, tu vi vẫn ở tôi thể tầng bầy trong khi các đồng môn vào sau họ đều đuổi kịp và vượt qua nàng luôn rồi nhưng nàng không hề quan tâm bởi vì nàng biết rằng mình đã cố gắng ngay cả khi người khác nghỉ ngơi nàng cũng không ngừng cố gắng chỉ cần cố gắng hết sức thì nàng sẽ không hối hận gì cả mà thứ bọn họ chế giễu lại chính là khuôn mặt của mình khi sinh ra bên má trái nàng đã có một vết bớt vết bớt này như kiểu má trái từng bị thiêu đốt vậy chiếm cả nửa khuôn mặt lúc bé chỉ là một điểm nhỏ nhưng càng lớn lên Vết bớt màu đỏ này cũng lớn theo, thậm chí còn dần dần lan rộng ra. Không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh, nàng đi đến công pháp đường. Tích cóp một thời gian dài cuối cùng nàng cũng có thể mua một quyển công pháp trung phẩm nhân giai. Trong lòng nàng rất vui vẻ, lúc này, một đám người từ phía cửa đi vào, trong đám người này có một nữ tử mang nét mặt cao ngạo, đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, dung mạo diễm lệ, được một đám nam đệ tử vây quanh tung hô. Ủng hộ thu hút mọi ánh nhìn. Đám đệ tử lúc nãy cười nhạo mộ linh, khi nhìn thấy nữ tử này thì ngây người. Đó là Liễu Nguyệt, muội muội của Liễu Nhược Trần Sư Tỷ. Xinh đẹp quá đi, cũng kiểu diễm như Nhược Trần Sư Tỷ vậy. Mộ Linh nhìn nữ tử phía trước, trong lòng có chút ngưỡng mộ, nàng hâm mộ nữ tử này không có bất cứ tì vết nào trên khuôn mặt. Nhưng rất nhanh, sự ngưỡng mộ ấy hoàn toàn biến mất. Liễu Nguyệt rất hưởng thụ loại cảm giác được mọi người tung hô nhất là đám nam nhân xung quanh đuổi cũng không thèm đi tên nào cũng nịnh bợ nàng nàng muốn có cái gì lập tức có cái đó tuy rằng trong đó có hào quang của tỷ tỷ bao phủ nhưng nàng vẫn thản nhiên tiếp nhận lúc nàng thấy được mộ linh xấu xí đằng trước thì cố ý đi tới rồi như cố ý không làm chủ bản thân đứng không vững để đẩy mộ linh ngã xuống đất mà chính nàng thì giả bộ như vô tình té xuống theo hàng mi hơi nhíu thần thái động lòng người cất giọng nói mềm mại đau quá đi hình như ta bị chật chân rồi đám nam đệ tử xung quanh thấy cảnh đó lập tức chen lên trước muốn đỡ liễu nguyệt dậy cả đám quan tâm hỏi liễu sư muội có sao không có bị thương ở đâu không có đau hay không bọn nam tử đau lòng vô cùng giống như bảo bối của mình đụng phải chuyện gì vậy bên kia mộ linh bị xô ngã ngồi xuống đất nhíu chặt mày vai trái có chút đau đớn Liễu Nguyệt giả vờ té ngã nhưng thật ra lòng bàn tay ả có giấu một lực đạo. Lúc này một tên đệ tử quan tâm Liễu Nguyệt căm tức nhìn Mộ Linh, ơ ờ, cái con này mắt mù không nhìn thấy đường à? Lỡ như làm Liễu sư muội bị thương, mày có chịu trách nhiệm nổi không? Vai trái Mộ Linh đau đến tê liệt, trong lòng nàng có chút bất ức, nàng đâu có làm gì đâu mà. Liễu Nguyệt được bọn nam tử xung quanh nâng dậy, nàng ta khiêu khích nhìn Mộ Linh như cố ý nói rằng có thấy sự khác biệt giữa gà hoang và phượng hoàng không? Các sư huynh à, ta không sao." Liễu Nguyệt nũng nịu nói, giọng nói ấy khiến đám nam nhân xung quanh dùng mình một cái. "Dễ nghe, dễ nghe quá đi mất. Sư muội không có việc gì là tốt rồi, nếu có làm sao thì sư huynh đau lòng chết mất. Nếu sư muội có chuyện gì, sư huynh nhất định không để yên cho cô ta." Và rồi bọn họ nhìn Mộ Linh đầy chán ghét tuy nói đây là thế giới huyền ảo nhưng cũng vẫn là thời đại dựa vào mặt để sống cả thôi sự đối lập giữa liễu nguyệt và mộ linh nháy mắt hình thành một cách rõ ràng tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào liễu nguyệt mà bỏ qua mộ linh bên kia theo bọn họ liễu nguyệt bị thương chút ít thôi thì đã đủ để lòng họ đau như dao cắt còn mộ linh thì chính là tự rước họa vào thân không ai thèm quan tâm chúng ta đi thôi liễu nguyệt cất tiếng khinh nguyệt liếc mộ linh bằng một con mắt khóe mắt mộ linh ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố nhịn xuống, nàng không thể rơi nước mắt được. Tình xuống này xảy ra cũng không phải lần một lần hai. Nàng cũng đã quen rồi, không có bạn bè, không có người thân, càng không có người quan tâm mình. Nàng ao ước có được bạn bè, nhưng sau nhiều lần gặp phải những cảnh ngộ chả hay ho cho lắm, nàng đã dần dần khép kín nội tâm của chính mình. Đúng lúc này, một giọng nói cất lên phía sau lưng nàng. Sư muội này không sao chứ? một giọng nói tràn đầy từ tính, ngộ linh sửng sốt quay đầu lại, tự đáy lòng nàng xúc động. Đôi mắt nàng sáng long lanh như hai hòn ngọc, vẽ lên một nét cười hiền hòa. Thanh mát như gió xuân, người này đang quan tâm mình sao? Khi Lâm Phàm nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng hơi sửng sốt, không thể không nói nàng ấy có chút dọa người. Nhưng kiếp trước chẳng phải đến như hoa mà mình còn thưởng thức được hết sạch 60 phút, xong vẫn còn thẩm du được. Như hoa, nhân vật ngoáy mũi kinh điển trong phim của Châu Tinh Trì do Lý Kiện nhân thủ vai. Nữ tử trước mặt này có đáng là gì? Đôi môi khẽ mở, nhe hàm răng tuyết trắng, hắn khom người. Vươn tay, rồi mở rộng bàn tay. Sư muội có thể đứng lên được không? Một làn gió xuân thổi qua, làm bay bay mái tóc dài của Lâm Phàm Trong mắt mộ linh bây giờ, dường như cả thế giới này hoàn toàn yên tĩnh. Một cảm giác được người ta quan tâm chăm sóc đã dần dần nảy sinh từ sâu trong lòng nàng. Đây là cảm giác chưa bao giờ nàng có được, nàng ngơ ngẩn, nàng ngây người, trong mắt nàng toàn bộ trời đất giờ đây đều biến mất, chỉ còn sót lại vị sư huynh đang vươn tay ra nâng mình dậy. Chương 66, không có điểm tích lũy thì biết sống sao? Sư muội có thể đứng lên không? Lâm Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, không lẽ mình đẹp trai quá nên đã mê hoặc muội muội này rồi. Đành chịu vậy thi thoảng mị lực lớn quá biết sao được. Ảo giác tan biến nhưng mọi thứ đều chân thật. Mộ Linh vươn ra bàn tay trắng nõn không tỉ vết chậm rãi đặt vào lòng bàn tay của Lâm Phàm Cảm giác khi vừa chạm tay khiến nàng cảm thấy hết thảy đều chân thật. Ngón tay này thật xinh đẹp, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật cả, chỉ có điều gương mặt bị mất điểm hơi nghiêm trọng. Lâm Phàm nói thầm trong lòng, cảm giác thật đáng tiếc, sau đó kéo mộ linh đứng lên. Mộ linh cúi đầu, hai má ửng đỏ, nhưng bởi vì có vết bớt trên mặt nên không nhận ra sự thay đổi. Sư muội hãy tu luyện chăm chỉ nhé, nội tâm tốt đẹp chính là điều nghĩ lệ nhất tồn tại trên thế gian, đừng vì dung mạo của mình mà cảm thấy tự ti giọng nói càng ngày càng xa. Lúc Ngộ Linh nghe được lời nói này, nội tâm đang xôn xao bỗng tĩnh lặng, đây là lần đầu tiên nàng nghe được có người nói với nàng như vậy. Nàng ngẩng đầu lên tìm kiếm, thì phát hiện vị sư huynh nọ chắp hai tay sau lưng, đã đi vào bên trong công pháp đường. Người ta còn chưa biết tên của huynh mà Mộ Linh tha thiết muốn biết tên của vị sư huynh kia, vừa định cất bước thì chợt dừng lại. Các đệ tử đang vây xem xung quanh thấy có người nâng Mộ Linh dậy thì cả kinh. Vốn dĩ định cười nhạo một trận thì chợt có người nhận ra vị kia là ai. Người vừa nãy là Lâm phàm sư huynh có phải không? Chính là người ở lôi đài lấy một địch 12, ra tay vô cùng cuồng bạo, Lâm sư huynh đó sao? Đúng thế, chính là thần tượng của ta đấy, thật không hổ là Lâm sư huynh thế mà lại không sợ khuôn mặt của mộ linh kia còn có thể tươi cười như vậy thật khiến ta bội phục các ngươi nhìn mộ linh kia còn vọng tưởng cơ đấy chẳng nhẽ cô ta cho rằng bằng dung mạo ấy có thể xứng đôi với lâm sư huynh sao không sai chỉ tại lâm sư huynh làm người quá tốt mà thôi bộ thật sự nghĩ rằng gà hoang có thể xứng đôi với thiên nga sao một vài nữ đệ tử khinh thường nói cho rằng mộ linh đúng là tự rước nhục mộ linh nghe những đệ tử xung quanh trao đổi Tất cả nội dung nhục nhã đều bị nàng bỏ qua, trong đầu chỉ còn lại ba chữ Lâm sư huynh. Nhìn những người xung quanh, Mộ Linh quyết định không tới công pháp đường nữa mà xoay người rời đi. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói, thật sự rất vui vẻ. Trong công pháp đường, Lâm Phàm nhìn một vòng xung quanh, có không ít đệ tử nội môn và ngoại môn ở đây. Lúc này, một lão nhân khép hờ mắt, ngồi yên tĩnh định thần ở đó. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì lão nhân này không đơn giản. Có khi chẳng cần dùng mắt nhìn, lão vẫn nắm rõ tình hình bên trong công pháp đường. Hai bên trái phải có vài vị đệ tử của công pháp đường đang sắp xếp đồ vật, đối với các đệ tử đang lựa chọn công pháp. Bọn họ cũng không giám sát, dường như chẳng hề để ý xem có đệ tử nào lén lút lấy trộm công pháp hay không. Đệ tử ngoại môn Lâm Phàm đã đột phá đến địa cương cảnh, hôm nay đến đây để nhận một bộ công pháp. Lâm Phàm đi đến trước mặt ông lão, cất tiếng viêm hoa tông tuy rằng bị chèn ép không ít nhưng dù sao cũng là tông môn không thiếu cao thủ mỗi một cửa đường đều có cao thủ tọa trấn hiện tại tu vi của hắn hơi thấp nên không thể nhìn thấu tu vi của lão nhân này được thiết nghĩ phải tỏ ra khiêm tốn lâm phàm thấy lão nhân này một chút cũng không nhúc nhích đang chuẩn bị mở miệng thì hắn nhận ra hình như mình bị một nguồn lực bao bọc sau đó hắn mất khống chế mà bị dịch chuyển vào bên trong phía sau lão nhân như có một bức tường vô hình lúc hắn va vào bức tường ấy thì từng gợn sóng lăn tăn tản ra trong lòng lâm phàm cũng đã hiểu ra không phải ở đây không sợ công pháp bị ăn cắp mà căn bản chính là ăn cắp không được toàn bộ nơi này đều nằm trong cảm giác của lão nhân kia nhất là bức hình vô tường đó không thể nào xuyên thấu được một giọng nói truyền vào tai lâm phàm không được mang ra ngoài lâm phàm nói thầm trong lòng quả thật đủ thâm được cái chỗ này rất im ắng mấy vị đệ tử đến để lựa chọn công pháp xong đều ngồi khoanh chân, cố gắng tu luyện. Lúc này, có một đệ tử của công pháp đường cầm một quyển sách thật dày đi về hướng Lâm Phàm Đây là mục lục công pháp hạ phẩm huyền giai Tự mình chọn đi, chọn xong rồi thì nói với ta. Đệ tử này nói xong thì đặt quyển sách thật dày đó trước mặt Lâm Phàm rồi đi ra luôn. Chết mẹ, dày như thế này thì chọn tới khi nào? Lâm Phàm phỉ nhổ trong lòng rồi mở ra quyển mục lục được liệt kê rất chi tiết công pháp hạ phẩm huyền giai quyền pháp kiếm pháp trưởng pháp đao pháp đủ mọi thứ đều có rồi hắn tiếp tục lật xuống dưới phá hải thập tam thức thiếu huyền minh cương khí kiếm thiếu minh vương trưởng thiếu ở giữa quyền mục lục dày cộm có không ít công pháp đều bị đánh dấu thiếu nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là nếu tìm kiếm công pháp khác bên ngoài rồi giao cho công pháp đường thì có thể miễn phí đổi lấy công pháp có giai phẩm tương đương điều này có vẻ không tồi về sau khi ra ngoài nếu gặp phải cỗ thi thể nào, phải cẩn thận lục soát tỉ mỉ mới được. Bây giờ thì phải lựa chọn công pháp, đã xác định được lộ tuyến tu luyện của mình là không câu nệ dườm ra. Đi theo đường chính đạo, thì việc nâng cao công pháp cần rất nhiều điểm tích lũy. Nên chắc chắc không thể tu nhiều loại công pháp, chỉ có thể từ từ mà tiến. Vậy nên cần phải lựa chọn ra một công pháp cực kỳ thích hợp với mình mới được. Đệ tử bình thường khi tới địa cương cảnh, đều lựa chọn công pháp kế sau luyện thể quyết, nhưng Lâm Phàm thì không cần. Giờ hắn đã có bí kíp sáng tạo công pháp huyền giai rồi thì hoàn toàn có thể tự mở rộng kim thân tôi thể quyết. Không phải lãng phí cơ hội lần này, xem ra thích hợp với hắn nhất chính là loại công pháp thiêu đốt tiềm lực bản thân để bộc phát ra lực lượng cường đại, cũng không biết trong mục lục có hay không nữa. Tìm hồi lâu, đến mức hắn muốn mắng người, đéo gì nhiều thế không biết, xem đến hoa cả mắt thế này thà đi rút con mẹ nó thưởng còn hơn. Cuối cùng, hắn đành phải chọn một loại công pháp mà trước mắt có lợi cho hắn. Hám sơn kình, điều chỉnh cương khí của bản thân, quy tụ thành một điểm, có thể bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, tổng cộng có 6 tầng. Đây có thể xem là công pháp có thể tăng nhiều cấp nhất trong số các công pháp ở đây. Xem ra công pháp ở đây giai phẩm quá thấp, không có loại mà hắn mong muốn. Cuối cùng, đành chọn công pháp này vậy đệ tử của công pháp đường khi nhìn thấy hắn chọn loại công pháp này cũng có chút kinh ngạc bởi vì công pháp này ngoại trừ có thể thăng cấp sức mạnh thì cũng không có gì huyền diệu hơn nữa tu luyện công pháp này khó muốn chết đích thị là tra tấn trước kia cũng đã có đệ tử chọn qua rồi nhưng đều hối hận cả chủ yếu là muốn tu luyện được thành công lớn thì phải chịu khổ một chút nhưng nếu tu luyện thành công thì sức mạnh nhận được cũng không thể xem thường lấy được công pháp Lâm Phàm liền mở ra lĩnh ngộ. Có tiêu hao 1.500 điểm tích lũy để lĩnh ngộ hám sơn kình hay không? Lĩnh ngộ, tiêu hao 1.500 điểm tích lũy. Hám sơn kình tầng 1, đặc tính, tăng sức bạo phát. Sau khi tăng lên một tầng, Lâm Phàm có cảm giác rõ rệt rằng mình có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại. Nhưng ở đây bây giờ không thích hợp để tăng cấp cho lắm, hắn bèn để công pháp lại cho đối phương, rồi vỗ mông bỏ đi lần này xem ra điểm tích lũy không giữ nổi rồi, phải rời tông kiếm thêm điểm mới được. Trong phòng, tăng lên tầng 2, hắn lẩm nhẩm tiêu hao 3.500 điểm tích lũy, hám sơn kinh tầng 2, đặc tính, tăng lực bạo phát, không biến hóa nhiều lắm, xem ra khoảng cách giữa tầng 1 và tầng 2 cũng không quá cách biệt. Công pháp hạ phẩm huyền giai chính là công pháp hạ phẩm huyền dai, tiềm lực không cường hãn như mình tưởng. Tăng lên tầng 3, tiêu hao 5.500 điểm tích lũy, hám sơn kình tầng 3, đặc tính, tăng lực bạo phát, một trường kinh thiên động địa. Nhìn điểm tích lũy nháy mắt bay sạch có chút đau lòng, được cái đã tăng lên tầng 3 cũng không tồi rồi. Có nhiều thêm một đặc tính, mặc kệ thế nào, ít nhất thực lực đã mạnh hơn rồi, vậy là đủ. Phải đi ra ngoài cầy điểm tích lũy thôi, không có điểm tích lũy những ngày này biết sống sao. Chương 67, vừa ra ngoài đã chết. Sư đệ, sư đệ lúc này bên ngoài có truyền đến tiếng nói của lã khải minh đồng thời cũng xen lẫn giọng của trương sư huynh lâm sư đệ đã đột phá sang địa cương cảnh mà chẳng báo cho huynh đệ một tiếng đúng là chẳng đáng mặt bạn bè lúc lâm phàm mở cửa thì nhận ra ai nên đến đều đã đến cả liền có chút kinh ngạc sư huynh các huynh lại làm gì thế lã khải minh vỗ vai lâm phàm sư đệ để giấu kín quá cơ nếu như không phải đệ đến công pháp đường nhận công pháp bọn ta còn không biết đệ đã đột phá đến địa cương cảnh các sư huynh cũng có gì đâu mà chỉ là địa cương cảnh thôi mà lâm phàm bình tĩnh nói có cái quái gì đâu chứ chẳng phải là địa cương cảnh thôi sao ít nhất cũng phải đợi ta đột phá đến thiên cương cảnh mới không biết xấu hổ mà đi khoe chứ tất cả mọi ánh mắt đều nhìn lâm phàm lời nói ra cũng đâu cần đả kích người ta đến thế bọn họ ngày đêm cực nhọc tu luyện cũng chỉ là để trở thành cường giả địa cương cảnh Thật không ngờ, người đầu tiên đạt được lại là Lâm Sư Đệ. Đúng rồi, Sư Đệ, nếu Đệ đã đột phá đến địa cương cảnh, vậy chẳng phải là có thể đi tham gia nhiệm vụ khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn rồi hay sao? Sau này địa vị cũng cao lên không giống trước nữa. Âm Tiểu Thiên nói, việc tu vi của Lâm Sư Đệ tăng nhanh đến vậy, hắn cũng vô cùng bội phục. Có lẽ đệ ấy chính là kỳ tài tuyệt thế, vạn người có một. Đệ tử nội môn, hắn giờ mới nhớ ra, đột phá địa cương cảnh là có thể tham gia kỳ khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn thật hoàng phú quý sùng bái lên tiếng với thực lực của lâm sư đệ nhất định có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó bọn ta đây đều phải gọi đệ là sư huynh rồi trong tông môn cách gọi sư huynh sư đệ không phải dựa vào thời gian ai đến trước đến sau mà phải dựa vào địa vị thân phận trong tông môn đồng thời cũng phải xem thực lực nghe được câu này lâm phàm có chút vui vẻ đùng một cái mà trở thành sư huynh thì cũng thích phết mới đột phá sang địa cương cảnh đệ đang muốn ra ngoài rèn luyện một phen vừa hay có nhiệm vụ này vậy ngày mai đệ sẽ đi tiếp nhận rồi trở thành nội môn đệ tử lâm phàm tràn trề tự tin chỉ có điều nếu sau này trở thành đệ tử nội môn chắc hẳn sẽ phải chuyển đi chỗ khác ở tất cả mọi người đều vui mừng cho thành tựu mà lâm sư đệ đạt được sau đó bèn hàn huyên một chút rồi rời đi còn Lâm Phàm tiếp tục tiến hành tu luyện, đương nhiên, nay đã rút được bí kíp sáng tạo công pháp huyền giai, thì phải nghiên cứu khai phá công pháp mới. Kim thân luyện thể quyết đã không còn đủ cao cấp nữa rồi. Điểm khổ tu sử dụng ở địa cương cảnh khổng lồ phải biết, không giống như ở tôi thể cảnh. Hắn lấy ra một quyển sổ nhỏ, bên trong có ghi chép lại tất cả các lộ tuyến thực nghiệm, rồi chọn đại một đường mà trầm mê vào tu luyện. Mãi cho đến khi trời sáng, ánh nắng xuyên chiếu vào trong phòng lâm phàm mở mắt trừng trưng thất bại liên tục thất bại cũng thường xuyên trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma hơn nữa bây giờ tự sát đã không còn dễ dàng như trước bảo kiếm thu hoạch được từ tay liễu phong đã không còn đủ sắc xem ra phải tìm một thần khí tự sát cực kỳ sắc bén mới được nội môn đường đệ tử ngoại môn đột phá sang địa cương cảnh thì có thể đến đây tiếp nhận nhiệm vụ khảo hạch trở thành đệ tử nội môn nhưng cho dù có hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chưa chắc trở thành đệ tử nội môn, chỉ là lấy được tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội môn mà thôi. Về phần có thể trở thành đệ tử nội môn hay không? Phải xem bản lĩnh của chính mình, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, thì ra nhiệm vụ là đi tiêu diệt một tà tu tôi thể tầng 9, nhiệm vụ này cũng dễ dàng quá đi, chỉ là đường xá có chút xa xôi. Xem ra, tông môn là có ý đồ cả. Trên đường đi hẳn là sẽ không được thuận buồm xuôi gió, nói không chừng còn chết yểu giữa đường mà tông môn thì chẳng thể quan sát theo dõi hết được các đệ tử cho nên tất cả vận mệnh phải tự nắm lấy thôi sư đệ xin đợi một chút khi lâm phàm đang định rời đi thì lại có người ở đằng sau gọi lại đối phương ăn mặc rất cao quý còn có vài đệ tử theo cùng ánh mắt họ nhìn hắn không hề thiện cảm có chuyện gì lâm phàm hỏi thì ra là lâm sư đệ đại sát tứ phương trên lôi đài tại hạ viên thiên quân ban nãy nhìn thấy lâm sư đệ nhận nhiệm vụ đi phong sơn tiêu diệt một tên tà tu vừa hay bọn ta cũng đi phong son trại bên đó chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành đệ thấy thế nào viên thiên quân cũng khá ngạc nhiên không ngờ đệ tử trước mặt lại chính là lâm sư đệ vô cùng uy phong lẫm liệt trên lôi đài có điều sự ngạc nhiên ấy tiêu tan rất nhanh chẳng hề để ở trong lòng còn nghe nói lâm sư đệ cự tuyệt lời mời của thiên tu trưởng lão theo như hắn thấy tên này đúng là đầu óc có vấn đề, nhưng xét thực lực thì cũng không tồi, coi như đủ tư cách gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Lâm Phàm nhìn đối phương bằng nửa con mắt, tên gì mà đủy thế không biết, cái gì mà thiên quân. Còn nguyện nó chứ, cũng không sợ bị cái tên này đẻ chết. Điều quan trọng là ánh mắt bọn này nhìn mình có gì đó không thích hợp. Không cần đâu, ta hành tẩu một mình quen rồi, xin cáo lui. Lâm Phàm thuận miệng trả lời, sau đó lập tức rời đi ra ngoài lêu lồng thì tuyệt đối không kết đội với người khác. Kết đội làm gì cơ chứ, không cần thiết. Hơn nữa, đám người này đều là đệ tử nội môn, e rằng khi đi ra ngoài cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Lôi kéo mình đi cùng chắc chắn là muốn mình trở thành mồi cho cọp. Trừ khi mình không có não, nếu không còn lâu mới nghe lời. Viên thiên quân không ngờ lâm sư đệ lại cự tuyệt, nét mặt vốn tươi cười dần dần trở nên băng lãnh. Không biết tốt xấu mấy tên huynh đệ bên cạnh tụm lại. Tên nhóc này thật hỗn xược, chẳng lẽ hắn tưởng giết được đệ tử Nhật Chiếu Tông trên lôi đài thì có thể coi trời bằng vung luôn sao? Viên sư huynh, đệ có ý kiến này hay lắm. Một tên nam tử đứng bên cạnh viên thiên quân nhếch mép cười. Và nói ra chủ ý của bản thân, ra khỏi tông môn, lâm phàm cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong tông môn phải giữ gìn hình tượng độc đáo, thực ra chẳng phải bản tính của hắn. Bây giờ một mình ra khỏi tông môn, thì còn cái mẹ gì ràng buộc nữa và rồi hắn suy xét một chút đoạn đường này có vẻ hơi xa bây giờ điểm tích lũy cũng tương đối ít có thể vừa đi vừa chém giết để kiếm được kha khá điểm tích lũy xong đến được phong sơn trại thì tùy tay cũng có thể giết được tên tà tu kia sau đó trên đường trở về lại tiếp tục chém giết thêm lần nữa ai nha sắp bị tài trí của mình làm cho cảm động rồi tại sao mình lại nghĩ ra được biện pháp hay như thế chứ thật là thông minh quá đi. Lâm phẩm bắt đầu bồi phục bản thân mình, nhanh như vậy mà đã vạch ra được đường đi nước bước. Mấy ngày sau, hắn đã ở rất xa tông môn, đứng giữa một cánh rừng rậm rạp, um tùm, hắn thấy nơi này vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là lãnh địa của con ma vượn mắt đỏ lần trước sao. Trở về trốn cũ với vô vàn bùi ngùi, vụt, bất thình lình, tóc gáy hắn dựng đứng, hắn cảm thấy bị một luồng khí tức cực nguy hiểm bao phủ. Ở đằng xa, có một điểm đen mờ ảo, hình như đang sắp bay về hướng mình. Cái quần gì vậy? Lâm Phàm chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ. Trong nháy mắt, chỉ đúng một tích tắc ấy, phụt, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Phàm mở to hai mắt, thân thể ngã về đằng sau, nện cái rầm xuống mặt đất, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp lún thành một cái hố sâu. Ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là sao cái thế giới này lại nguy hiểm như thế? Mình đã làm cái gì đâu? sao vô duyên vô cớ đã chết mất tiêu. Chẳng nhẽ mình cứ ra khỏi tông môn là auto bị đại họa ập xuống đâu. Bằng không thì phải giải thích chuyện này thế nào đây? Chương 68, xin cảm tạ các vị đại lão phù hộ. Nơi xa xôi hư không, hai đạo nhân ảnh bay phấp với giữa không trung, trong đó một tên thanh y nam tử xuất ra một trường. Toàn bộ trời đất đột nhiên biến sắc, còn nam tử đối diện cầm không chắc trường kiếm trong tay, trực tiếp vuột khỏi tay rơi xuống, rồi như sao băng vụt lóe sáng sau đó lập tức bay vọt về phương xa biến mất không còn vết tích lão tam của ngựa kiếm cát xem ra cũng chỉ có bấy nhiêu hai sư huynh của ngươi đã bị chém chết bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn quỷ xuống có thể ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng thanh y nam tử khuôn mặt tuấn lãng uy nghiêm vô song đứng giữa không trung làm cho người ta cảm giác có một loại thiên uy huy hoàng bao phủ toàn thân Quân vô thiên, ngươi là người đứng đầu thập phong của viêm hoa tông, tại sao lại giết trên dưới lớn nhỏ 300 sinh mạng của ngự kiếm các? Ta phải đi viêm hoa tông giải oan, để đòi lại sự công bằng. Lão nhân trừng mắt phẫn nộ, nội tâm dỉ máu, trên dưới lớn nhỏ 300 người trong chớp mắt đã bị tên quân vô thiên trước mắt giết sạch không còn sót một ai. Giải oan, quân vô thiên sửng sốt, rồi ngửa mặt lên trời cười to ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đi giải oan. Ngươi là tên ác ma, ngựa kiếm các ta từ khi thành lập luôn được viêm hoa tông tông trù bảo vệ vậy mà ngươi lại dám giết toàn bộ môn người trong các tại sao lão nhân khóe mắt oán giận kịch liệt tức giận quát lên quân vô thiên nhìn lão nhân trước mặt như thể đang suy nghĩ lý do thôi được dù sao ngươi cũng không còn sống được bao lâu nữa vậy ta nói cho ngươi biết vì quân vô thiên ta đây thích giết người đấy lý do này đã đầy đủ chưa hoang đường hoang đường thật là một lý do hoang đường máu và nước mắt tuôn lã trã. Lão nhân không cam lòng, đại họa ập đến vô duyên vô cớ, nhưng chỉ nhận được lý do vớ vẩn này. Ngự kiếm các không phải tông môn, mà chỉ là một tổ chức luôn đứng dưới viêm hoa tông, có thể nói là xương thịt liền ruột. Ấy vậy mà chỉ vì một lý do đáng cười như vậy. Mà người đứng đầu thập phong của viêm hoa tông lại làm ra hành động diệt môn, lão tài nào cam tâm cho được. Bất luận có như thế nào cũng phải đi viêm hoa tông, đích thân gặp mặt tông chủ hỏi cho ra lý do. Còn muốn chạy, xem người có thể chạy được đi đâu. Quân vô thiên cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Trong con mắt của hắn, lão nhân trước mặt như con kiến vậy, hắn có thể dẫm chết bất cứ lúc nào, để xem chạy được đi đâu. Mười giây sau, Lâm Phàm mở mắt, cảm thấy ngáo ngơ, cũng có chút phẫn nộ. Ta đã chọc đến ai, trời đất bao la như vậy, sao người khác không xui xẻo mà chỉ có mình ta xui xẻo đúng là đen như chó thui ai mà lặng bất lương đến vậy kiếm cũng ném lung tung có biết đã chém chết người rồi hay không ta mà tìm được ngươi thì phải đòi bằng được phí đả thương lâm phàm tức giận nhìn thanh trường kiếm thất kinh chuôi kiếm chọc sâu vào cơ thể làm sao có thể rút ra đây vừa mới sống lại xong đã lại bị trọng thương máu tươi chảy ra cũng thật là dọa người thật chẳng còn biện pháp nào hắn đành mạnh mẽ dùng lực phập một tiếng toàn bộ cơ thể trực tiếp xuyên qua chuôi kiếm hắn ngồi bịch xuống đất nhìn lồng ngực giờ đây như cái hố sâu máu chảy đầm đìa đúng là bó tay hơi thở hắn ngày một yếu dần rồi nháy mắt tắt thở mười giây sau khi tỉnh dậy vết thương ở lồng ngực đã khôi phục sau đó hắn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm cắm trên mặt đất lại nhìn lên trời tình huống này là thế quái nào cái thứ quần què này ở đâu ra vậy rút ra xem nào rốt cục là cái quần gì nào lâm phàm nắm chặt chuôi kiếm chổng mông dùng lực leng keng một tiếng thanh kiếm được rút ra ây ra mù mắt ta rồi lâm phàm nhắm tịt mắt kiếm gì mà sáng vãi trói hết cả mắt lâm phàm quan sát tỉ mỉ một lượt sắc mặt hơi thay đổi lưu quang của thanh trường kiếm chuyển động hắn nhẹ nhàng vung tay âm thanh tiếng rồng gầm vang lên bảo bối đây là phản ứng đầu tiên của hắn trường kiếm này nhất định là bảo bối trên thân kiếm còn có khắc vài chữ. Thái Hoàng Kiếm, tên kiếm thật bá đạo, Lâm Phàm há hốc miệng, hắn thấy cái tên này thực ghê gớm. He he, cái thằng đâm mình cũng tốt gớm, muốn giết thì cứ giết, lại còn tặng cho mình món quà to thế này, khách sáo quá. Thôi vậy, mặc dù mi đâm chết ta, nhưng Lâm Phàm ta cũng không phải là kẻ nhỏ mọn, sẽ không đi kiếm người lý luận nữa. Hắn còn đang nghĩ về sau tự sát ngày càng khó, nhưng thật không ngờ cậu được ước thấy đúng lúc thiếu thần khí để tự sát thì giờ đã thần khí đã tìm đến cửa rồi tâm tình của hắn bây giờ vô cùng vui vẻ sung sướng hết thu hoạch rồi sau khi cất bảo bối vào nhẫn kết giới lâm phàm cẩn thận quan sát chung quanh xác định chắc chắn không có người rồi hấp tấp bỏ trốn hắn không muốn chủ nhân của thanh kiếm tìm ra mình rồi đòi lại bảo bối của hắn vậy há chẳng phải hắn tổn thất rất lớn sao nếu bảo bối này đã rơi vào tay của mình thì nhất định phải là đồ của mình Tuy hắn không biết rốt cục ai đã đâm chết mình, nhưng đối với hành vi này, hắn đồng ý tha thứ cho đối phương. Thậm chí hắn còn mong muốn có thể tiếp tục như này mấy lần nữa cũng không có sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chạy cho mau, tìm đến nơi thật an toàn mới được. Sau khi chạy được một đoạn khá xa, hắn dừng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đến đây chắc là đã an toàn rồi, cũng không được vui sướng ra mặt, nếu bây giờ biểu hiện quá vui sướng để cho người mất đồ bắt gặp thì nhìn phát biết ngay. Vì thế vẫn nên mặt lạnh như tiền, giả danh thiếu niên vừa mới vào đời, cái gì cũng không biết là tốt nhất. Ý, mùi máu, đúng lúc này, Lâm Phàm dừng bước, cẩn thận hít hít không khí. Hắn trao mày, ở đây có gì đó không đúng lắm, bèn nhanh chóng ngồi xổm xuống, dè dặt tiến về phía trước. Núp vào sau gốc cây cổ thụ to, hắn ló ra một mắt, ở phía trước, có một người nằm đó, hình như đã chết rồi đang nằm im bất động. Chuyện gì đã xảy ra, phải chăng ở đây vừa diễn ra một trận đấu kịch liệt? Lâm phàm nghi hoặc trong lòng, tạm thời chưa biết tình huống này là sao, đưa mắt quan sát bốn phía, không có chút động tĩnh nào. Bấy giờ, hắn bắt đầu suy xét sự việc. Theo như hắn quan sát, người chết kia mặc quần áo không giống người thường, hơn nữa còn là một lão nhân, thì hiển nhiên thân thế không bình thường tí nào. Hơn nữa điều quan trọng nhất là cỗ thi thể kia vẫn chưa bị người khác lục soát hắn nhặt một viên đá bên chân ném qua bên đó không có bất cứ phản ứng nào không chút do so dự hắn cẩn thận từng bước từng bước đi tới đến khi đứng trước thi thể hắn hít một ngụm khí lạnh thật thảm thương lồng ngực bị một sức mạnh kinh khủng xuyên qua nội tạng bên trong cũng phèo hết ra ngoài lâm phàm chắp hai bàn tay vái vái một lúc rồi bắt đầu tìm tòi lục soát thi thể sờ mó một lúc nhưng tuyệt nhiên không tìm được bất cứ đồ vật gì hắn bắt đầu muốn cầm nín, đừng bảo nghèo đến mức này chứ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đang đeo trên tay lão nhân, tức thời nở nụ cười mãn nguyện. Nhẫn kết giới à, ra là vậy, đồ ngon đều nằm hết ở bên trong. Chẳng qua không thể rút chiếc nhẫn ra được, quá đáng nó vừa chứ. Lâm phàm đỏ mặt, cố gắng dùng sức lôi ra, nhưng chiếc nhẫn vẫn như cũ không động đậy tí nào. Lạch cạch, bất thình lình, lão nhân đang bất động đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lâm phàm Ôi mẹ ơi, xác chết sống dậy sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Lâm Phàm sợ đến nỗi thiếu chút nữa đạp cho sát sống kia một cước, chỉ là khi bàn chân đang ở giữa không trung lại từ từ hạ xuống. Báo thù cho ta quân vô vô, đầu lão nhân vẹo xuống, chút hơi thở cuối cùng, cùng lúc ấy, chiếc nhẫn rút mãi không ra dần dần trơn tuột rơi xuống. Lâm Phàm nhận lấy chiếc nhẫn, đứng nhìn lão nhân, cảm thán một câu, thì ra ông là cố gắng giữ hơi thở cuối cùng này, là để đợi người hữu duyên là ta đến giải bày. Ông yên tâm, Lâm phàm ta đã lấy đồ của ông, chỉ cần sau này gặp tên quân vô vô kia, nhất định sẽ giúp ông báo thù, ông yên tâm an nghỉ đi. Ngay sau đó tầm mắt hắn rơi vào trường kiếm bên cạnh, hắn ngừng lại một chút rồi trực tiếp nhặt lên, vừa nhìn đã thấy vô cùng sung sướng. Địa hoàng kiếm, đâm chết mình ban nãy chẳng phải là Thái hoàng kiếm sao? Chúng phải chăng là cùng một bộ? Lâm phàm nghi hoặc trong lòng quét mắt một vòng, rồi mừng rỡ. Trong bụi cỏ trước mắt vẫn còn một thi thể nữa. Hôm nay là ngày gì vậy? Có phải nữ thần may mắn nhìn chúng ta không? Sau đó hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu khấn. Còn lại tam thanh tại thượng, con nguyện dùng sự độc thân cả đời của các sư huynh con, cảm tạ các vị đại lão đã phù hộ cho con. chương 69, cường giả cũng có quá khứ khổ cực không thể nói ra. Gạch nối chấm, trong khu rừng, Lâm Phàm lén lén lút lút mai phục bên cạnh một khối thi thể khác. Lão già, đắc tội nhé, vừa rồi bằng hiếu của ông đã truyền đạt lại tâm nguyện của ông cho ta. Các ông yên tâm, sau này khi tìm thấy quân vô vô, ta nhất định sẽ giúp các ông đòi lại chính nghĩa. Những bảo bối trên người ông thì giao cho ta đi, hiện giờ thực lực của ta còn yếu, cần một ít để phụ trợ. Hắn lầm bầm một lúc, sau đó bắt đầu sờ mó thi thể, rất nhanh đã lấy được nhẫn kết giới. Sau đó hắn rời mắt tới thanh trường kiếm ở bên cạnh, trong lòng hắn lập tức kích động. Là nguyên một bộ ư? Nhân Hoàng kiếm, nhìn trường kiếm trong tay, trái tim hắn đập thình thịch. Tốt, thật là quá tốt, lần này ra ngoài vừa vặn đụng đúng ngày hoàng đạo, đi ra liền có phúc lợi đưa tới cửa, thật là mỹ mãn. Vốn hắn định chôn cất thi thể mấy lão nhân này, dù sao người ta cũng để lại cho mình rất nhiều thứ có ích. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn thấy tình huống này có chút không thích hợp. Những người này không thể vô duyên vô cớ mà chết, chắc chắn là bị người sát hại. Mà kẻ giết những người này sao lại không kiểm tra thi thể, thì không thể nào giải thích nổi. Vậy chân tướng chỉ có thể là kẻ giết người còn đang truy đuổi người khác, chưa kịp quay lại thu chiến lợi phẩm. Tóm lại mình đã nhặt được ba thanh kiếm, nhưng lại chỉ nhìn thấy hai khối thi thể. Nghĩ đến đây, tim hắn bỗng đập nhanh hẳn, không xong, nguy hiểm, phải rút gấp. Lâm Phàm nhìn thoáng qua hai khối thi thể không chút do dự trực tiếp vắt chân lên chạy về phía rừng sâu tại một nơi khác quân vô thiên người sẽ không được chết tử tế thương thế của lão nhân rất nặng nửa thân mình bị một loại sức mạnh cường hãn đánh vỡ máu chảy tứ tung khí tức cũng càng ngày càng yếu lão nhân không cam tâm tràn ngập phẫn nộ khôn cùng nhưng hiện tại lão lại bất lực quân vô thiên đứng đầu thập phong của viêm hoa tông còn là một trong số những đệ tử cạnh tranh địa vị tông chủ tương lai viêm hoa tông tuyệt đối không thể rơi vào tay ngươi bằng không ta vạn kiếp bất phục lão nhân chút hơi thở cuối cùng mang theo sự không cam tâm và phẫn nộ mà chết hư vạn kiếp bất phục ha ha quân vô thiên nở nụ cười đạp một cước lên đầu lão nhân rắc một tiếng đầu lão vỡ nát thật là bao đồng lo chuyện thiên hạ sau đó hắn ngoắc ngón tay nhẫn kết giới trên tay lão nhân rơi vào tay quân vô thiên hắn nhanh chóng xem xét rồi trao mày không có vậy mà không có sắc mặt quân vô thiên đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố hắn liếc nhìn lão nhân đã biến thành thịt nát vẻ mặt càng trở nên dữ tợn đáng hận chết cũng không cho người khác yên tâm quân vô thiên trong lòng nổi giận lấy ra một lọ đan dược đổ thẳng xuống người lão nhân sau đó bay vút đi hú không lâu sau một đám yêu thú cấp thấp khô khuyển từ bốn phía vọt tới đám khô khuyển này thân thể gầy yếu nước miếng chảy tí tách qua kẽ răng khi nhìn thấy một khối thịt nát rơi tất cả đám khô khuyển đều nhào lên hư tẩm bổ cho chó cũng tốt quân vô thiên nhìn thoáng qua lão nhân bị khô khuyển chia năm xẻ bảy sau đó đi về phương xa nếu đồ vật không ở trên người lão già này vậy tất nhiên là ở trên người hai lão già kia nhưng đến khi tìm kiếm trên thi thể lại phát hiện hai khối thi thể này dường như đã bị người khác lục tìm qua rồi nhẫn kết giới đã biến mất thanh trường kiếm kia cũng không ở đó là kẻ nào dám lấy đồ của quân vô thiên ta quân vô thiên đứng đó bạo phát ra một luống khí tức băng lãnh hắn diệt ngự kiếm các chỉ để đoạt lấy hóa thần kiếm trận nhưng hôm nay lại không tìm được thế chẳng phải tất cả những gì chính mình đã làm đều là không công ư rốt cuộc là ai đáng hận đừng để ta tìm thấy quân vô thiên lạnh lùng nhìn phía trước lửa giận trong lòng bừng bừng hắn bay lên trên bầu trời nhìn xuống rừng cây rậm rạp phía dưới lại không thể nhịn được nữa trực tiếp giáng xuống một trường uy lực cực mạnh. Âm, cây cối bị hủy diệt, trong phạm vi trăm mét đều biến thành bình địa. Lâm Phàm đang chạy trốn đột nhiên nghe được tiếng nổ mạnh này, cả người đều bị dọa đến choáng váng. Bị phát hiện rồi, lão tử bị phát hiện rồi, nhất định là tên kia tới lục tìm thi thể, không tìm thấy đồ vật, bây giờ đã triệt để nổi giận. Nhìn về phía cây cối đổ dạp đằng xa xa, hắn thấy một cỗ uy thế mạnh mẽ khôn cùng ập đến. Cường giả, đây tuyệt đối là cường giả. Không được, ta phải nhanh chóng chạy trốn, phải trốn đi, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Lúc này, Lâm Phàm đã khôi phục bình tĩnh, đối mặt với sự truy tìm của cường giả, muốn trốn thoát thành công, cần phải chú ý những điểm sau. Thứ nhất, bình tĩnh. Thứ hai, vẫn là bình tĩnh. Thứ ba, cần phải vô cùng bình tĩnh. Mẹ nó, hắn nhất định là tên quân vô vô kia. Bây giờ cho người thở một hơi đó chờ ta có đủ thực lực lại đến đấu một trận công bằng với ngươi. Nhưng bây giờ, Người cứ tha hồ mà càn rỡ đi, người bị lâm phàm ta ngắm chúng, tuyệt đối không có kết cục tốt đâu. Giữ tợ nói xong, hắn chạy thẳng, lâm phàm chỉ cần nhìn bằng một mắt cũng biết, kẻ có thể tạo ra dao động to lớn như thế tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Bản thân mình tuy có thân bất tử, nhưng nếu chạm mặt đối phương, rất có thể vừa gặp liền bị đánh phọt xít ngay. Cho nên vì an toàn bản thân, lúc nên cụp đuôi thì vẫn phải cụp đuôi. Hắn chạy trốn một mạch, không có chút do dự. Đệt mợ, cái quần què gì mà lại nóng hầm hập thế này, lâm phàm thứ nóng bỏng phía trước, đã to như một ngọn núi nhỏ lại tỏa khí nóng, thật dọa người. Lúc đi ngang qua còn ngửi thấy chút mùi hương, vừa nhìn lại thấy giống phân. Nhưng phân gì mà to vãi khiếp, không phải dạng người bình thường có thể thải ra. Quân vô thiên vẫn đang tìm kiếm kẻ kia, hắn trái lại muốn xem xem kẻ nào to gan lớn mật đến nỗi dám trộm đồ của hắn đáng hận thật sự là đáng hận vô cùng không ai có thể lấy đi đồ vật của quân vô thiên hắn kẻ lấy đi đều phải chết lúc này đứng trước cái đống nóng hầm hập không xác định đó là một bóng người lâm phàm quay trở lại đường cũ vì hắn thấy trên bầu trời có một điểm đen ngày càng rõ giống như đang bay hướng về phía mình nếu mình cứ chạy trốn thế này chỉ sợ không thể trốn thoát thôi nam tử hán đại trượng phu, cường giả trên đời ai mà không có quá khứ đau khổ không thể nói ra. Lâm phàm ta quyết trí thành cường giả siêu việt hơn tất cả những cường giả khác, quá khứ đau khổ không nói nên lời này chắc chắn phải cay đắng hơn nhiều kẻ bình thường khác. Nếu chỉ có thử thách nhỏ bé này mà còn không chịu được thì sau này sao có thể trở thành cường giả trí tôn được? Đi thôi, không có bất kỳ do dự nào, Lâm phàm chui đầu vào cái đống nóng hầm hập ấy, sau đó bỏ dần vào trong. Chương 70, đừng ma, mẹ cha nó, thúi quá, đành nhịn vậy. Lâm phàm nín thở trốn bên trong, im thiên thít không dám động đậy. Theo hắn thấy, nếu như có bị tóm được thì cũng chịu phục thôi, cho dù bị giết chết thì cũng đành chịu vậy. Một lát sau, hắn cảm giác bên ngoài có chút động tĩnh, quân vô thiên từ trên không trung hạ mình xuống, ánh mắt lạnh lẽo lướt quanh một lượt, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào cái đống nóng hôi hổi trước mặt. Phân của thôn thiên long mãng xà, xem ra quanh đây có một con thôn thiên long mãng trưởng thành ánh mắt quân vô thiên dừng lại nhìn một chút rồi chuẩn bị rời đi nếu là con thôn thiên long mãng địa cương cảnh trở xuống thì không có gì trở ngại nhưng xem khối lượng đống phân này cũng không nhỏ nhất định phải là con thôn thiên long mãng có địa cương cảnh trở lên nếu ở nơi này lâu sẽ rất nguy hiểm thật đáng ghét lúc trước mình thi triển cảm chi rõ ràng cảm nhận được tên kia rồi thật không ngờ lại mất tích như thế đừng có để ta bắt được bằng không ta sẽ phanh ngươi ra thành trăm ngàn mảnh. Quân vô thiên lạnh lùng nói, sau đó, trong chớp mắt liền rời đi. Còn lâm phàm thì tức thời thả lỏng người, thở ra một hơi. Có điều bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp rời đi, nên nán lại chút nữa đã. Con người bây giờ vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị cho nằm hố luôn. Quả nhiên, thân ảnh quân vô thiên phiêu giật giữa không trung, đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Nếu như lâm phàm chui ra khỏi đống phân, rất có khả năng vừa chui đầu ra đã bị phát hiện một ngày trôi qua lâm phàm đã ngủ được một giấc ở bên trong đột nhiên hắn có cảm giác long trời lở đất hình như xảy ra sự tình gì ghê gớm lắm chuyện quái gì vậy lâm phàm thức dậy trong kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra ông đã trốn con mẹ nó trong đống phân rồi mà còn có đại họa gì giáng xuống vậy đừng quá đáng thế chứ được không bên ngoài quân vô thiên sớm đã rời đi hắn ở đây đợi rất lâu lật tung cả cánh rừng này lên nhưng vẫn không có thu hoạch gì cuối cùng đành phải không cam lòng rời đi chủ yếu là vì ban đêm hắn phát hiện ở phía xa có một đôi mắt xanh lục cứ lấp lóe khi thế hung ác khôn cùng tản ra trong màn đêm một con yêu thú cấp cao đang xuất hiện ở đây hắn không thể địch lại được đành phải trực tiếp rời đi và bây giờ bên ngoài đống phân đang tỏa nhiệt khí kia là một con cá sấu màu bạc vô cùng to lớn khi thấy cái đống này hai tròng mắt tối đen của nó lóe ra sự vui sướng. Đây chẳng phải là phân của thôn thiên long mãng sao, bên trong hẳn là ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ. Không chút do dự, nó nuốt đống phân vào trong bụng. Lâm phàm trong nháy mắt cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu óc choáng váng, hắn không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Dâm, nặng nề đáp xuống, hiện tại tạm thời yên ổn một chút. Hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài, quan sát một vòng, khuôn mặt lỗ rõ vẻ nghi hoặc đây là nơi đâu hắn ngu người xung quanh nhấp nháy những ánh sáng màu xanh lét giống như những con đom đóm vậy không đúng không phải ta vẫn yên ổn nằm trong đống phân sao bây giờ rốt cục là đang ở nơi quái quỷ nào lâm phàm mù mờ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao mình lại đến cái chốn này ụp ụp tiếng tim đập truyền đến dường như rất gần lâm phàm không thể giải thích được đây là như thế nào hắn đi về phía trước quan sát tỉ mỉ xem đây là nơi nào tại sao vừa ngủ một giấc đã lại chui đến cái chốn này? Thúi quá lâm phàm bịt chặt mũi, mùi thối gây mũi chuyển đến. Khi nhìn thấy tình huống trước mắt, cả người hắn ngây ra. Dưới chân hắn là một hồ nước xanh lè, mà bên trong hồ nước đang ủng ục sôi lên những bọt khí, xung quanh hồ nước còn có một ít xương cốt thi thể vẫn chưa tiêu hóa hết. Đây đừng bảo là ta đang ở trong bụng con yêu thú nào đó chứ. Lâm Phàm kinh hãi, cảm thấy rất có thể là như vậy. Bên ngoài con cá sấu bạc khổng lồ dạng bốn chân nghênh ngang đi khắp cánh rừng. Đến một khoảng đất trống, nó ngửa đầu lên, hai tròng mắt tối đen bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Trời đất bị che phủ tối om, một con chim ưng khổng lồ mở to đôi cánh, hai móng vuốt bắt lấy con cá sấu khổng lồ. Nếu như Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này đảm bảo bị dọa phát khóc. Đây là trận đấu giữa hai con yêu thú cấp cao, một chân con ưng khổng lồ quáp lấy lớp da của con cá sấu khổng lồ lớp vẩy vốn cứng rắn của con sấu khổng lồ nháy mắt nó đã bị xé toạc ra một luồng máu phun ra nhuốm đỏ mặt đất hú con sấu khổng lồ giống lên đau đớn điên cuống phản kích lại đuôi con sấu khổng lồ hoành hành thiên địa bốn phía đất đá bay mù mịt nhưng đối với con ưng khổng lồ với đôi cánh khổng lồ đang lơ lửng trên không trung mà nói không chút ảnh hưởng gì lâm phàm ở bên trong trời đất đảo lộn cả người siêu vẹo đứng lên ngã xuống chả hiểu mô tê cái gì đang xảy ra Đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng ánh sáng từ bên trên chiếu xuống. Trong lòng hắn vui sướng, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Rồi đôi mắt tràn ngập vui sướng của Lâm Phàm nhìn thấy một móng vuốt sắc nhọn xé rách lớp máu thịt hai bên của con cự ngạc, mạnh mẽ xé toạc ra. Và hắn nhìn thấy một đôi con người to đùng, gay gắt như mặt trời, tràn trề hung sắc. Ưng ừ ực, đây Lâm Phàm xóc CMNL, mồ hôi hột trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống. Không hay rồi, có chuyện rồi. Chính lúc hắn phản ứng kịp, cái mỏ sắc nhọn của con ưng đâm vào giữa lớp máu thịt. Một hớp nuốt sạch tinh hoa của con sấu khổng lồ, Lâm Phàm cũng theo đó bị nuốt vào. Ông bà tổ tiên nhà nó, thế rồi này hết nổi cơ mơ nơ rơ. Sao cái vẹo gì cũng đổ lên đầu bố mày, sống kiểu đéo gì bây giờ? Trong lòng Lâm Phàm hừng hực nộ khí, ta lần này chẳng phải chỉ đi ra ngoài rèn luyện một chuyến thôi sao, có nhất thiết phải khi dễ người ta như thế không? thằng đéo nào cũng muốn nuốt ông, tưởng ông dễ bị bắt nạt lắm sao. Có điều rất nhanh sau đó, Lâm Phàm mất đi ý thức. Hắn biết, hắn đã chết, con ưng khổng lồ dương rộng cánh bay đi, bay vào không trung vô tận. Trên mặt đất, chỉ còn lại cỗ thi thể lạnh như băng của con sấu khổng lồ. Một nhóm yêu thú đã đứng xung quanh chờ đợi rất lâu rồi, còn trước con sau chen lấn lao ra. Mặc dù tinh hoa cốt nhục của con sấu khổng lồ này đã bị lấy đi, nhưng dù sao, nó cũng là con yêu thú cấp cao. Đối với đám yêu thú đẳng cấp thấp bọn chúng mà nói, đống xương thịt trước mặt chính là tài nguyên vô cùng béo bở. Mười giây sau, Lâm Phàm tỉnh lại, khuôn mặt ngu ngơ, ngồi trên một lớp da mềm mềm nhũn nhũn, lại còn ẩm ẩm ướt nhẹp. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Hắn thật sự không biết hết thảy rốt cuộc là vì làm sao, mình rốt cuộc đã đắc tội với ai. Tại sao từ lúc ra ngoài đến bây giờ cứ bị hấp liên hồi, đã thế lại còn chả hiểu mô tê gì giờ thì thế nằn nữa có phải ta lại nằm trong bụng một con yêu thú khác không không thể nhịn không nhịn được nữa rồi hắn bắt đầu nổi giận có thể luận nào ức hiếp người như thế không lâm phàm ta nói như nào thì cũng là nhân vật có máu có mặt giờ bị trở thành thức ăn cho yêu thú ăn qua ăn lại lại còn con mẹ nó nuốt hết cả vỏ lẫn hột bọn bây cho rằng lâm phàm bố dễ bị ăn hiếp lắm sao đã thế thì liều luôn thời khắc này hắn thật sự muốn bạo phát rồi bèn lấy làng nha bổng ra dốc sức đánh vào lớp da ướt mềm kia lâm phàm ta không phải dễ bắt nạt như thế đâu con ưng khổng lồ đang bay lượn trên không trung đột nhiên nó cảm thấy hơi khó chịu dạ dày có chút đau hay là tại ăn nhầm thứ gì đó cũng nên lâm phàm không ngờ lớp da kia lại dai cứng đến vậy hắn nện thế mà mãi không rách chỉ là đột nhiên tình huống có chút không thích hợp xung quanh lớp da dần dần bị co rút thu hẹp lại tất cả những thứ chưa tiêu hóa hết bên trong bị dồn ép lại với nhau. Lại muốn xảy ra cái gì nữa? Lâm Phàm ngây người, vẫn chưa hiểu được rốt cuộc lại phát sinh chuyện gì. Đột nhiên, ở phía trước, có một luồng ánh sáng xuyên vào, Lâm Phàm trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, mặt hắn biến sắc, vì hắn nhận ra, cái cửa lỗ có ánh chiếu vào đấy có chút là lạ. Lúc này, một cỗ lực hút mạnh mẽ truyền đến, Lâm Phàm bám lấy khối thịt bên cạnh, hét ầm ĩ, đừng mà, đừng. Lâm Phàm ta không muốn đi ra từ đường Hoa Quốc đâu. Đường Hậu Môn, ta phải trở thành nam nhân cường giả, ta không thể mất mặt đến mức như này được. Đừng mà, bố đệt cái lót mẹ mài, bạn đang nghe chuyện tại Tán Tu, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ.